Phần 14. Tác phẩm Ở Rễ. Hey, các hữu nữ nha, đây là kênh riêng El Radio. Chương 180. Vân An thảo luận cùng Lâm Bất Tiện quyết định, thời điểm rời đi Điến Châu, cùng Lâm Bất Du một nhà nếm qua thực tiễn cơm, Lâm Bất Tiện lấy lý do Lâm phu nhân thọ thần sắp tới, đưa ra từ biệt, đến cùng là đích mẫu sự tình, Lâm Bất Du dù có muôn vàng không bỏ cũng không thể nói ra nửa câu giữ lại, còn nói cho Lâm Bất Tiện mấy ngày nữa, nàng cũng sẽ cùng Lữ Tụng mang theo Lữ Tề cùng nhau lại mặt vì đích mẫu chúc thọ. Trước khi đi, Lữ Tụng đưa Vân An rất nhiều đồ vật phiên bang, bao quát bản từ điển. Ngày đó Vân An tại thư phòng nhìn thấy cũng cùng nhau đưa cho Vân An vội vàng từ chối nói, đại tỷ phu, phần lễ vật này quá quý giá, ta thực sự là không thể thu, ngươi không phải nói muốn đem quyển sách này truyền cho Tề Nhi để hắn sau này học tập cho giỏi sao? Lữ Tụng cười đem từ điển cưỡng ép nhét vào trong ngực Vân An, khoác vai nàng bàn đem người kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, muội phu a, nhận được ngươi xem trọng ta, người đều có mệnh. Đừng nói là cùng nhạc phụ lão nhân gia ông ta so, chính là phóng tới trước mặt tứ muội muội, ta cũng không kịp nàng một điểm a, ta có thế có hôm nay, hơn phân nửa công lao đều là bởi vì cưới một môn hiền thê, trận này ta cũng muốn, mặc dù phía ngoài những người kia đều gọi ta một tiếng Tây Phường Lữ gia, nhưng đó bất quá là thuộc hạ một câu nịnh nọt thôi, cầm tới trước mặt những đại thương nhân kia, phần trêu tức nhiều hơn một chút. Tây Tứ Phường là chỗ ngồi gì? Lão bối bên trong hạ cửu lưu tụ tập địa phương, ta ở chỗ này làm cái đại gia, có gì có thể tự hào? Ta nha! Nhìn xem cả ngày bận bận rộn rộn, kỳ thật cũng chính là cái liều khâu. Nhận được tứ muội muội coi trọng ta, đem Lâm thị nhất tộc tất cả sản nghiệp vận chuyển đường bộ Điến Châu sinh ý đều giao cho ta đến phụ trách. Mấy ngày trước đây ta đã thu được Điến Châu Lâm thị tiền trang chi ngân, dùng để thành lập Điến Châu Lâm thị dịch trạm, không nói gạt ngươi. Ta cẩn thận tính một khoản, hàng năm vận chuyển đường bộ sinh ý tiền thu, có thể gặp phải ta 3-5 năm. Lại không có nguy hiểm, chỉ làm loại này. Thời gian cũng không đến nỗi qua quá rải rác, cho nên ta dự định đổi nghề. Tề Nhi, tự nhiên là thừa kế nghiệp cha tốt, về phần quyển sách này, khó được ngươi để ý, liền tặng cho ngươi đi. Nghe được Lữ Tụng nói như vậy, Vân An cảm thấy Lữ Tụng người này kỳ thật cũng không tệ lắm, suy nghĩ rõ ràng, cũng không giống tuyệt đại đa số nam tử yến quốc khinh thị nữ tử như vậy, chí ít hắn có can đảm trước mặt mình, nam tử này đầy đủ khẳng định Lâm Bất Du mang đến cho hắn hết thảy, chính yếu nhất chính là, Vân An cảm thấy Lữ Tụng kỳ thật rất thích hợp làm phiên ban sinh ý, chỉ là thời cơ chưa tới, kém một chút nhất phi trùng thiên vận khí. Vân An quay đầu nhìn một chút Lâm thị tỷ muội. Ngay tại cách đó không xa nói thể mình lời nói, thấp giọng đối Lữ Tụng nói ra, đại tỷ phu, liền Diệt Khê đều nói. Phiên ban khối này có rất lớn cơ hội buôn bán, ta cảm thấy ngươi chỉ cần tùy tiện đừng đụng vũ khí sinh ý, phiên ban khối này sinh ý tạm thời đừng từ bỏ. Thời điểm bận rộn có thể tạm thời thả một chút, đợi đến dịch trạm bên này sinh ý ngươi đều quen thuộc, lại nhặt lên cũng chưa chắc không thể. Mà lại, vận chuyển đường bộ sự tình đến cùng cũng không phải ngươi việc buôn bán của mình, phiên ban sinh ý lại có thể trở thành sự nghiệp của ngươi, thậm chí là gia tộc sản nghiệp. Ngắn hạn đến xem, Lâm phủ vận chuyển đường bộ hoàn toàn chính xác kiếm nhiều hơn một chút, nhưng ngươi cũng nên thay Tề Nhi ngẫm lại, ngươi là trực hệ con rể, nhưng truyền đến Tề Nhi một đời kia quan hệ liền lại xa một chút, Tề Nhi dù sao không họ Lâm, Diệt Khê tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, nhưng Lâm thị phân gia bên đó thì như thế nào? Lại sau này đâu? Truyền đến Tề Nhi hài tử chỗ ấy đâu? Đến lúc đó phiên ban sinh ý khả năng đã bị đại thương nhân chia cắt xong, Lữ gia không duyên cớ bỏ lỡ một lần tiên phú lên cơ hội, ta hôm nay nói ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cùng Diệt Khê tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tề Nhi, nhưng sự tình sau này, ai cũng không nói chắc được. Vân An không hảo nói cho Lữ Tụng Lâm Uy là một sự tình tiểu thiếp đã nhanh muốn sinh, chỉ có thể uyển chuyển đem lợi và hại cùng Lữ Tụng đơn giản phân tích một chút. Dù sao tại Điến Châu mấy ngày này, Lữ gia đối nàng cùng Diệt Khê chiếu cố có thừa, Lâm gia tình cảm hai tỷ muội cũng không tệ, khả năng giúp đỡ một lần liền giúp một lần. Lữ Tụng trầm tư thật lâu, dùng ánh mắt khâm phục lại kinh dị nhìn Vân An thật lâu, cuối cùng hướng phía Vân An chắp tay, trùng điệp nói một câu, đa tạ. Vân An cười, vỗ vỗ từ điển trong ngực, đối Lữ Tụng nói ra, quyển sách này xem như trước cho ta mượn, chờ Tề Nhi lại lớn lên một chút, ta ổn thỏa của về chủ cũ. Xuất phát ngày ấy, Vân An lại mua một chiếc xe ngựa, thỉnh Chu Lục đến thành Tây tòa nhà đi đem bốn người tiếp ra tới, cùng nhau lên đường, đi ngang qua thành trì bên cạnh Điến Châu. Vân An lại tại một nơi yên tĩnh nhẩm nhất gian nhị tiếng tiểu viện, để bốn người phiên bang vào ở, đây là Lâm Bất Tiện chủ ý. Điến Châu là chỗ đặc thù,
Yến quốc gần như tất cả người nói tiếng phiên bang đều tụ tập tại Điến Châu, đem bốn người phiên bang đặt ở chỗ đó cũng không hoàn toàn ổn thỏa, mang theo trên. Người lại quá chói mắt, Dũng Châu cách Điến Châu không xa, nhưng nội thành lượng lớn sức lao động tràn vào Điến Châu, dẫn đến cư dân nội thành rất ít, đem bốn người này lưu tại Dũng Châu vừa vặn. Vân An ngồi người trên xe ngựa của bốn vị phiên bang kia, lật qua lật lại trong tay từ điển, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít chú thích, Vân An lần nữa cảm thán Lữ Tụng thật chỉ là kém một chút vận khí. Bản từ điển này đối Vân An đến nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng không có thời gian dư thừa đi giáo sư bốn vị người phiên bang này Yến quốc tiếng phổ thông, nhưng bản từ điển này có thể, nếu như chịu dụng tâm học, chí ít có thể trước học được chữ Yến quốc viết như thế nào, đều là có ý gì, chờ chữ của bọn hắn nhận toàn một chút, Vân An lại xuất giá cao thỉnh đến một vị tiên sinh dạy bọn họ nói tiếng phổ thông là được. Vân An đem từ điển phóng tới trên bàn nhỏ, đối bốn người nói ra, đây là từ điển, phía trên đánh dấu giải thích chữ viết Yến quốc, ta thô sơ giản lược lật ra, tuyệt đại đa số phổ biến từ ngữ là chính xác không sai. Ta không có thời gian đi dạy các ngươi nói chuyện viết chữ, đã các ngươi đã cam tâm tình nguyện lựa chọn lưu lại giúp ta, ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng hết sức học được cơ bản nhất câu thông, sớm một chút vì ta xuất lực, ta ở phía trước Châu phủ Thanh Tịnh địa phương cho các ngươi thuê một chỗ viện tử, sẽ tìm người cách mỗi một ngày cho các ngươi đưa tươi mới rau quả hoa quả, nghe nói tòa nhà đằng sau còn có trái phải một mẫu ruộng đồng, các ngươi có thể trồng những thứ ngươi thích. Tòa nhà ở giữa sườn núi, trừ bọn ngươi ra chỗ ở chung quanh không có người nào, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể trôi qua tự do một chút. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, tận lực không muốn bị người ngoài nhìn thấy, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Nói xong, Vân An từ trong ngực móc ra một phong thư, đặt ở trên từ điển, nói ra, nơi này một phong thư, phía trên đóng dấu một cái tín vật, còn đóng một cái tư nhân ấn giám, trong thư viết rõ lai lịch của các ngươi, cùng vì cái gì đem các ngươi tạm thời lưu tại Dũng Châu, nếu như các ngươi bị dân chúng địa phương tố giác, quan phủ có người đến bắt các ngươi, tuyệt đối không được phản kháng, cũng không cần chạy trốn. Sau khi đến nha môn đem phần này tin lấy ra, giao cho người ngồi tại cao vị là được. Phong thư này là Lâm Bất Tiện giúp Vân An nghĩ sách lược vẹn toàn, đóng tự nhiên là ngọc bội dấu cùng Lâm Bất Tiện tư nhân ấn giám. Bốn người nghe xong Vân An, tự nhiên là vô cùng cảm kích, một người trong đó cầm lấy tin, giao nó cho một vị khác Yến quốc tên gọi Vân Lộc nữ tử trên tay, người sau thản nhiên tiếp nhận, cũng đem tin thiếp thân cất kỹ, còn lại hai người biểu hiện cũng rất bình tĩnh, nhìn chuyện này lẽ ra như thế, Vân An không khỏi nhìn nhiều Vân Lộc vài lần, xem ra ở tại Điến Châu. Thành Tây khoảng thời gian này, trong bốn người này đã tự động thành lập được một loại trật tự nào đó, Vân An lại dựa theo Lâm Bất Tiện dặn dò, lấy ra một tờ tiêu chuẩn cách thức khế sách, để bốn người này phân biệt ở phía trên rơi thủ ấn, mặc dù Vân An không quá muốn làm như vậy, lại không thể không thừa nhận Lâm Bất Tiện lo lắng là có đạo lý, rơi phần này Yến quốc văn tự bán mình sách, Vân An cùng quan hệ giữa bọn họ liền thụ Yến quốc quan phủ bảo hộ, vạn nhất trong bọn họ người nào đó làm ra. Đối Vân An chuyện bất lợi, Vân An có tuyệt đối quyền xử trí, Lâm Bất Tiện còn đối Vân An nói, về phần ngươi nói, bình đẳng, càng nhiều là ở nội tâm, trước tiểu nhân sau quân tử cũng không sai, Vân An ngay thẳng cùng bốn người giải thích bọn hắn ký chính là cái gì, bốn người tỏ ra là đã hiểu, Vân An cầm khế quay về chuyện đến Lâm Bất Tiện trên xe ngựa, đem khế sách giao cho Lâm Bất Tiện. Ân, theo hảo thủ ấn, tại riêng phần mình danh tự đằng sau. Lần trước ta liền muốn hỏi, tên của bọn hắn là nàng lên. Từng. Vân Thâm, Vân Thời, Vân Kiến, Vân Lộc. Đọc tự hồ có chút ý cảnh, nhưng có điển cố gì a? Vân An cười nói, nhưng thật ra là trích dẫn chúng ta bên kia thi tiên làm một bài thơ, nguyên lai nửa câu là thụ thâm thì kiến lộc, lưu truyền đến hậu thế sau này nửa câu bị người hái ra tới, đổi thành Lâm Thâm Thời Kiến Lộc. Thời điểm cho bốn người bọn họ nghĩ danh tự, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này, liền viết ra tới làm tên của bọn hắn. Lâm Bất Tiện không khỏi mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại là cái sẽ mưu lợi, nhưng, Lâm, đi đâu rồi? Liền xem như luận chữ bài vị, cũng hẳn là không có Lộc mà không phải là không có Lâm, nha, mà lại Bất Kiến Lộc chẳng phải là càng thêm chuẩn xác. Vân An hé miệng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trâm vàng trên đỉnh đầu Lâm Bất Tiện, rơi nhi chính theo xe ngựa mà nhẹ nhàng lắc lư, tạo hình là một con nai con đạp ở trên đám mây, nai con hai cái sừng làm một ẩn tự, một đôi sừng hu hợp lại cùng nhau vừa vặn có thể tạo thành một chữ Lâm. Trâm vàng này là lễ vật Vân An từ kinh thành trở về đưa cho Lâm Bất Tiện, nguyên nhân có thể là bên trong giấu giếm huyền cơ, một mực cũng chưa từng thấy Lâm Bất Tiện mang qua, hôm nay đột nhiên thoáng nhìn, Vân An trong lòng tuôn ra một cổ cảm giác kỳ dị, ấm áp, đắc ý, nàng mắt cười cong cong nhìn Lâm Bất Tiện, dùng ngón trỏ tay phải chỉ ở ngực, thấp giọng nói, Lâm ở đây, cho nên không gặp. Lâm Bất Tiện nao nao, tiếp theo đỏ mặt, một đôi mắt đẹp lưu chuyển,
Doanh Doanh nhìn lại Vân An, lại đi nhanh 2 canh giờ, cửa xe ngoại truyền đến từ nghi thanh âm, tiểu thư, cô gia, Dũng Châu nhanh đến. Khoái hề thanh âm ngay sau đó vang lên, ngươi người đầu gỗ này, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ở bên ngoài muốn gọi gia cùng phu nhân. Từ nghi không chút nào yếu thế nói, dựa vào cái gì? Ta là thuở nhỏ phục thị bên người tiểu thư, các người gọi các ngươi, ta gọi ta, nguyện ý gọi ngươi liền tự mình gọi thêm mấy tiếng, đáng chuyện gì đều vịn ta a. Ngươi cái này người. Ngươi. Mạnh Quảng Uy ngu ngơ thanh âm vang lên, hai vị cô nương nhanh chớ quấy rầy, ta cảm thấy hai vị cô nương nói đều có lý, mặc dù đây là phu nhân phân phó, nhưng từ nghi cô nương dù sao khác biệt, gọi quen thuộc rất khó đổi giọng cũng là có. Toa xe bên trong, Lâm Bất Tiện đôi mi thanh tú cau lại, giống như đang suy tư điều gì, Vân An đè lại nhu đề Lâm Bất Tiện, ôm nhu nói, theo nàng đi, ta biết ngươi là vì giúp ta lập uy, nhưng từ nghi tỷ tỷ nói cũng có đạo lý, nàng là ngươi thiếp thân nha hoàn cùng người bên ngoài khác biệt, để tình nàng trung tơ ổ chủ phân thượng, đừng truy cứu đi. Nhưng ngươi, ta không sao, ta cũng không quan tâm những thứ này. Vân An tiến đến bên tai Lâm Bất Tiện, nói nhỏ, bọn hắn đều gọi ta cô gia ta mới cao hứng đâu, ta một cái cô nương gia, suốt ngày bị người, da dài, da ngắn kêu, nội tâm cực độ khó chịu. Vân An trong miệng nhiệt khí đánh vào tai Lâm Bất Tiện, làm Lâm tứ tiểu thư mặt đỏ. Chương 181. Vân An cùng Lâm Bất Tiện một đoàn người một đường du sơn ngoạn thủy về Lạc Thành, lúc này không cần Vân An đề nghị, đi đến nơi yên tĩnh Lâm Bất Tiện mình liền sẽ chủ động yêu cầu cưỡi ngựa tiến lên. Một ngày, Vân An ngẫu nhiên nhìn thấy Oái Hề đầy mắt hâm mộ nhìn Lâm Bất Tiện cưỡi ngựa, liền đem tọa kỵ của mình tặng cho Oái Hề, còn để Lâm Bất Tiện phụ trách chỉ đạo Oái Hề cưỡi ngựa. Một chuyện nhỏ không chỉ có đề cao Lâm Bất Tiện đối cưỡi ngựa lý luận tri thức, cũng gia tăng Lâm Bất Tiện cùng Oái Hề ở giữa tình cảm. Có khi tứ đại hộ vệ bên cạnh Vân An cũng sẽ biểu thị đơn giản một chút thuật phòng thân cho ba vị cô nương nhìn. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, bốn vị hộ vệ trong lòng mơ hồ có một cảm giác, Vân An có chuyện sắp phải làm, hoặc là đã bắt đầu bố trí, cách cục phi thường đại, mà lại, chuyện này phu nhân cũng hiểu rõ tình hình cũng duy trì, nói cách khác. Trước mắt đi theo Vân An bên cạnh mấy người này, cũng có thể nương theo Vân An thành tựu một phen sự nghiệp, bốn người này đều là vào Nam ra Bắc tới, tầm mắt đương nhiên phải so từ nghi cao xa một chút. Dưới mắt chỉ sợ chỉ có từ nghi một người còn trầm mê thân phận trong bù quá khứ, không thể tự kềm chế. Sau 10 ngày, một đoàn người trở lại Lạc Thành, lần này trở về Lâm Bất Tiện không có sớm thông báo, xe ngựa cách Lâm phủ một tiễn chi địa ngừng lại, Lâm Bất Tiện nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, phát ra khẽ than thở một tiếng, mặc dù nơi này mới là nhà của nàng, nhưng trải qua mấy ngày này Lâm Bất Tiện phát hiện Nam Lâm phủ này, thậm chí Lạc Thành. Đối nàng mà nói càng giống một cái lồng giam. Một loại lực lượng vô hình đem người trói buộc nửa bước khó đi. Cùng Vân An dạo chơi bên ngoài quãng thời gian này, là Lâm Bất Tiện 21 năm qua, là thời gian vui sướng, tự do nhất. Vân An ngồi đối diện Lâm Bất Tiện, trên mặt biểu lộ cũng không lắm vui sướng. Kỳ thật nếu không phải Lâm Uy làm quá mức, Vân An thật lười nhác cùng hắn đấu cái gì. Dù sao kia là phụ thân Lâm Bất Tiện, cũng cùng Vân An phụ thân dáng dấp rất giống, chỉ là ép cô Lâm Bất Tiện trên thân mỗi một phần giá trị về sau, còn muốn qua sông đoạn cầu hành vi làm cho người rất giận sôi. Vân An sớm có dự cảm, lần này trở về chỉ là mới bắt đầu chiến đấu khai hỏa, thành công đáp vào thái tử chuyến xe này, Lâm Uy bây giờ càng không sẽ đem mình cùng Lâm Bất Tiện để vào mắt. Nếu không phải Lưu Di Nương còn chưa sinh, cuộc sống của các nàng tuyệt sẽ không thái bình. Giống như bây giờ, một đám người bên trong vui vẻ nhất chính là Từ Nghi, trên mặt nàng cao hứng bừng bừng vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Đợi Lâm Bất Tiện xuống xe ngựa, nàng đỡ lấy Lâm Bất Tiện nhảy cẩn nói, tiểu thư, chúng ta rốt cuộc hảo. Lão gia cùng phu nhân nhất định rất nhớ tiểu thư. Đúng vậy a, theo ta đi bái kiến mẫu thân đi. Ân. Vân An lắc đầu bất đắc dĩ, từ hướng này đến xem Từ Nghi thật không bằng Thụy Nhi, chỉ là Vân An suy xét đến, các nàng tiểu Lâm phủ kế hoạch nhất định là một con đường, chúng bạn xa lánh, căn bản là để Lâm Bất Tiện cùng đi qua làm cái cắt đứt. Từ Nghi cùng Lâm Bất Tiện dù sao có tình cảm thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, có một người như vậy hầu ở bên cạnh Lâm Bất Tiện, bao nhiêu có thể làm dịu Lâm Bất Tiện cảm xúc. Đem cái rương kia khiêng xuống đến, chậm một chút. Vân An chỉ huy bốn tên hộ vệ đem cái rương từ trên xe ngựa nhất xuống dưới, bốn người hợp lực chọn gậy gỗ, hướng Lâm phủ nhất, canh giữ ở cổng gia đình nhìn thấy có người đến, nhìn chăm chú nhìn, phát ra một tiếng ôi, kêu lên, tiểu thư cùng cô gia trở về, hai người các ngươi cùng ta đi nghênh nghênh, ngươi đi nội viện bẩm báo. Ba tên gia đình nhảy xuống bậc thang, hướng phía Vân An bọn hắn bên này chạy tới, ngừng cách Lâm Bất Tiện năm bước có hơn, quỳ một chân trên đất thỉnh an nói, cung nghênh tiểu thư, cô gia. Đều đứng lên đi. Lâm Lộc tiến lên đây, cười nói, tiểu thư cùng cô gia trở về,
chúng tiểu nhân không có từ xa tiếp đón mong rằng tiểu thư, cô gia thứ tội, Lâm Thọ đã đi bẩm báo. Tướng công mang lễ vật trở về, các người đi qua phụ một tay. Vâng. Vân An hơi ngăn lại, nói ra, không cần, cái rương này nặng, để mấy người bọn hắn nhấc là được, trên xe ngựa còn có chút hành lý, các người đi qua hỗ trợ thu hồi lại, lại đem xe ngựa cùng ngựa sắp xếp cẩn thận. Vâng. Trong phủ chỉ có Lâm phu nhân tại, Lâm Vi sáng sớm liền đi ra cửa, đến bây giờ cũng không có trở về, Lâm phu nhân ngay tại Hương cung cấp nuôi dưỡng, sao chép kinh văn, vì cho Lâm Bất Tiện cùng Vân An cầu tử, chuyện này nàng đã làm thật lâu, mỗi ngày chí ít sao chép một lần kinh văn, đây cũng là nàng trước mắt duy nhất tâm sự, nghe được nha hoàn bẩm báo, Lâm phu nhân thật cao hứng, vừa cười vừa nói, cái này tới. Bút trong tay lại chưa ngừng, thẳng đến viết xong câu này mới buông xuống bút lông, đứng dậy, vội vã hướng đường đi ra ngoài. Ngươi thay ta đi nghênh đón, đem hai bọn họ đưa đến chính sảnh, ta ở đâu chờ bọn hắn. Vâng. Nha hoàn lĩnh mệnh đi, mẫu thân Lâm Bất Tiện mang trên mặt nụ cười từ ái, tại một vị khác nha hoàn nâng đỡ hướng chính sảnh đi đến, nhập phủ, cổng quỳ một đám nha hoàn gia đình nghênh đón, Vân An phân phó gia đình đem bốn tên hộ vệ nhấc lên cái rương trước đưa đến thư phòng Lâm Bất Tiện, đặt ở cửa, để bốn tên hộ vệ cùng oái hề xuống dưới nghỉ ngơi, nàng cùng Lâm Bất Tiện thì mang theo Từ Nghi hướng chính sảnh đi, trên đường gặp được Lâm phu nhân nha hoàn, biết được Lâm Uy cũng không ở nhà, Lâm Bất Tiện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Vân An nhìn ở trong mắt, thương yêu trong lòng, ra chuyện như vậy. Không có người so với Diệt Khê nhà các nàng càng khó chịu hơn, dù sao lúc trước trong 20 năm, Lâm Uy đối Lâm Bất Tiện là thật rất thương yêu, có nhiều thứ không phải nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Vân An đem lễ vật chuẩn bị đưa cho Lâm phu nhân kẹp ở dưới nách, phân ra một tay giữ chặt Lâm Bất Tiện, 10 ngón đan xen, Vân An nắm thật chặt ngón tay Lâm Bất Tiện, muốn đem an ủi truyền đi qua, người sau hiểu ý khóe miệng nhẹ cười. Từ Nghi buông cánh tay Lâm Bất Tiện, tự giác thối lui đến đằng sau đi theo, trong phủ những người ở khác thấy, cũng nhao nhao ở trong lòng thay tiểu thư nhà mình cảm thấy cao hứng, ao ước Lâm Bất Tiện nha hoàn cũng có khối người, hy vọng chờ mình đến tuổi tác bị thả ra phủ đi, cũng có thể gặp được tướng công giống cô gia dạng này quan tâm tốt. Hai người liền lấy tư thế 10 ngón đan xen đi vào chính sảnh mới tách ra, Lâm phu nhân nhìn thấy hai người dắt tay cùng nhau, cười đến không ngậm miệng được, đầu tiên là quan sát một chút nhà mình nữ nhi khí sắc. Sau đó giống Vân An ném đi một vòng ánh mắt tán dương, về sau lại sẽ ánh mắt một lần nữa thả lại đến Lâm Bất Tiện trên thân, tinh tế dò xét. Nhìn nhà mình nữ nhi đến tột cùng là gầy vẫn là mập. Trọng điểm dò xét Lâm Bất Tiện phần bụng, Vân An đem lễ vật phóng tới một bên, vẫy lên dưới vạt áo bày quỳ trên mặt đất, hài nhi cho mẫu thân thỉnh an, lần này đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về, để mẫu thân mong nhớ, hài nhi bất hiếu. Tốc độ nhanh chóng để một bên Lâm Bất Tiện đều có chút sợ hãi thán phục, Lâm Bất Tiện cũng quỳ đến Vân An bên cạnh, nói ra, nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an. Lâm phu nhân lúc này ngồi không yên, đứng dậy đem Lâm Bất Tiện đỡ lên, đi đi, mau dậy đi. An nhi ngươi cũng lên, các ngươi trở về nương cao hứng, không cần giảng những cái này lễ nghi phiền phức. Lâm phu nhân kéo Lâm Bất Tiện, một mặt khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Lâm Bất Tiện phần bụng, muốn nói lại thôi. Liền kém trực tiếp hỏi Lâm Bất Tiện có hay không mang thai. Trên đường đi mệt chết đi. Nhanh ngồi xuống. Vâng, tạ ơn mẫu thân. Vân An cầm lấy một bên hộp gỗ, đi đến trước mặt Lâm phu nhân, mẫu thân, hài nhi cho ngài mang đồ tốt trở về. Vân An khuôn mặt hình dáng nhu hòa, mặt nam trang thiếu niên cảm giác 10 phần, lại thêm từ nhỏ đã là gia trưởng miệng bên trong hài tử của người khác, một đường được khen ngợi lấy lớn lên, trên thân tự nhiên một cổ khí tràn làm trưởng bối thích. Lúc trước mặc dù có chút không thoải mái, nhưng đều bị khoảng cách cùng thời gian cho hòa tan. Bây giờ cái này mở miệng một tiếng ngọt ngào, mẫu thân kêu, nghe Lâm phu nhân trong lòng thoải mái cực, loại này niềm vui gia đình. Lâm phu nhân tại Lâm Bất Tiện trên thân rất ít hưởng thụ. Là cái gì nha? Nhanh cho nương nhìn một cái. Vân An cười vài tiếng, mở hộp ra, bên trong là màu trắng vàng, một loại thực vật rễ cây cắt miếng, tản ra phức hương. Mẫu thân, đây là sâm Mỹ lại gọi hoa kỳ nhân sâm. Không phải chúng ta Đại Yên bản thổ nhân sâm, là phiên bang hàng ngoại nhập, ngài tuổi này dùng sâm Mỹ là tốt nhất. Ngài nhìn cái này lớn nhỏ. Lâm phu nhân cầm lấy một mảnh nhìn một chút, phát hiện cái này trên 100 phiến nhân sâm cắt miếng lớn nhỏ đều không khác mấy. Những cái này cắt miếng lấy đều là trung đoạn, tất cả đều là tinh phẩm. Mẫu thân mỗi ngày liền lấy một mảnh ngâm nước uống thế là được. Lâm phu nhân cười rất vui vẻ, lại vẫn là không yên lòng hỏi một câu, phiên bang người đồ vật, có thể làm sao? Ngươi nhìn a mẫu thân, chúng ta trong phủ còn thiếu nhân sâm sao? Nhân sâm cùng sâm Mỹ tại công hiệu bên trên vẫn là có chỗ khác biệt, hài nhi nghe nương tử nói, mẫu thân vừa đến thời tiết đổi theo mùa sẽ có chút tim khô nóng, trắng đêm khó ngủ bệnh cũ.
từng, là như thế này. Vậy cái này sâm Mỹ so với nhân sâm càng thích hợp mẫu thân, ta nghe Điến Châu Đại Phu nói, nhân sâm có công hiệu, trợ lửa bổ khí, mà sâm Mỹ là trừ hỏa bổ âm, mẫu thân triệu chứng đại khái là tâm hỏa bố trí. Hài Nhi một hồi đem sâm Mỹ này đưa cho Bạch Đại Phu nhìn một cái, nếu là thích hợp mẫu thân phục dụng, lần sau đi Điến Châu Hài Nhi lại nhiều mua chút. Lâm Phu Nhân gật đầu cười, nhìn Lâm Bất Tiện một chút, trong mắt đều là hài lòng. An Nhi có tâm, lần này đi ra ngoài, trưởng thành không ít. Nhìn Vân An cùng mẫu thân ở giữa hổ động, Lâm Bất Tiện đáy lòng một mảnh mềm mại, Vân An thật đã làm được một cái tế tử, phải làm hết thảy, thậm chí muốn so mình nữ nhi này còn muốn quan tâm. Nhớ tới Vân An lần kia sau khi say rượu, thổ lộ, Lâm Bất Tiện biết, kia tuyệt không phải Vân An say rượu thất ngôn, mà là say rượu thổ chân ngôn, bởi vì Vân An cũng không biết mình đêm đó không có ngủ, nhưng Vân An về sau làm hết thảy, đều tại tự thể nghiệm chứng minh lấy nàng nghiêm túc, vô luận ngày. Hôm đó bôn ba tại bến tàu vì Tiểu Lâm phủ đánh xuống cơ sở, vẫn là thiện đãi người nhà của mình, Vân An bận rộn nhất kia mấy ngày, giày của nàng gần như một ngày một đôi ném, mỗi một đôi giày đều bị bến tàu vũng bùn thẩm thấu, trên quần áo cũng tràn ngập bến tàu hương vị, Lâm Bất Tiện nhưng chưa bao giờ có từ trong miệng Vân An nghe qua, khổ cùng, mệt mỏi, mỗi khi nàng trên bến tàu có thu hoạch, đều hào hứng dạt dào, cái thứ nhất cùng mình chia sẻ, rõ ràng, người này cũng là nữ tử đâu. Lại dùng nàng đó cũng không vĩ ngạn thân thể vì chính mình chống lên một mảnh bầu trời, Vân An ôm nhu sâu nặng như vậy, nàng biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là trong lòng nàng chỗ mang một hai phân, nhưng Vân An không biết là, cái này hết thảy tất cả, Lâm Bất Tiện đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Chương 182. Vân An sinh động như thật cho Lâm Phu Nhân giảng thuật chuyện lý thú phát sinh ven đường, đẹp mắt phong cảnh, Điến Châu phong thổ, bến tàu văn hóa cùng đặc biệt buôn bán phương thức, Lâm Phu Nhân nghe say sưa ngon lành. Liền Lâm Bất Tiện đều kinh diễm năng lực thuyết minh cường đại ngôn ngữ cùng trí nhớ của Vân An. Có một số việc Lâm Bất Tiện là cùng Vân An cùng nhau trải qua, nhưng trong ấn tượng Lâm Bất Tiện, còn lâu mới có được Vân An thuyết minh như thế đặc sắc. Nguyên lai, trong mắt Vân An, thế gian vạn vật là lấy dạng này một loại hình thái biểu hiện ra sao? Nghe Vân An thị giác, Lâm Bất Tiện cảm giác Vân An là một người nội tâm rất đầy đặn lại nhiều màu nhiều kiểu. Tuyệt đại đa số người đều không có Vân An loại năng lực lòng mang mỹ hảo, bao quát Lâm Bất Tiện ở bên trong đối đãi sự vật góc độ cùng nội tâm cảm ngộ cùng Vân An so sánh đều là hoang vu. Điến Châu ta và ngươi cha cũng đi qua mấy lần, làm sao chưa thấy qua ngươi nói những cái này thú vị sự tình. Có thể là Hài Nhi thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi, có chút phong cảnh không thân lâm kỳ cảnh là không nhìn thấy. Lâm Bất Tiện tiếp nhận Vân An, nói sang chuyện khác hỏi, mẫu thân, trận này trong phủ mọi việc như thế nào? Vẫn là như cũ, chính là ngươi đi về sau, cha ngươi không thể không đón thêm trọng trách gia tộc, lại bận rộn, đi sớm về trễ là trạng thái bình thường. Lần này ngươi trở về, cũng nên thay cha ngươi chia sẻ, niên kỷ của hắn lớn, ta lo lắng hắn không chịu đựng nổi. Lâm Phu Nhân ánh mắt khẽ lướt qua Vân An lại không chần chờ chút nào, tiếp tục nói, ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, cần cha ngươi cho ngươi giữ thể diện, tọa trấn địa phương còn có rất nhiều, nếu là ngươi có thể sớm một chút cùng An Nhi sinh hạ một nam hài nhi, chờ hài tử khỏe mạnh lớn lên, mới tính triệt để an tâm. Nếu là ngươi cha trước lúc này mệt ngã, Vân gia đám kia mượn gió bẻ măng, nói không chính xác liền sẽ tùy thời nổi lên. Nghe xong Lâm Phu Nhân, Vân An cùng Lâm Bất Tiện liếc nhau, lần này từ Vân An trả lời, mẫu thân. Kỳ thật lần này Hài Nhi cùng nương tử về Lạc Thành chỉ là qua đường, một hai ngày nữa chúng ta dự định đi Ung Châu. Ung Châu? Đi chỗ đó làm cái gì? Lâm Phu Nhân nhíu nhíu mày, tự hồ có chút minh bạch, nhìn Lâm Bất Tiện chờ đợi một cái chứng nhận, Vân An tiếp tục nói, là như vậy mẫu thân, chúng ta tại Điến Châu thời điểm thu được một phong thư, là Lý Nguyên, Lý Không Cốc viết cho ta, hắn xin nhờ ta giúp hắn đi một chuyến Ung Châu. Hài Nhi nghe nói Ung Châu nhân văn phong cảnh cùng chúng ta Lạc Thành hoàn toàn khác biệt, cảnh sắc cũng là càng đi Tây Phương càng bao la hơn, vừa vặn mang theo nương tử cùng một chỗ nhìn xem. Vân An một bên nói một bên nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lâm Phu Nhân trên mặt mây đen càng để lâu càng nhiều, thấp giọng nói, Hài Nhi, chỉ là đau lòng nương tử nha, có nhiều như vậy tốt đẹp non sông nàng đều chưa từng thấy qua, thời điểm tại Điến Châu, Hài Nhi nhìn đại tỷ phu cũng xưa nay sẽ không trói buộc đại tỷ, chẳng qua đại tỷ lại bị ba hài tử buộc cắt gao, liền cổng lớn đều ra không được. Thời điểm Vân An tiến chính sảnh liền phát hiện, Lâm Phu Nhân ánh mắt tổng hướng Lâm Bất Tiện phần bụng nhìn, nghĩ cũng biết Lâm Phu Nhân tâm tư, đổ không phải cố ý cầm sự tình hài tử nói, mà Vân An thực sự không yên lòng đem Lâm Bất Tiện đặt ở trong nhà, dưới mắt Lâm uy thái độ mập mờ. Chung Tiêu Đình lại làm Lạc Thành thanh thứ nhất ghế xếp, Lâm Phu Nhân còn bị mơ mơ màng màng. Cái này khiến Vân An làm sao có thể yên tâm đâu,
mà lại hiện tại Vân An căn bản không nỡ cùng Lâm Bất Tiện tách ra lâu như vậy, Ung Châu Chi Hành cũng không phải giúp Lý Nguyên chạy cái chân đơn giản như vậy, Vân An còn muốn đem Lâm Bất Tiện dẫn tiến cho Vĩnh Nhạc công chúa người một nhà đâu. Quả nhiên, Vân An thẳng đâm Lâm phu nhân nội tâm, vừa nghĩ tới mình ba thứ nữ từng cái đều có dòng dõi, mình thân nữ nhi qua tuổi 20 lại chậm chạp không có động tĩnh, nàng có thể nào không nóng nảy đâu. Lâm phu nhân cũng không cho rằng nữ tử có cái gì cần phải nhất định phải đi du sơn ngoạn thủy, chẳng qua Vân An đi lần này. Vợ chồng trẻ chẳng phải là muốn ở riêng thật lâu sao, vậy mình nhưng làm sao có cháu trai ôm đâu, nghĩ thông suốt nơi này, Lâm phu nhân sắc mặt hơi nguội, trầm ngâm nói, dự định trở về bao lâu? 18 tháng 6 là mẫu thân sinh thần, nhất định là muốn trở về. Vân An đáp, Lâm phu nhân bấm ngón tay tính toán cũng không đến bao lâu, nhả ra nói, chuyện này còn muốn cùng phụ thân ngươi thương lượng qua mới được, chờ hắn trở về ta khuyên hắn một chút đi. Kia, hài nhi còn có một số việc muốn đi xử lý, sẽ không quấy rầy mẫu thân cùng nương tử nói thể mình lời nói. Đi đi. Vâng, nương tử. Ta đi nha. Đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Ừm. Lâm Bất Tiện biết Vân An là dự định đến Tây Uyển đi, cũng không lưu người, Vân An trở về phòng đổi một bộ y phục, dắt ngựa đi ra Lâm phủ một tiễn chi địa, mới trở mình lên ngựa hướng Tây Uyển đi. Suy. Vân An ghìm ngựa dừng ở cổng Tây Uyển, nhìn cổng lớn đóng chặt, nhăn lại lông mày, mặc dù Tây Uyển này Vân An không thường đến, nhưng nàng nhớ kỹ Lâm Bất Tiện nói qua, Lâm Bất Tiện cho Ngọc Tiêm Tiêm thu xếp hai đội tinh anh, bổn phận gia đình phụ trách bảo hộ Ngọc Tiêm Tiêm an toàn, Ngọc Tiêm Tiêm là một người sống một mình tại tòa trạch viện này. Lấy hai đội gia đình 12 canh giờ thay phiên bên ngoài viện tuần lâu cũng thủ vệ cổng, chỉ vì bảo đảm Ngọc Tiêm Tiêm an toàn, nhưng lúc này cổng lớn đóng chặt không nói, cổng liền cái gia đình đều không có, Vân An đem con ngựa buộc ở một bên trên cành cây, ba bước cũng làm hai bước nhảy lên bậc thang, gõ vang vòng cửa. Ai vậy? Người gác cổng thanh âm từ bên trong truyền tới. Ta, Vân An. Ờ. Người gác cổng phát ra một tiếng thấp giọng hô, một lát sau mới mở cửa ra. Xác nhận Vân An thân phận về sau, người gác cổng rõ ràng có chút chột dạ, hướng bên cạnh tránh một bước, cúi đầu thuận vai gọi một tiếng, Vân gia. Cái này trong phủ hạ nhân nguyên bản đều là Lâm phủ, về sau Lâm Bất Tiện đem bọn hắn tính cả tòa nhà cùng nhau đưa cho Ngọc Tiêm Tiêm, về sau những người này gặp lại Vân An đều gọi một tiếng, Vân gia. Giữa ban ngày, tại sao khóa cổng, cổng liền cái gia đình đều không có. Thỉnh Vân gia chờ một chút, tiểu nhân cái này đi mời quản sự. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái này, tiểu nhân không dám nói, vẫn là chờ quản sự. Vân An ngắt lời nói, không cần, ta liền hỏi ngươi, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi. Người gác cổng úp úp mở mở một lát, lại bịch một tiếng cho Vân An quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, cầu xin tha thứ, Vân gia minh giám, chuyện này không liên quan đến công việc của tiểu nhân, Vân gia minh giám, Vân gia minh giám. Đứng lên. Vân An không nhìn được nhất người khác hướng mình quỳ xuống, không người kéo người gác cổng một cái, nghiêm nghị nói. Nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vâng, ta nói. Ngọc cô nương nàng, không thấy. Cái gì? Vân An đại não ông một tiếng, truy vấn, không thấy là có ý gì? Là nàng ra ngoài liền không trở về, vẫn là có người nào tới qua. Ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Vâng, chính là ba ngày trước sự tình, tiểu nhân như thường lệ rời giường mở cửa, đột nhiên từ giữa đầu chạy tới một cái gia đình, hỏi ta có nhìn thấy Ngọc cô nương không? Nói là trời vừa sáng nha hoàng phát hiện không thấy Ngọc cô nương, bốn phía đi tìm cũng không thấy người, liền để gia đình đến hỏi một chút có phải là trước kia xuất phủ đi. Tiểu nhân giật nảy mình, lập tức kiểm tra khóa cửa, chốt cửa, đều là từ bên trong rơi thật tốt, cửa đỉnh một cũng tới, không có bất kỳ dấu hiệu gì bị di động qua, gia đình lại về phía sau cửa hỏi, kết quả cũng giống như vậy. Quản sự phát động trong phủ tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm, tìm nửa ngày, liền hồ nước đều có người nhảy đi xuống tìm, chính là không thấy Ngọc cô nương. Vân An giật mình không nhỏ phi nước đại đến nội viện, hỏi thăm khẩu cung nhiều người của bọn họ cùng người gác cổng không sai biệt lắm, khắp nơi đều đi tìm chính là không có phát hiện Ngọc Tiêm Tiêm bóng dáng, quản sự quỳ gối trước mặt Vân An, than thở khóc lóc nói cho Vân An, bọn hắn phát hiện không thấy Ngọc Tiêm Tiêm, lập tức liền toàn lực lục soát. Thế nhưng là tòa nhà cửa trước cửa sau đều là từ bên trong rơi khóa, trên đỉnh đầu một cũng không có dấu hiệu bị di động, liền cho rằng Ngọc Tiêm Tiêm còn tại bên trong nhà. Nhưng triệu tập tất cả nhân thủ trải rộng ra tìm hơn phân nửa ngày cũng không thấy bóng người, thậm chí phái người nhảy đến trong ao sen, dùng dây thừng buộc dán người mảnh khảnh nha hoàng phóng tới giếng nước bên trong đi tìm, đều không có phát hiện, tại ban đêm lúc không thấy Ngọc Tiêm Tiêm, quản sự từng tự mình đến Lâm phủ báo cáo chuyện này, lại được cho biết tiểu thư cùng cô gia đều không ở nhà,
người quản sự Vi Ngôn Nhẹ căn bản không có tư cách thấy Lâm Uy cùng Lâm phu nhân, chỉ có thể coi như thôi. Đã báo quan chưa? Vân An âm mặt hỏi. Không có. Vì cái gì không báo quan? Ngươi làm quản sự, chủ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà không báo quan. Quản sự xoa xoa nước mắt, một cái đầu chụp tại trên mặt đất. Vân gia, nghe tiểu nhân giải thích a. Ngươi nói. Vân gia, cho tiểu nhân nói câu vạn không làm nói lời, xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu nhân cũng không lo được. Ngọc cô nương mặc dù đã từng danh chấn bốn phương, bây giờ dù sao cũng là về nhà lành. Tiểu nhân không phải là người nhà chồng Ngọc cô nương, cũng không phải người nhà mẹ đẻ của nàng, nàng một cô nương gia chưa xuất các biến mất không còn tăm hơi, một khi truyền đi sợ đối danh dự Ngọc cô nương có hại. Ngọc cô nương ngày bình thường đối chúng ta bọn hạ nhân đều hiền lành, nàng có thế có hôm nay, thời gian thái bình, đối với nàng mà nói là cỡ nào khó được sự tình. Nếu là lại ô thanh danh, nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Vân An vì đó chán nản, cảm thấy quản sự này quả thực không thể nói lý, chẳng lẽ cái gọi là thanh danh thật có thể so tính mạng quan trọng hơn a? Quản sự lại cứng cổ, phản phất nhiều ủy khuất tiếp tục nói, ai không biết đâu. Ngọc cô nương là Lý Tam gia người, cho dù Lý Tri Phủ điều nhiệm, cũng không chậm trễ Lý Tam gia là công danh bàn thân. Ngọc cô nương đã là một chân rảo bước tiến lên sĩ tộc cửa phủ, sĩ tộc nặng nhất danh tiết, nếu là sự tình Ngọc cô nương không thấy truyền đi. Trách nhiệm này chúng tiểu nhân thực sự đảm đương không nổi. Vân An nhìn quản sự lẽ thẳng khí hùng, kém chút bị tức đến giận sôi lên, cảm thấy người trước mắt không thể nói lý, đồng thời cũng cảm thấy yến quốc này là triệt để mục nát, từ dưới lên trên đều nát thấu. Vân An giận quá thành cười, hừ hừ, hỏi quản sự, nếu là người nhà của ngươi trống rỗng mất đi, ngươi cũng ôm lấy tâm tư này chờ chính các nàng trở về đúng hay không? Bành một tiếng, Vân An chụp lại bàn nhỏ, nổi giận nói, hại chết người không nhả xương đồ vật. Ngươi cho rằng không cốc cùng Tim Tim cô nương là thế nào tình cảm? Tim Tim cô nương sự tình, há lại ngươi có thể xem thường định đoạt? Lập tức đi báo quan, nếu không ta liền đem ngươi buộc ném đến cửa nha môn, trước trị ngươi một cái, xem mạng người như cỏ rác, chi tội. Đưa mắt nhìn quản sự lộn nhào lui ra ngoài, Vân An cũng một khắc không ngừng lại. Nàng cũng không muốn bị phủ nha người bắt đi cho lời khai, Ngọc Tim Tim sự tình quá mức kỳ quặc, nàng muốn lập tức trở về cùng Lâm Bất Tiện thương lượng. Chương 183. Lâm Bất Tiện đang cùng Lâm phu nhân trò chuyện chuyện phiếm, đột nhiên nghe được nha hoàn bên ngoài canh giữ ở chính sảnh gọi một tiếng, cô gia. Lâm Bất Tiện không khỏi dương mắt hướng cổng nhìn lại, nhưng lại chậm chạp không thấy Vân An tiến đến, cũng không có nha hoàn vào cửa bẩm báo. Lâm Bất Tiện ngược lại nhìn nhà mình mẫu thân một chút, đối phương dường như cũng không nghe thấy kia âm thanh. Cô gia, Lâm Bất Tiện tính toán thời gian một chút, cảm thấy Vân An nhanh như vậy liền đi mà quay, lại có chút khác thường, chẳng lẽ là mình nghe lầm rồi sao? Mẫu thân, hài nhi có chút mệt, nghỉ đi về nghỉ, nhìn mẫu thân cho phép. Làm sao rồi? Nơi nào không thoải mái, gọi Bạch Đại Phu cho ngươi nhìn một cái. Lâm phu nhân thầm nghĩ, lúc này mới bao lớn một lát sau, làm sao liền mệt, chẳng lẽ chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn đang đuổi đường có chút vất vả, thật tốt ngủ một giấc hẳn là liền tốt, mẫu thân không cần phải lo lắng. Nha! Lâm phu nhân trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói, tỉnh ngủ truyền Bạch Đại Phu đi qua cho ngươi xem một chút, vẫn là cẩn thận là hơn. Vâng, nữ nhi cáo lui. Lâm Bất Tiện đứng dậy rời đi, đi vào bên ngoài chính sảnh nhưng lại chưa nhìn thấy Vân An thân ảnh. Nha hoàng thanh âm vang lên, tiểu thư, vừa rồi cô gia tới qua. Nàng vì sao không tiến vào? Có lưu lại lời gì không? Nô tỳ vốn định thông truyền, cô gia không cho. Cô gia chỉ ở cổng thoáng đứng trong chốc lát, liền đi. Hướng phương hướng nào đi? Nha hoàng đưa tay một chỉ, cô gia đi hướng kia đi. Lâm Bất Tiện thuận nha hoàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, là mình viện lạc phương hướng, biết Vân An trở về đợi mình. Lâm Bất Tiện không lại trì hoãn, nhấc lên váy xuống bậc thang hướng tiểu viện của mình đi nhanh mà đi. Vân An cau mày ngồi bên cạnh bàn, nội tâm dần dần bình phục về sau, mơ hồ làm rõ một cái sự thật, Ngọc Tim Tim biến mất. Chỉ sợ Vân An mặc dù không có đi qua Ngọc Tim Tim khuê phòng, nhưng Tây Uyển đã từng thuộc về Lâm phủ, dựa theo Lâm phủ luôn luôn thói quen, tất cả chủ nhân phòng ngủ đều phối hữu phòng bên cạnh, nha hoàn sẽ thay phiên ở bên trong gác đêm, thuận tiện phục thị. Nghĩ đến Ngọc Tim Tim gian phòng cũng hẳn là dạng này phối trí, cho dù thời không này thật sự có võ lâm cao thủ có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập Ngọc Tim Tim tòa nhà, nhưng tại không có náo ra bất luận động tĩnh gì điều kiện tiên quyết, trộm đi một người sống sờ sờ quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Phàm là Ngọc Tim Tim phát ra một điểm thanh âm, các đêm nha hoàn cũng không có khả năng không phát giác, mà lại như thực sự có người có bản sự này, người kia phí thời gian lâu như vậy bắt đi một cô nương gia không chỗ nương tựa lại ý muốn như thế nào đâu, vì tiền chuộc.
đáng giá a. Lớn như vậy Lạc Thành người thân phận tôn quý so Ngọc Tim Tim chỗ nào cũng có, suy nghĩ kỹ một chút Ngọc Tim Tim bị người bắt đi khả năng rất nhỏ, biến mất không còn tăm hơi, càng là không thể nào, như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng mở, Lâm Bất Tiện đi đến, hỏi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tim Tim cô nương nói thế nào? Vân An thán một tiếng, cầm qua cái chén cho Lâm Bất Tiện rót một chén nước, nàng làm sao không cùng mẫu thân nhiều tâm sự. Mấy ngày nữa chúng ta lại muốn đi ra cửa. Lâm Bất Tiện không trả lời Vân An vấn đề, tiếp tục hỏi, thế nào? Tim Tim cô nương đáp ứng rồi. Vân An thấp giọng nói, nàng không thấy. Về sau, Vân An đem sự tình cùng Lâm Bất Tiện nói một lần, người sau cũng là giật mình không nhỏ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, ta không có đoán sai. Tim Tim cô nương là tự mình chạy trốn. Ta cũng cảm thấy có khả năng này, nàng làm sao khẳng định như vậy? Tây Uyển tường viện so với bình thường tường viện cao hơn 3 phần, từ bên ngoài lật tiến trong viện vốn là rất khó. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới lựa chọn đem Tây Uyển tặng cho Tim Tim cô nương, để bảo đảm Tim Tim cô nương an toàn thời điểm đưa tòa nhà, ta cùng nhau đưa cho Tim Tim cô nương hai gia đình, đều là nghiêm ngặt sàng chọn qua, mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn tuần sát ngoại viện. Vừa rồi nàng nói, Tây Uyển cửa chính cùng cửa sau khóa đều hoàn hảo không chút tổn hại, kết hợp đây hết thảy tiến hành suy đoán, ta cảm thấy nhất định là người đối trong nội viện tình huống hết sức quen thuộc, điều kiện tiên quyết là khả năng không kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền cửa đều không cần đi liền có thể ra Tây Uyển. Có sao phải như vậy đâu. Nàng nếu là thật muốn đi, nói một tiếng chúng ta chẳng lẽ còn có thế ép ở lại không để đi à. Lưu một phong thư cũng tốt, ai? Lâm Bất Tiện cười khẽ không nói, ngược lại hỏi, sự tình biến thành dạng này, nàng dự định làm sao cùng Lý Tam ca ca bàn giao? Ta đã để trong nhà quản sự đi nha môn báo quan, ra chuyện ly kỳ như vậy, nha môn hẳn là sẽ dán ra một chút bố cáo, đến lúc đó ta vụng trộm kéo xuống một tấm đến, tính cả chuyện này tình huống nói rõ, cùng nhau sai người đưa đến kinh thành giao cho không cốc. Như thế cũng tốt, chẳng qua lấy Lý Tam ca ca tính tình. Việc này sợ là rất khó tùy tiện bỏ qua, nàng phải làm cho tốt. Bị thu sau tính sổ, chuẩn bị. Đợi đến các người chạm mặt lần nữa, thân phận của hắn nói chung liền khác biệt. Mặc dù việc này không trách được nàng, ta lo lắng. Vân An ôm nhu an ủi, nàng yên tâm, chuyện này mặc kệ hắn nói cái gì, ta cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, tin tưởng ta. Ừm. Tiếp theo, nàng định làm như thế nào? Ta từ vừa rồi ngay tại xoắn suýt vấn đề này, liền nàng đều nói như vậy, ta nghĩ hẳn là Tim Tim cô nương tự mình rời đi, đã như vậy liền tượng trưng phái người ra ngoài tìm xem thôi. Nàng nếu là có ý trốn tránh, hẳn là có thể tránh thoát quan phủ những người kia. Nàng chọn tại mấu chốt lúc này rời đi, nhất định có dụng ý của nàng, ta một mực cảm giác Tim Tim cô nương là người rất đặc biệt, tin tưởng nàng có năng lực độc lập sinh hoạt. Kia Ung Châu đâu, còn đi à? Ung Châu lần này nhất định phải đi, giúp Lý Nguyên làm việc chẳng qua là cớ mà thôi. Một phương diện, chúng ta phải bái phỏng một chút Lý gia, để người của Lý gia minh bạch, cho dù Lý Tri Phủ rời Lạc Thành, chúng ta cùng Lý Phủ trước đó kết xuống minh ước, vẫn như cũ giữ lời. Lại có chính là ta dự định tiện đường đi bái phỏng một chút Trữ Vương Điện Hạ, lúc trước hắn không phải cho một tấm lệnh bài A. Tên tuổi ta đều nghĩ kỹ. Liền nói cảm tạ hắn thúc đẩy hai chúng ta đoạn hảo nhân duyên này. Hắn là người chứng hôn, hai chúng ta đến hắn đất phong làm việc, đi bái phỏng, hợp tình hợp lý. Hảo. Lâm Bất Tiện trong lòng chảy xuôi ấm áp, nghe Vân An bố trí, có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vân An trưởng thành, mà hết thảy biến hóa này đại khái đều là bởi vì mình. Lâm Bất Tiện đã cảm động lại có chút không hiểu cảm xúc ở trong lòng bắt đầu khởi động. Dưới mắt nhìn, cha nàng đã dựng vào tân thái tử đường dây này, chỉ cần vị thái tử này có thế cười đến cuối cùng, Lâm Phủ nói ít cũng có thế bảo trụ nàng thế hệ này tôn vinh. Nhưng với ta mà nói, bất luận thế cục trước mắt nhìn đến cỡ nào lạc quan, ta đều muốn làm tốt chuẩn bị tình huống xấu nhất, ta muốn không phải nguy hiểm chia đôi đặt cược, mà là hoàn toàn ổn thỏa. Trữ Vương cùng Vĩnh Nhạc công chúa mặc dù thân phận không bằng thái tử tôn quý, phụ thuộc bọn hắn nguy hiểm nhưng so sánh phụ thuộc thái tử nhỏ hơn nhiều. Ta hôm nay quên hỏi mẫu thân, Huyền Nhất đạo trưởng có về tới không, nếu có thể thỉnh được nàng lão nhân gia cùng chúng ta cùng nhau đi, vạn sự liền đều thuận lợi. Vừa mới nghe mẫu thân nói, chúng ta đi ngày thứ ba Huyền Nhất đạo trưởng cũng rời đi, mấy ngày trước đây mẫu thân tiếp được tin Huyền Nhất đạo trưởng phái người đưa tới, nói là sự tình đã xử lý tốt, ít ngày nữa liền trở về Lạc Thành. Vậy thì thật là tốt, chúng ta thừa dịp chỉnh đốn chờ một chút Huyền Nhất đạo trưởng. Chạng vạng tối, nha hoàn đến truyền lời nói, Lâm Uy trở về, gọi Lâm Bất Tiện cùng Vân An đi qua, Lâm Uy một người ngồi ngay ngắn ở chủ vị,
tay phải vị trên bàn nhỏ đã dọn xong hai ngọn trà nóng. Lâm Bất Tiện cùng Vân An nhập chính sảnh thỉnh an, riêng phần mình ngồi xuống, thừa dịp Lâm Uy uống trà công phu. Vân An dò xét Lâm Uy, một đoạn thời gian không gặp, Lâm Uy già đi rất nhiều. Lúc trước Lâm Uy mặc dù hơn 50, nhưng nhìn chí ít so hắn tuổi thật trẻ tuổi 10 tuổi. Lúc này Lâm Uy chỉnh thể trạng thái, nhìn lại so hắn tuổi thật muốn già nua 10 tuổi, chẳng qua là hơn một tháng trước đó a. Lâm Uy trên đầu còn thiếu có tóc trắng đâu, bây giờ lại hoa râm, cả người gầy không ít, làn da cũng ố vàng không chỉ một sắc hào. Vân An trong lòng không khỏi có chút thổn thức, đây rõ ràng là bị trong phủ sự vụ mệt mỏi ra tới, đặt vào thật tốt thanh phúc không hưởng, tội gì khổ như thế chứ, coi như có thế lão tới tử lại như thế nào đây. Cứ theo đà này, Lâm Uy đều chưa hẳn có thế nhịn đến lúc đứa bé kia lớn lên trưởng thành. Vân An quay đầu nhìn Lâm Bất Tiện một chút, gặp nàng buông thõng đôi mắt, từ trên mặt của nàng nhìn không ra tâm tình gì, nhưng Vân An vẫn là che ở mu bàn tay Lâm Bất Tiện, đập hai lần. Lâm Uy buông xuống chén trà, nói ra, nghe ngươi nương nói, các ngươi đi Điến Châu lần này cũng không tệ lắm. Vân An trả lời, vâng, ân. Người trẻ tuổi nhiều thấy chút việc đời cũng tốt, chẳng qua ta vì sao nghe nói, hai người các ngươi tại Điến Châu đặt mua tòa nhà. Tấm biển còn treo hai chữ Vân Trạch, nhưng là thật sao? Vân An cười nói, là ai nhàm chán như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng đáng đến phiền phụ thân. Là mua một tòa nhà, hài nhi nhao nhao nương tử muốn mua, Điến Châu là chỗ tốt, về sau nếu có thời gian rảnh đại khái sẽ còn đi, tổng ở nhờ tại nhà đại tỷ cũng không phải biện pháp. Mặc dù nội thành Điến Châu cũng có chúng ta Lâm Thị Vân Lai khách điếm, chẳng qua khách điếm loại địa phương kia. Nương tử ngủ lại có nhiều bất tiện, hài nhi liền rùng beng lấy mua tòa nhà này. Tấm biển kia đâu? Lại là chủ ý của người nào? Lâm Bất Tiện chủ động trả lời, việc này là nữ nhi chủ ý, nữ nhi nghĩ, nếu là tấm biển biệt viễn treo cùng chúng ta Nam Lâm Phủ có liên quan, sợ là tin tức ít ngày nữa liền phải truyền ra, đến lúc đó cánh cửa đều muốn bị những ông chủ Điến Châu kia cho sang bằng. Nữ nhi chẳng qua là một giới nữ lưu, không nên cùng ngoại nam tấp nập liên hệ, treo Vân Trạch cho dù có người tới thăm, tướng công ra mặt chiêu đãi là xong. Lâm Bất Tiện trả lời để Vân An cảm thấy ngoài ý muốn, lời này nếu là lúc trước Lâm Bất Tiện nói cũng không có gì, nhưng bây giờ Lâm Bất Tiện đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, làm sao còn. Vân An trong đầu linh quang lóe lên, minh bạch Lâm Bất Tiện dụng ý, không khỏi âm thầm bội phục tới. Lâm Uy biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là nhàn nhạt đảo qua Lâm Bất Tiện cùng Vân An, đem Vân An bộ kia ngoài ý muốn biểu lộ thu vào đáy mắt, đem quy kết làm thụ sủng nhược kinh. Lần này Lâm Uy yên tâm nhiều, lại khen, khó được ngươi không quên gốc. An Nhi mặc dù là nhập chuế vào phủ, nhưng thiên hạ này dù sao cũng là nam tử thiên hạ, ra Nam Lâm Phủ. Vẫn là đem tư thái hạ thấp chút mới tốt. Lâm Bất Tiện dịu dàng ngoan ngoãn đáp, phụ thân dạy phải, nữ nhi ghi nhớ. Nhìn cha con ở giữa hổ động, Vân An giật mình cảm thấy là trở lại thời gian mình mới vừa vào phủ. Vân An cố nén trong lòng buồn nôn, phối hợp Lâm Bất Tiện biểu hiện ra một bộ tiểu nhân đắc chí mừng thầm. Lần này Lâm Uy lo nghĩ cơ bản bị bỏ đi, nhưng Vân An minh bạch, Lâm Bất Tiện đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 184. Lâm Uy lời nói xoay chuyển, nói ra, các người rời đi về sau, triều đình đối Lạc Thành hạ đạt một chút bố trí mới, chuyện này các người biết sao? Vân An trong lòng gương sáng, lại đáp, chưa từng nghe nói, mong rằng phụ thân chỉ rõ. Lâm Uy lại nâng chén trà lên uống một ngụm, buông xuống chén trà, chậm rãi nói ra, lúc đầu Lý Tri Phủ bị điều nhiệm đến Ung Châu bổ sung, tấn thăng nguyên đồng tri đỉnh bổ tri phủ chức vụ. Hiện tại chúng ta tri phủ họ chung. Vân An ra vẻ ngoài ý muốn, kỳ thực đang quan sát Lâm Uy thần sắc, Lâm Uy nói cũng là tình có thể hiểu, nhưng chung tiêu đình dù sao cùng Lâm Phủ có chút nguồn gốc, đáng nói là càng muốn ngay trước mặt Lâm Bất Tiện nói chuyện này a. Vân An đè xuống trong lòng không vui, đáp, a, kia thật là chúc mừng chung đại nhân. Sĩ nông công thương, từ xưa như thế. Ta Lũng Đông Lâm Thị, đời đời đều là xuất thân thương nhân, trước đó quá nhiều năm như vậy thời gian thái bình, toàn bộ nhờ Lý đại nhân che chở. Bây giờ hắn điều nhiệm rời chức, sau này thái bình cần nhờ chính các ngươi giành. Ta Lão, gia tộc trọng trách còn muốn rơi vào trên người của các ngươi. Lâm Uy nhìn Lâm Bất Tiện, tiếp tục nói, trở về tự mình viết phong bái thiếp giao cho Lưu hội trưởng, thỉnh hắn thay ngươi chuyển hiện lên Chung đại nhân. Chung đại nhân nhậm chức về sau, Lạc Thành Thương hội là tổ chức yến hội, Chung đại nhân còn đặc biệt hỏi thăm qua thân thể của ngươi. Bây giờ ngươi cũng trở về, cũng nên tìm một cơ hội bái phỏng một chút. Nghe được Lâm Uy lời này, Vân An một cổ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, không đợi Lâm Bất Tiện trả lời, liền cười đáp, hồi phụ thân, chuyện này chỉ sợ tạm thời không được, hài nhi trước đó thu được Lý Nguyên Lý không cốc tin, không cốc thỉnh ta giúp hắn đi một chuyến Ung Châu, đưa kiện đồ vật. Thứ gì nhất định ngươi phải tự mình đi đưa. Sai người đưa đi là được rồi.
Cái này chỉ sợ không ổn, nhận được không cốc tin, mới đưa chi vật quý giá như thế giao cho Hài Nhi, lại nói Hài Nhi sớm tại Điến Châu liền cho không cốc viết hồi âm, nhận lời chuyện này, sao tốt lại giả tay người khác. Vậy ngươi liền tự mình đi, Ung Châu đường xa, nếu là lo liệu chuyện khẩn yếu, một người cũng tốt đi nhanh về nhanh, có thể nào lại mang gia quyến. Vân An trong lòng cười lạnh, nàng biết Lâm Uy dựng vào thái tử, xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ sẽ là chuyển ra Lý Thanh Sơn, Lâm Uy cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng, chẳng qua Vân An là tuyệt đối không thế để Lâm Bất Tiện đi tham gia trận này hồng môn yến, đã như vậy. Phụ thân có chỗ không biết, vật này là không cốc thỉnh Hài Nhi chuyển giao cho Trữ Vương Điện Hạ. Không cốc ở trong thư nói, hắn đối lần này đại khảo nhất định phải được, đợi hắn ngày trèo lên bảng cũng chỉ có thể trực tiếp về Ung Châu, không trở về Lạc Thành. Chỉ là tại mèo con hẻm có dạng đồ vật, là lần trước Trữ Vương Điện Hạ giá lâm Lạc Thành lúc, thỉnh không cốc hỗ trợ tìm kiếm, đồ vật đã sớm tìm được, một mực không có cơ hội giao cho Trữ Vương Điện Hạ. Lần này hắn nhất định áo gấm về quê, thỉnh ta mau chóng đem vật này giao cho Trữ Vương Điện Hạ, cũng thỉnh Trữ Vương Điện Hạ vì hắn nói cốt vài câu, để hắn có thể thuận lợi trở về tông môn, việc này lớn Hài Nhi không dám chậm trễ. Mà lại 18 tháng 6 chính là mẫu thân thọ đản, ta chuẩn bị mang theo nương tử mau chóng xuất phát, sợ không cách nào dự tiệc. Lần trước Hài Nhi đi kinh thành, may mắn triệu kiến Trữ Vương Điện Hạ, Điện Hạ nói, ta cùng nương tử cọc nhân duyên này là từ hắn chủ trì chứng kiến, lần sau để ta mang theo nương tử hảo hảo đi tạ ơn hắn, lần này không phải là cơ hội tốt a. Dựa theo yến quốc phép tắc, lấy Lâm Phủ cùng Chung Tiêu Đình loại này giai cấp bên trên chênh lệch, cho Chung Tiêu Đình đưa bái thiếp ít nhất cũng phải sớm từ 3 đến 5 ngày mới hiển lộ ra tôn trọng, mà lại Vân An cũng khía cạnh nhắc nhở Lâm Uy một sự kiện, nàng cùng Lâm Bất Tiện cọc hôn nhân này căn cứ chính xác hôn nhân là Trữ Vương, tốt nhất đem một ít nhận không ra người ác tha tâm tư thu lại. Nghe xong Vân An, từ mở màn biểu lộ vẫn chưa từng thay đổi Lâm Uy nhăn lại lông mày, dường như đang phân biệt Vân An nói đến cùng là thật là giả, một bên là Trữ Vương, một bên là Chung Tiêu Đình, cả hai căn bản không cũng một cấp, vô luận là ai cũng nói không nên lời để Lâm Bất Tiện trước bái kiến Chung Tiêu Đình, lại lên đường đi bái kiến Trữ Vương, Lưu Di Nương còn chưa sinh, Lâm Bất Tiện vẫn là Lâm Uy trong lòng người thừa kế thứ nhất, có thế dựng vào Trữ Vương tự nhiên là chuyện tốt. Trầm ngâm thật lâu, Lâm Uy nhả ra nói, vậy thì chờ trở về bàn lại việc này đi. 18 tháng 6 là mẫu thân ngươi thọ thần, về kịp a. Phụ thân xin yên tâm, hậu thiên chúng ta liền lên đường xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Về sau Vân An cùng Lâm Bất Tiện lại cùng Lâm Uy trò chuyện một chút râu ria, cuối cùng từ Lâm Bất Tiện chủ động nói cáo lui, Vân An cùng Lâm Bất Tiện dắt tay ra chính sảnh, hướng phía thuộc về các nàng tiểu viện nhi đi đến, đi tới chỗ hẻo lánh Vân An suýt nữa nhịn không được, lại chỉ là nhéo nhu đề Lâm Bất Tiện, sau đó một chân đá bay hòn đá nhỏ ven đường liền thôi. Lâm Bất Tiện tự nhiên biết Vân An vì sao như thế, tại Vân An nhìn không thấy góc độ nàng nhếch miệng, lại cấp tốc biến mất. Thật vất vả trở lại phòng ngủ, Vân An kéo Lâm Bất Tiện đi qua nhĩ phòng, đột nhiên dừng lại, tay cầm gõ vang cửa nhĩ phòng, Từ Nghi kêu lên, lời nói đến bên miệng. Vân An nghĩ thầm, không được, không thể nói mình cùng Diệp Khê có lời nói mới khiến cho Từ Nghi né tránh, vạn nhất truyền đến Lâm Uy trong lỗ tai, đồ gây nghi kỵ, thế là sửa lời nói, Từ Nghi tỉ tỉ, làm phiền ngươi ra ngoài đi một chút, ta cùng tiểu thư nhà ngươi có việc cần hoàn thành. Từ Nghi giật mình, nhìn thấy tiểu thư nhà mình nháy mắt đỏ lên gương mặt, Từ Nghi trừng Vân An một chút, dậm chân một cái liền xông ra ngoài, Vân An mới mặc kệ nàng sẽ nghĩ như thế nào, kéo Lâm Bất Tiện trở về phòng, rơi khóa, bực tức nói, tha thứ ta nói thẳng, cha nàng có bệnh. Lâm Bất Tiện trầm mặc giây lát, ôn nhu nói, đừng nói như vậy. Vân An vô cùng tức giận, cau mày, tức giận nói ra, các người yến quốc không phải rất giảng cứu phong kiến lễ pháp sao? Mặc kệ hai ta tình huống thực tế dạng gì, trong mắt người ngoài nàng có phải hay không đã gả cho ta rồi? Có phải là, nói chuyện a? Là cha nàng một người làm gia trưởng, có phải là không nên ép buộc nàng đi gặp cái gì mà Chung đại nhân? Là vậy cha nàng có phải bị bệnh hay không? Lâm Bất Tiện than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn qua Vân An, quả thật Lâm Uy ý đồ Lâm Bất Tiện cũng không thích, thậm chí cảm thấy phải có chút quá, chẳng qua hảo tu dưỡng Lâm Bất Tiện, vọng nghị, phụ thân của mình, nàng vẫn là làm không được. Lâm Bất Tiện thấy Vân An ngực chập trùng, hô hấp dồn dập liền khóe mắt đều bị tức đỏ, tất nhiên là đau lòng không thôi, huống chi việc này đều bởi vì mình mà lên. Lâm Bất Tiện tiến lên một bước, dựa trán trên bờ vai Vân An, một cái cánh tay vòng qua cánh tay Vân An, vỗ vỗ lưng Vân An, dụ dỗ nói, hảo, đừng nóng giận. Nàng không phải đã thay ta lật về một thành rồi sao? Nếu là tức điên thân thể, người bên ngoài nên cao hứng. Vân An thán một tiếng, một tay ôm Lâm Bất Tiện, đem cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu Lâm Bất Tiện, rầu rĩ nói, ta phát hiện có ít người thật nhiều tiêu chuẩn kép,
liền phần lớn nam tử các người Yến quốc. Một bên cực lực qua đời nữ tử, định ra rất nhiều trói buộc, chỉ khi nào tại trên thân nữ tử nào đó nhìn thấy giá trị lợi dụng, lại sẽ lật đổ tiêu chuẩn trước đó. Dù sao chính, phản bọn hắn đều có lý. Hắn nếu không phải cha nàng, ta hôm nay nhất định thật tốt cùng hắn lý luận lý luận. Hảo, đừng nóng giận. Ta sẽ không đi, liền xem như chúng ta từ Ung Châu trở về, ta cũng sẽ không đi. Đến lúc đó Lưu Di nương hài tử cũng nên sinh, Lâm Bất Tiện sớm tại Lân Cận xếp vào nhãn tuyến, một khi biết Lưu Di nương sinh nhi tử, nàng sẽ cùng Vân An lập tức chuyển ra Lâm Phủ, nếu như là nữ nhi. Mình đại khái cũng sẽ không cần chịu nhiều ủy khuất như vậy. Chúng ta hậu thiên liền đi, hy vọng Huyền Nhất đạo trưởng có thể gấp trở về, nàng đi thêm bồi bồi mẫu thân, nàng là người thiệt tình yêu thương nàng. Vân An cho là mình đem lời cùng Lâm Uy nói đến bước này, làm sao cũng nên tránh thoát một kiếp, chỉ tiếc, nàng vẫn là đánh giá thấp trình độ của một ít người vô sĩ. Lâm Bất Tiện trở lại Lạc Thành tin tức Chung Tiêu cùng ngày liền biết, lúc ấy hắn đang cùng Lâm Uy cùng một chỗ, gia đình đến thông báo thời điểm Chung Tiêu Đình nghe được, tại Lâm Uy trước khi đi Chung Tiêu Đình đặc biệt đề nghị muốn cùng Lâm Bất Tiện ăn bữa cơm rau dưa, bữa tối thời gian, một nhà bốn người tại thiện đường ăn. Cơm, gia đình đột nhiên đến báo, bẩm lão gia, nha dịch đưa tới một phong thiếp mời. Vân An nheo mắt, cùng Lâm Bất Tiện liếc nhau, Lâm Uy cũng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, để đũa xuống, nói, trình lên. Vâng. Lâm Uy mở ra thiếp mời nhìn lướt qua, Lâm phu nhân hỏi, là chuyện gì? Lại là Chung đại nhân đưa tới. Lâm Uy không trả lời, mà là đem thiếp mời đưa cho Lâm Bất Tiện, nói ra, chính ngươi xem một chút đi. Vâng. Lâm Bất Tiện mở ra thiếp mời nhìn lên. Luôn luôn đoan trang tự kiềm chế nàng cũng không nhịn được tức giận lên, Chung Tiêu Đình này thật sự là vô sĩ đến cực điểm, vậy mà mới nhậm tri phủ danh nghĩa, thỉnh mình ngày mai đến Thất Bảo Lâu dự tiệc, cùng nhau trao đổi đại sự Lạc Thành giới kinh doanh sau này. Vân An cũng nhìn thấy nội dung thiếp mời, một đôi đũa bị nàng nắm vang lên, này chỗ nào là cái gì thiếp mời? Liền kém rơi cái tri phủ đại ấn, biến thành lệnh truyền, cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, Lâm phu nhân còn chưa bao giờ thấy qua Vân An lộ ra vẻ mặt như thế, kêu, An Nhi a, làm sao rồi? Trên thiếp mời viết cái gì, cùng nương nói một chút. Chung đại nhân mời ta gia nương tử ngày mai buổi trưa đến Thất Bảo Lâu dự tiệc, cùng bàn bạc Lạc Thành giới kinh doanh tương lai. Nhà ta nương tử, bốn chữ bị Vân An cắn rất nặng, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó biểu thị công khai ý tứ, Lâm phu nhân cũng không nhịn được nhíu mày, còn chưa chờ mở miệng liền nghe Lâm Bất Tiện nói ra, tướng công, ngày mai liền thỉnh ngươi thay thiếp thân đi một chuyến đi. Hảo! Vân An sắc mặt đẹp một chút, Lâm phu nhân cũng duy trì nữ nhi, nhưng lại có chút kiên kỵ Chung Tiêu Đình, Quan Uy liền đưa ánh mắt về phía nhà mình phu quân, hỏi, lão gia, việc này phải làm như thế nào? Thực không nói, tẩm không nói. Lâm Uy lạnh lùng nói, nhưng lại bổ sung một câu, Chung đại nhân tìm ngươi, vì công sự, ngươi vẫn là cùng An Nhi cùng đi đi. Vân An để đũa xuống, đứng dậy thi lễ một cái, phụ thân, mẫu thân, ta ăn xong. Ta có thể nói vài câu rồi sao? Lâm Uy nghiêm mặt âm trầm không nói, Lâm phu nhân nói ra, hảo hài tử, ngồi xuống nói. Tạ ơn mẫu thân, hài nhi cảm thấy, Chung đại nhân đàm công sự căn bản không nên đến tìm nương tử, trực tiếp đi tìm thương hội hội trưởng Lưu Vạn Chu chẳng phải được rồi. Nam Lâm phủ mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng Lạc Thành, giới kinh doanh tương lai, chuyện lớn như vậy, không phải Nam Lâm phủ có thể nói tính toán, nếu là truyền đi, để các lão bản khác nghĩ như thế nào. Mà lại nương tử đã tạm thời dỡ xuống quản lý gia tộc sự vụ chức trách, liền xem như Chung đại nhân muốn nói, cũng hẳn là tìm phụ thân đàm, nương tử nếu chỉ đơn độc đi, chẳng phải là đem bất nghĩa bất hiếu, đều chiếm toàn rồi. Cho nên hài nhi cảm thấy, ngày mai liền từ hài nhi một mình dự tiệc, ta tự mình cho Chung đại nhân bồi cái không phải, liền nói nương tử thân thể khó chịu không thể dự tiệc, miễn cho chôn xuống tai họa ngầm. Bạn đang nghe truyện từ TL Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 185. Lâm Uy chụp đôi đũa trong tay, uy nghiêm nói ra, thật sự là càng phát ra không có quy củ, trong thiện đường, ta và ngươi nương còn chưa có đặt đũa xuống, ngươi liền không kịp chờ chậm rãi mà nói đến rồi. Chẳng lẽ nhất định phải bị đưa ngủ nghịch mới biết được hối cải hay sao? Lâm phu nhân một phát bắt cánh tay Lâm Uy, khuyên nhủ, lão gia, làm sao đến mức đem lời nói nặng như vậy đâu? An Nhi vẫn còn là hài tử. Lâm Bất Tiện sắc mặt cũng không tốt lắm, đứng dậy thi lễ một cái, nói ra, phụ thân thứ tội, nể tình tướng công vi phạm lần đầu lại là vì giữ gìn nữ nhi, nhất thời tình thế cấp bách. Liền bỏ qua cho tướng công lần này đi. Vân An không hiểu vì sao Lâm phu nhân Lâm Bất Tiện lại đột nhiên khẩn trương như vậy,
nàng cảm thấy hẳn là cùng Lâm Uy nói cái kia đưa ngủ nghịch có quan hệ. Cái từ này Vân An đại khái có thể đoán được là có ý gì, chỉ là cũng không hiểu rõ ý vị như thế nào. Vân An đối đầu ánh mắt Lâm Bất Tiện, cảm nhận được cảm xúc Lâm Bất Tiện muốn truyền đạt, cũng bưng lên cánh tay, hướng Lâm Uy thi lễ một cái, nói ra, phụ thân thứ tội, hài nhi nhất thời thất ngôn. Mong rằng phụ thân khoan thứ. Mặc dù Vân An đáy lòng không muốn đối Lâm Uy cúi đầu, nhưng Vân An hoàn toàn tín nhiệm Lâm Bất Tiện, nàng tin tưởng Lâm Bất Tiện nhất định sẽ không làm bất luận sự tình gì gây bất lợi cho mình. Lâm Uy sắc mặt hơi nguội, trầm ngâm nói, ngày mai hai người các ngươi cùng một chỗ đi, thu hồi trong lòng các ngươi cái gọi là bất bình, chớ bởi vì nhất thời khí phách hủy Lâm thị nhất tộc trăm năm cơ nghiệp, biết rồi chứ. Vân An siết thật chặt nắm đấm, cúi đầu không nói. Lâm Bất Tiện đáp, vâng. Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đối Vân An cùng Lâm Bất Tiện nói ra, hai người các ngươi đi về trước đi, chỗ này có ta. Vâng, nữ nhi cáo lui. Cáo lui. Vân An cùng Lâm Bất Tiện lần lượt ra thiện đường. Vân An tai thính, nghe được Lâm phu nhân thấp giọng oán giận nói, lão gia, ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi? Ngươi nếu là đem An Nhi đưa ngủ nghịch, chúng ta nữ nhi làm sao bây giờ? Vân An chỉ nghe được một tiếng Lâm Uy hừ lạnh, nha hoàng liền đem cửa thiện đường đóng lại, không cách nào nghe phía sau. Vân An kéo tay Lâm Bất Tiện, hai người một đường trầm mặc trở lại phòng ngủ. Vân An nhịn không được hỏi, cái gì gọi là đưa ngủ nghịch? Lâm Bất Tiện có chút ngoài ý muốn, hỏi, các ngươi chỗ kia không có tội danh này. Vân An lắc đầu, Lâm Bất Tiện phát ra thở dài một tiếng, nói ra, cha ta hắn chỉ sợ đã đối nàng lên tâm tư, sau này mặc kệ bởi vì chuyện gì, nàng đều không cần chống đối hắn, càng không được cùng hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào. Dựa vào lý lẽ biện luận chuyện này, về sau liền đều giao cho ta đi. Vì cái gì? Là không phải là bởi vì cái này đưa ngủ nghịch. Nàng cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là tội danh gì? Đưa ngũ nghịch là một tội danh bất hiếu, bình thường là dùng trên người nhi tử, cực ít sẽ bị thêm tại trên thân nữ nhi nữ tế, chỉ là nàng tình huống tương đối đặc thù, nhập chuế vào phủ tế tử, con rể, dựa theo đại yên luật pháp, liền tương đương với nhi tử. Đưa ngũ nghịch chỉ là, phụ thân lão, nhi tử lại không hiếu thuận, phụ thân không đánh nổi, mắng không nghe, không thể nhịn được nữa, liền có thể đi thẳng đến trên công đường đánh trống kêu oan, không cần tụng sư cùng trạng từ. Chỉ cần nói cho nha môn lão gia mình là đến đưa ngũ nghịch là đủ. Đưa ngũ nghịch, chuyện này bình thường là từ thân phụ tới làm. Nếu là thân phụ không tại, trong nhà chỉ có mẫu thân, vậy thì do sinh mẫu gánh chịu trách nhiệm đưa ngũ nghịch. Nếu như song thân bất kỳ bên nào mang thương báo cáo, người bị đưa ngũ nghịch kia tám thành sẽ bị nha môn đánh chết. Coi như phụ mẫu trên thân không có tổn thương, người bị đưa ngũ nghịch thấp nhất cũng là đình trượng 20, giam giữ nửa tháng trừng phạt. Đưa ngỗ nghịch là một kiện sự tình rất mất mặt, gia môn bất hạnh ra nghịch tử, sẽ bị đồng tộc dòng họ cùng hàng xóm láng giềng chế giễu, lại thêm hình phạt quá nặng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không có người đem con của mình đưa lên công đường, một khi trên công đường, người bị đưa ngỗ nghịch tuyệt không một tia phần thắng. Nghe xong Lâm Bất Tiện giải thích, Vân An chỉ cảm thấy không rét mà run. Cha nàng đây là muốn diệt trừ ta. Lâm Bất Tiện mặt lộ vẻ ngượng ngùng, giải thích nói, bình thường mà nói, đưa ngỗ nghịch đều phải là thân sinh mới được, nếu không phải thân sinh, phủ nha sẽ hỏi thăm thân thuộc cùng hàng xóm láng giềng tình huống là thật hay không. Đưa ngỗ nghịch bản chất là vì trừng trị con bất hiếu, tuyệt không phải là lão nhân cậy già lên mặt lợi khí. Nếu là đặt ở lúc trước, ta cùng mẫu thân nhất định sẽ ra công đường làm chứng, chỉ là nàng cũng biết, Lạc Thành tri phủ bây giờ là người gì, phải chăng gọi đến nhân chứng khác hắn nói tính. Nàng nếu là rơi trên tay hắn, không chết cũng muốn cởi xuống một lớp da. Cho nên, sau này nàng không muốn lại chống đối hắn, thật xin lỗi. Vân An sắc mặt phi thường khó coi, chữ động đã tràn đến cuống họng, nhưng vẫn là bị nuốt xuống. Lâm Uy như thế, thất đức, khó chịu nhất nhưng thật ra là Lâm Bất Tiện. Nàng một bên phải thừa nhận người ở trong lòng kia đã từng cùng núi cao đồng dạng vĩ ngạn sụp đổ đau khổ. Một phương diện còn muốn đối với mình lòng mang áy náy, nghĩ thông suốt nơi này, đau lòng vượt xa xa tức giận. Vân An chấp lên tay Lâm Bất Tiện, đem người kéo tới trong ngực, một tay nắm thân eo Lâm Bất Tiện, một tay ấn lên cái óc Lâm Bất Tiện, một chút mơn trớn. Ta biết, về sau ta sẽ cẩn thận. Không nên cảm thấy thật có lỗi, cái này lại không phải lỗi của nàng. Sự tình biến thành dạng này, ta thật đáng tiếc. Lâm Bất Tiện trong con ngươi tuôn ra nhàn nhạt đau thương, nàng không có rơi lệ, biểu lộ lại so với khóc càng làm cho người ta đau lòng. Lâm Bất Tiện thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta lại thất ngôn. Vân An suy nghĩ một chút mới hiểu được Lâm Bất Tiện nói là cái gì. Đại khái là Lâm Bất Tiện trước đó đáp ứng mình, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi phó ước chung tiêu đình, ngày mai nhưng lại không thể không đi.
đừng nói như vậy, nàng một mực đi. Còn có ta đây. Vân An híp híp mắt, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh quang. Ban đêm hôm ấy, Vân An náo bụng, còn kinh động đại phu trong phủ, đại phu chẩn bệnh nói hẳn là Vân An sơ về lạc thành, có chút không quen khí hậu. Cho Vân An đâm châm cứu còn sắc thuốc, sáng sớm hôm sau, liền Lâm Uy cùng Lâm phu nhân vợ chồng đều biết Vân An bị bệnh sự tình, Lâm phu nhân quan tâm vài câu còn muốn tới xem một chút, bị Lâm Bất Tiện khuyên nhủ. Lâm Bất Tiện nói, nữ nhi thay tướng công tạ ơn mẫu thân, chỉ là tướng công nàng dày vào một đêm, ta lúc đi ra mới tính an ổn chút, ăn vào thuốc an thần bạch đại phu cho đưa tới, lúc này đại khái ngủ. À, nếu như thế vậy liền phân phó xuống dưới, không muốn đi qua quấy rầy An Nhi nghỉ ngơi. Lâm Bất Tiện tiếp tục nói, một hồi nữ nhi mang nhiều mấy người, một mình đi thất bảo lâu phó ước đi. Lâm phu nhân thán một tiếng, cũng chỉ đành như thế, còn tốt thất bảo lâu là nhà mình sản nghiệp, một hồi ngươi gọi người đi truyền lệnh, hôm nay không tiếp đãi người ngoài. Tạ mẫu thân. Thụy Nhi cũng không tại phủ thượng, bởi vì Huyền Nhất đạo trưởng tán dương qua Thụy Nhi làm việc ổn thỏa, Lâm phu nhân cảm thấy từ Thụy Nhi đến tiếp tục hầu hạ Huyền Nhất đạo trưởng rất thỏa đáng, cho nên lần này Huyền Nhất đạo trưởng đi ra ngoài, Lâm phu nhân liền làm chủ để Thụy Nhi cũng đi theo, trên đường cũng tốt phục thị Huyền Nhất đạo trưởng. Lâm Bất Tiện liền mang Từ Nghi cùng Oái Hề hai nha hoàn, cùng Phúc Lộc Thọ Hỷ tứ đại gia đình cùng một đội nhị đẳng gia đình, sớm một canh giờ xuất phát, tiến về thất bảo lâu dự tiệc đi. Một bên khác, đánh cửa nha môn khiêng ra một đỉnh cổ kiệu, là màu xanh đen mềm kiệu, do chuyên môn nghĩa bộc kiệu phu tại nha môn nhấc lên, hướng phía tây đi đến, nơi xa vừa đâm chồi, còn có chút thưa thớt trên cành cây, ngồi dạng chân một tên khất cái tóc tai bù xù, diện một xấu xí, quần áo rách nát, hướng phía mềm kiệu gắt một cái, mắng, phi, thật đúng là ba sĩ tư dụng. Tên khất cái mắng xong, ước lượng cái bình trong tay, sau đó tựa vào thân cây tuột xuống, không xa không gần theo sát phía trước mềm kiệu, đi qua ba con phố đi vào khu náo nhiệt, trên đường người đi đường nối liền không dứt, tiếng rao hàng liên tiếp, tên khất cái kia đột nhiên bắt đầu chạy, thẳng đến mềm kiệu mà đi, đuổi kịp kiệu phu sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giơ lên cái bình trong tay nhắm ngay con mắt kiệu phu, chỉ nghe phốc một tiếng, kiệu phu hét thảm một tiếng, che mặt ngã xuống đất lăn lộn, cổ kiệu mất đi một nửa cân bằng, ầm vang rơi xuống đất, tên khất cái kia thân pháp linh hoạt, lại nhanh bước hướng phía trước đi, hướng mặt trước trên mặt kiệu phu kia cũng phun một tề, kiệu phu lập tức cũng cùng đồng bạn đồng dạng, che mắt phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết kinh động người trên đường, mọi người nhao nhao dừng lại động tác trong tay, hướng âm thanh nguyên chỗ quăng tới ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Người tới a, người tới. Trong kiệu người đã bị ngã choáng, chờ hắn hô xong câu này, cửa kiệu bị tên khất cái một chân đá văng, tên khất cái duỗi ra bàn tay bẩn thỉu đem trong kiệu người bắt ra tới, ngồi tại trong kiệu chính là tân nhiệm tri phủ, Chung Tiêu Đình. Chung Tiêu Đình quan mạo lệch ra lại cũng không lo được phù chính, đầy mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt tên khất cái vô cùng bẩn, chưa từng gặp mặt này, tên khất cái kia xấu vô cùng, trên nửa bên mặt sẹo lại nhìn rất buồn nôn, một bên khác hé mở Hòa Nhã cũng đều là tê dại một chút, cả người vô cùng bẩn, tên khất cái nhìn Chung Tiêu Đình, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng 10 phần không hài hòa rõ ràng. Chung Tiêu Đình chỉ cảm thấy lạnh lạnh, tên khất cái cười lạnh hai tiếng, một tay gắt gao nắm vạt áo Chung Tiêu Đình, một cái tay khác xoay tròn cánh tay, ba một tiếng phiến đến trên mặt Chung Tiêu Đình, tiếng bạc tai 10 phần to, liền chung quanh người xem náo nhiệt cũng không khỏi phát ra một tiếng thấp giọng hô Chung Tiêu Đình. Mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên, mặt một con mắt đều bị chen nhỏ, chỉ là nhìn bộ dáng này đều cảm thấy đau nhức. Tên khất cái lại cũng không giải hận, trở tay lại cho Chung Tiêu Đình một cái miệng rộng, chỉ là lực mu bàn tay dù sao không lớn bằng lòng bàn tay, dẫn đến hai bên sưng đỏ không đối xứng. Tên khất cái không hài lòng mà sách một tiếng, đổi tay phải bắt lấy Chung Tiêu Đình vạt áo, dùng lòng bàn tay trái một lần nữa quạt một bạt tai, lần này mặt bên phải vừa sưng hơn bên trái. Tên khất cái liền lại đổi tay, Chung Tiêu Đình đầu tiên là bị dọa, về sau lại bị đánh mơ hồ, chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt, trên mặt càng là nóng bỏng. Chung Tiêu Đình muốn hoàn thủ, lại phát hiện tên khất cái này lực lượng lớn đến kinh người, hắn vốn là thư sinh tay trói gà không chặt, thử mấy lần đều không có tránh ra khỏi, sợ hãi dần dần tràn ngập trong lòng. Hắn là đang ngồi nha môn cổ kiệu ra tới, lạc thành ai không biết tri phủ kiệu liễn, hắn nhưng làm không ra sự tình như nữ tử bên đường gọi cầu cứu. Chung Tiêu Đình khóe miệng chảy ra máu tươi, hai cái lỗ mũi cũng chảy ra máu tươi, mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng, thật vất vả bắt lấy tên khất cái đánh tới tay, run rẩy thanh âm nói ra, có chuyện thật tốt nói. Ta là lạc thành tri phủ, tráng sĩ nếu có oan khuất cứ việc nói rõ, ẩu đã mệnh quan triều đình là trọng tội, chỉ cần ngươi buông ra bản quan, ta có thể tha thứ ngươi vô tội.
ta đánh chính là ngươi cái này hiếp đáp đồng hương, thu hối lộ cẩu quan. Tên khất cái một quyền trọng kích, đánh vào Chung Tiêu Đình trên sống mũi, người sau kêu thảm một tiếng lại đau ngất đi. Chương 186. Hôm ấy, tinh không vạn lý, gió xuân ấm áp, mùa này chính là thời điểm Lạc Thành thoải mái nhất, trời đông đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, ngày mùa hè nóng bức lại còn chưa tới, bách hoa diễm lệ mà sung mãn, cách nở rộ mà bại lại đã nhiều ngày, nếu là đặt ở thường ngày, lúc này Lạc Thành đại khái là phố xá sầm uất ngựa xe như nước, gào to âm thanh liên tiếp. Ít có cửa hàng hẻm nhỏ cùng trong ngõ hẻm, chạy nhanh vui đùa ầm ĩ hài đồng, bóng cây, dưới mái hiên tốt năm tốt ba tụ lấy lão nhân, hạ hạ cờ, uống chút trà, nhưng hôm nay Lạc Thành cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, phong cảnh vẫn như cũ là cái kia phong cảnh, chỉ là cả tòa thành bị một tầng thật dày, tĩnh mịch, bao phủ, nếu như leo lên tường thành hướng phía dưới quan sát, một chút liền có thể nhìn ra trong thành khác thường, phố lớn ngõ nhỏ không có một ai, có chút trên đường còn có thế. Nhìn thấy rau quả rơi trên mặt đất, bị dẫm đạp thành bùn, thậm chí còn có thế trông thấy một ít vật phẩm không kịp nhặt lên, có thể thấy được trước đó một đoạn, toàn bộ Lạc Thành sa vào trong hỗn loạn như thế nào, toàn thành nha dịch đều xuất động, còn điều từ Lạc Thành một bộ phận ngục tốt trong đại lao, mỗi bốn người một tổ, tay cầm bội đao gõ dồn dập cái chiên bôn ba trên đường phố trống rỗng, cửa thành bị giam chết, binh lính thủ thành treo lên 12 phần tinh thần, cảnh giác lưu ý lấy. Chung quanh gió thổi cỏ lay, liền trên bến tàu thủy vận đều ngừng, tất cả con đường có thế rời đi Lạc Thành toàn bộ bị phong kín, trừ phi biết bay, nếu không bất luận kẻ nào, bất kỳ hàng hóa gì cũng đừng nghĩ rời đi Lạc Thành nửa bước. Ngay tại một canh giờ trước, Lạc Thành xảy ra một kiện kinh thiên đại án, tân nhiệm tri phủ Chung đại nhân bị một tên khất cái bên đường hành hung, tên khất cái kia thủ đoạn độc ác quạt liên tiếp mấy cái bàn tay, sau lại một quyền đem Chung đại nhân đánh bất tỉnh, như thế còn không chịu bỏ qua, lại đối đã bất tỉnh đi Chung đại nhân áp dụng một đoạn thời gian quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa mắng lấy cẩu quan, thịt cá bách tính các loại chữ. Hai tên kiệu phu nhất lên Chung đại nhân ra tới, cũng không biết bị tên khất cái kia dùng thủ đoạn gì làm bị thương con mắt, bụng mặt trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nếu không phải tiếng kêu thảm thiết kinh động quan binh đi dạo, tên khất cái này còn không biết muốn thi bạo tới khi nào. Lạc Thành bách tính toàn bộ trở về nhà, chờ đợi nha dịch kiểm tra sau khả năng giải phong, nội thành căn cứ của mấy tên khất cái thành trọng điểm loại bỏ đối tượng, nghe nói bắt hung phạm đến tiếp sau bố trí đều là từ sư gia làm thay, tựa như là Chung đại nhân thương thế nghiêm trọng, sau khi bị nhất trở về một mực hôn mê, nội thành nổi danh đại phu đều bị nha dịch mời đi, nội thành Lạc Thành tất cả công kỳ cột đều dán đóng tri phủ đại ấn lệnh truy nã, nghe nói sư gia đã tự tay viết thư mời đầu đao đưa đến tiếp giáp quân doanh, thỉnh trưởng quan quân doanh phân phối đóng quân binh sĩ đến hiệp trợ nha môn tập hung. Sau đó căn cứ mắt thấy vụ án bách tính nói hung thủ kia 10 phần phách lối, hắn việc ác bị đi dạo binh sĩ phát hiện về sau phản ứng đầu tiên thế mà không phải chạy trốn, mà là vén lên hắn ngăn trở mặt tóc, hướng phía binh sĩ cùng dân chúng vây xem làm liên tiếp mặt quỷ, sau đó mới trốn bán sống bán chết, nguyên nhân chính là như thế. Hiện trường có lượng lớn bách tính nhìn thấy hình dáng tên khất cái kia, là lấy vụ án phát sinh chưa tới một canh giờ, hung phạm chân dung liền bị vẽ ra, cùng nhau dán tại nội thành bên cạnh các lớn bố cáo cột, lệnh truy nã, tiền thưởng cao đến 100 lượng bạc, lại cổ vũ dân chúng trong thành. Chỉ cần không đem người đánh chết, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào bắt giữ hung phạm. Lâm Bất Tiện một mình chờ ở Thất Bảo Lâu trong gian phòng trang nhã, buổi trưa đã qua, nàng đợi đến lại không phải Chung Tiêu Đình, mà là Thất Bảo Lâu trưởng quỷ. Trưởng quỷ đi vào nhã gian bên ngoài, cách một cánh cửa đối bên trong nói ra, Tứ tiểu thư, phong đường phố. Lâm Bất Tiện giật mình trong lòng, lại bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nha dịch tới qua, nói là có người bên đường tập kích tri phủ đại nhân, sư gia thay mặt tri phủ đại nhân hạ tử mệnh lệnh, cửa thành cùng thủy vận khẩu đều đóng, nha dịch ngay tại từng nhà lục soát hung phạm, tiểu nhân cả gan thay Tứ tiểu thư tìm hiểu hai câu. Nha dịch nói, tối nay sợ rằng sẽ tiếp tục cấm đi lại ban đêm, chẳng qua hắn một hồi thay chúng ta đến cửa nha môn bẩm báo sư gia, nói rõ tình huống. Thỉnh sư gia phái người hộ tống Tứ tiểu thư hồi phủ, hoặc là thông báo phủ thượng để gia đình tới đón Tứ tiểu thư hồi phủ. Biết. Đến bên miệng nhi hỏi thăm bị Lâm Bất Tiện nuốt trở vào, trưởng quỷ đã nói như vậy, liền chứng minh tập kích tri phủ hung phạm cũng không có bắt đến. Lâm Bất Tiện tự nhiên biết là ai đánh Chung Tiêu Đình, hơn nữa còn là nàng tự mình yểm hộ người kia rời đi. Cái kia, mở rộng chính nghĩa, tên khất cái, chính là Vân An. Đêm qua, Lâm Bất Tiện cùng Vân An gần như bị Lâm Uy đưa ngủ nghịch, bước đến tuyệt cảnh. Lâm Bất Tiện không nghĩ tới Lưu Di Nương còn chưa có sinh, nhà mình phụ thân liền có thể làm được như thế quyết tuyệt, mà Vân An thì là hậu tri hậu giác phát hiện, một cái hạ cửu lưu, trẻ tuổi, thương nhân, dưới thời đại dạng này, là cỡ nào nửa bước khó đi, có một số việc thật đúng là không phải chú ý cẩn thận liền có thể giải quyết, cũng tỉ như cầm đưa ngủ nghịch chuyện này đến nói. Nếu là Lâm Uy phát rồ lên,
không tiếc hết thảy cũng phải cạo chết mình, hắn hoàn toàn có thể đem mình gọi vào hắn thư phòng đi, sau đó cầm chén trà chiếu trên đầu mình đến một chút, che lấy đầu trực tiếp chạy đến nha môn, đến cáo mình ngủ. Nghịch chi tội, đoán chừng mình đương đường liền phải bị Trung Tiêu Đình loạn côn đánh chết. Vân An một đêm không ngủ, nàng đầy đủ nhận thức đến mình năng lực tự vệ đến tột cùng yếu bao nhiêu, vạn nhất mình bị người hại chết, Lâm Bất Tiện làm sao bây giờ? Nàng năng lực tự vệ cơ bản không có, trừ lấy cái chết tỏ rõ ý chí, còn có cái gì đường ra đâu? Vân An trắng đêm chưa ngủ, Lâm Bất Tiện sao lại không phải? Nửa đêm, Vân An giống như là đột nhiên hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, bật dậy đối Lâm Bất Tiện nói, Diệt Khê, giúp ta làm trận hí kịch. Tại Trung Tiêu Đình bị đánh tối hôm đó, Lâm Bất Tiện mới có thể về nhà, nội thành cấm chế tuyệt không giải trừ, chỉ là nghe nói tri phủ đại nhân tỉnh, phái nha dịch thông báo người Lâm phủ đem Lâm tứ tiểu thư tiếp trở về. Lâm Bất Tiện lòng tràn đầy thấp thỏm lại không dám biểu lộ nửa phần, thật vất vả trở về nhà lại bị Lâm mẫu gọi tới, nói chuyện một hồi mới thả người. Lâm Bất Tiện về đến phòng tướng môn rơi khóa, bước nhanh đi vào cạnh giường, nhìn thấy Vân An bình yên vô sự nằm ở trên giường. Mới xem như thở dài một hơi, Vân An đầu tiên là đem con mắt híp thành một cái khâu, nhìn thấy chỉ có Lâm Bất Tiện, lập tức liền mở mắt, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Lâm Bất Tiện. Chỉ có mình ta. Lâm Bất Tiện thấp giọng nói, Vân An bật dậy, giữ chặt tay Lâm Bất Tiện, nàng vẫn khỏe chứ? Ta. Rất tốt, nàng đây. Vân An khóe miệng nhẹ cười, đáp, ta cũng rất tốt, đáng tiếc quan binh đến quá nhanh. Lâm Bất Tiện tường tận xem xét Vân An một phen, gặp nàng cũng không có thụ thương mới hoàn toàn yên tâm, nàng một mình đi vào sau tấm bình phong, cởi ngoại sam, giải khai sam quần, lộ ra bắp chân chỗ xà cạp. Lâm Bất Tiện cúi người, cởi xuống buộc trên đùi cái kia thanh súng kiếp, dựa theo Vân An giáo phương pháp, đem bên trong đạn gỡ ra tới, trầm mặc đem súng kiếp nắm ở trong tay dùng một cái tay khác che lại. Lâm Bất Tiện chỉ mặc trung y ngồi trước bàn trang điểm, thừa dịp gỡ chu trâm công phu, đem súng kiếp đặt trong hộp gỗ trên bàn trang điểm, nhưng mà hết thảy này, Lâm Bất Tiện cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Vân An. Cải trang dịch dung ẩu đã Trung Tiêu Đình để hắn không cách nào. Đến Thất Bảo Lâu, là Vân An chủ ý, Vân An từ Lâm Bất Tiện che chở lấy trước một bước ra Lâm phủ, mà Lâm Bất Tiện đi ra ngoài phó ước trước, đột nhiên nhớ tới súng kiếp liền quỷ thần xui khiến đưa nó mang tại trên thân, Lâm Uy muốn đem Vân An đưa ngủ nghịch, chuyện này cho Lâm Bất Tiện cảm nhận thật không tốt, lúc trước Vân An không biết lễ sự tình làm cũng không ít, Lâm Uy mặc dù sinh khí nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, chưa bao giờ có biểu thị muốn đem Vân An đưa ngủ nghịch khác. Thường tất có yêu, Lâm Bất Tiện mặc dù không cùng Vân An nói thêm cái gì, lại âm thầm làm tốt dự tính xấu nhất, cũng may Vân An thành công. Chuyện sau đó cũng chỉ có thể lưu tại trong tưởng tượng, Lâm Bất Tiện như không có việc gì ngồi đến bên cạnh Vân An, đem tin tức nàng từ chỗ trưởng quỹ Thất Bảo Lâu nghe được nói cho Vân An, sau đó nói, không biết chúng ta xuất phát thời gian có thể hay không thụ ảnh hưởng. Cùng lắm thì chúng ta liền chậm thêm một hai ngày lại đi, trên đường hơi mau mau, làm sao cũng có thể đem thời gian gấp trở về. Ta đoán chừng Phong Thành chỉ là tạm thời, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai ngày, Lạc Thành là buôn bán thành lớn, Phong Thành một ngày tổn thất đều không thể đo lường. Nếu là vượt qua hai ngày, không cần chúng ta ngôn ngữ, tự sẽ có người thay chúng ta ra mặt. Lại nói, hắn chẳng qua là bị người bên đường đánh một trận tơi bời, lại không phải là cái gì người mệnh quan ti, dựa vào cái gì náo động tỉnh lớn như vậy. Thời điểm ta đang đánh hắn, nói thật nhiều hắn nói xấu, chính là tham ô quan lại đều sẽ tồn tại mấy vấn đề kia, ta cảm thấy Trung Tiêu Đình bao nhiêu phải cũng dính một chút, không bao lâu. Trung Tiêu Đình bị đánh nguyên nhân liền sẽ bị trên phố diễn dịch ra nhiều phiên bản, đến lúc đó, Vân An hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tốt nhất có thế có ngự sử loại hình lưu ý đến dân gian những cái này, truyền ngôn, thật tốt ra một chút vị này Trung đại nhân. Chúng ta không làm gì được hắn, chẳng lẽ vẫn chưa có người nào có thể trị được hắn rồi. Lâm Bất Tiện trầm mặc chỉ chốc lát, yếu ớt nói, chỉ mong đi. Vân An không hiểu rõ Yến quốc tình huống, Lâm Bất Tiện ít nhiều biết một chút. Cũng chẳng biết tại sao, bản triều ít có liều chết can gián chi sĩ, nhị hoàng tử ngồi đông cung, Trung Tiêu Đình thành thái tử điện hạ biểu muội phu, tuy là quan hệ thông gia nhưng cũng xem như hoàng thân quốc thích, lại nhìn Trung Tiêu Đình tại thái tử sắc phong không đủ trăm ngày liền chen đi ổn thỏa Lạc Thành hơn 10 năm Lý Thanh Sơn, không khó coi ra vị này thái tử điện hạ đối với hắn cửu cửu ra sao coi trọng, Lý Thanh Sơn cũng không phải bình thường tri phủ, ai không biết sau lưng của hắn. Dựa chính là trữ vương điện hạ đâu, bàn về đến, Lý Thanh Sơn cũng coi là cái hoàng thân, nhưng đối với chuyện này, thái tử cũng không có cho trữ vương lưu mặt mũi gì, giám quốc về sau đầu mấy món sự tình, liền đem trữ vương cắm ở Lạc Thành viên này, cái đinh, cho rút. Vân An. Lâm Bất Tiện kêu. Ngày mai chúng ta đi một chuyến ta tư kho, ta có mấy thứ đồ nghỉ trang đến nàng. Không gian bên trong,
Nếu như Lưu Di nương sinh chính là Nam Hài, chúng ta liền lưu tại Ung Châu, trong ngắn hạn không trở lại. Cái kia nương thân sinh nhật đâu? Vân An hỏi. Ta sẽ tìm cơ hội hướng mẫu thân xin lỗi nói rõ, đến lúc đó nghĩ một nguyên do sẽ không bị cấu thành bất hiếu, tại chúng ta không có năng lực tự vệ trước đó, tận lực không muốn về Lạc Thành, hoặc là đợi đến phụ thân tuyên bố hủy bỏ ta thân phận người thừa kế về sau, đại khái liền an toàn. Mà lại, Chung Tiêu Đình cũng không phải người ngu, hắn là tại phó ước trên đường xảy ra sự tình, chúng ta đều trong phạm vi hắn hoài nghi, lấy cách làm người của hắn, gặp như thế vô cùng nhục nhã coi như không có chứng cớ xác thực, cũng không ảnh hưởng hắn đem lửa giận phát tiết đến trên thân người khác, quan, tự nhị khẩu, thị phi hắc bạch chẳng qua là hắn tin trong miệng mà thôi. Chương 187. Nàng không cùng mẫu thân nói chuyện a. Hai ngày này, Lâm Bất Tiện bên tai luôn luôn tiếng vọng lên một câu nói như vậy, là Vân An nói. Nói chuyện gì? Lâm Bất Tiện hỏi. Lưu Di nương sự tình. Nàng không cảm thấy mẫu thân có quyền biết chuyện sao? Ít nhất cũng phải có đề phòng a. Chúng ta đều không trong phủ, ta thật nhiều lo lắng mẫu thân xảy ra chuyện gì. Lâm Bất Tiện đón Vân An không che giấu chút nào lo lắng ánh mắt, hỏi, nếu như những chuyện tương tự phát sinh ở chỗ kia của nàng, nàng sẽ làm thế nào? Vân An suy nghĩ một lát, đáp, nếu như chuyện này phát sinh ở nhà ta, ta khẳng định phải thật tốt cùng cha ta. Chính là ta phụ thân nói một chút, nếu là hắn phát rồ đến, vì một đứa con trai thà rằng ném vợ vứt bỏ nữ nhi, ta tuyệt đối cùng mẫu thân của ta đứng tại cùng một trận doanh, không được liền đi trình tự tư pháp, để bọn hắn ly hôn. Dựa theo trái đất pháp luật, phụ thân ta đại khái suất muốn tịnh thân ra hộ. Chẳng qua đây đối với Yến Quốc đến nói, cũng không có giá trị tham khảo. Ta chẳng qua là cảm thấy cha nàng thậm chí đều bỏ được để trên lưng nàng quả phụ tên tuổi, còn có cái gì là hắn làm không được. Vạn nhất hắn nghĩ đối mẫu thân bất lợi đâu. Bằng không chúng ta dứt khoát mang mẫu thân cùng đi a. Lâm Bất Tiện than nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, nơi này cùng nàng sinh hoạt địa phương luật pháp khác biệt, cho dù là chuyện kết quả giống vậy cũng có thể là hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân là cao quý chính thê, một không có ngăn cản phụ thân nạp thiếp, hai cũng không phải là không sinh được con. Dựa theo Yến Quốc luật pháp phụ thân là không thể hưu mẫu thân, cho dù phụ thân một vị thiếp thất nào đó sinh ra nhi tử, cũng nhất định phải tôn mẫu thân vì đích mẫu, phụng dưỡng mẫu thân tuổi thọ. Coi như Lưu Di nương sinh nhi tử nàng cũng vô pháp trở thành chính thê, tại dân gian thiếp không thể trở thành chính thê. Cho dù mẫu gia chính thê không còn, gia chủ cũng chỉ có thể lại cưới nữ tử môn đăng hộ đối nhập phủ tái giá. Cho nên phụ thân không cần thiết đối với mẫu thân làm cái gì, nếu là Lưu Di nương thật sinh nam hài, nhận làm con thừa tự đến mẫu thân dưới gối đối phụ thân đến nói có lợi mà vô hại. Dựa theo tộc quy, phụ thân nếu là không có sinh hạ nhi tử, trăm năm về sau là không thể vào mộ tổ từ đường, thụ hậu nhân tế bái. Lại nói phụ thân còn tại, chúng ta vạn vạn không có lý do đem mẫu thân tiếp đi cùng chúng ta cùng ở, cái này không hợp phép tắc. Kỳ thật tất cả xung đột đầu nguồn đều ở ta nơi này, phụ thân làm hết thảy đều là vì phòng bị ta. Ba năm này ta đem trong phủ mọi việc quản lý ngay ngắn rõ ràng, gia tộc sản nghiệp phát triển không ngừng, hàng năm phân cho phân gia tiền lãi hơn một năm quá một năm, phụ thân lo lắng chính là, tình thế tại ta chỗ này mất khống chế, đối toàn cả gia tộc tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Phụ thân đã từng vì củng cố ta địa vị người thừa kế làm rất nhiều bố trí, bây giờ những cái này đều thành hắn chướng ngại vật. Lâm Bất Tiện có chút buồn vô cớ, áy náy mà nhìn xem Vân An, nói ra, đưa ngũ nghịch, cuối cùng là ta mang cho nàng đến mầm tai vạ, nàng là nhập chuế vào phủ, nàng tồn tại, đối ta thân phận người thừa kế đưa đến một tác dụng củng cố rất tốt, nếu là ta nhưng trở thành quả phụ, liền mất đi một thế mạnh hữu lực cậy vào, nếu là trở thành quả phụ 3-5 năm sau khác gả đi, càng tốt hơn. Bởi vì cái gọi là, nữ nhi gả như tát nước ra ngoài, như thế mới tính đối đứa bé kia không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vân An kéo tay Lâm Bất Tiện, kiên định tỏ thái độ, Diệt Khê, nàng yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt chính ta, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Chung Tiêu Đình đem Lạc Thành phong tỏa ròng rã 2 ngày, đến ngày thứ 3 cửa thành mặc dù mở, nhưng xe ngựa ra khỏi thành đều nhất định muốn tiếp nhận kiểm tra, ngày mai chính là thời gian Lâm Bất Tiện cùng Vân An xuất phát, Vân An chuyển ra Trữ Vương. Lâm Uy cho dù lại thế nào không nghĩ để Lâm Bất Tiện thoát ly khống chế của mình, cũng không có cách nào ép ở lại, nhưng Vân An, một mực xoay quanh trong đầu Lâm Bất Tiện, hiếu nhân, thuận. Nếu biết rõ tình huống đối với mẫu thân bất lợi lại giấu giếm không nói, có tính không bất hiếu đâu, suy nghĩ kỹ một chút, Vân An cũng không phải là không có đạo lý, mẫu thân và phụ thân sinh sống hơn nửa đời người, nhất định phải đợi đến ván đã đóng thuyền mới có quyền biết chuyện sao. Cho dù chỉ có một phần vạn tính nguy hiểm, cũng phải làm tốt đề phòng. Sinh mệnh không có mất đi lại đến.
Từ Nghi. Vâng, tiểu thư. Ngoài phòng ngủ truyền đến Từ Nghi thanh âm. Ngươi đi một chuyến, đi thỉnh mẫu thân. Liền nói ta không nỡ nàng lão nhân gia, có thể hay không tối nay đến ta nơi này ngủ lại, ta muốn cùng nàng nói một chút thể mình lời nói. Vâng. Vân An đang thu thập bọc hành lý ngừng lại, hỏi, làm sao? Nghĩ thông suốt rồi. Có thể hay không trễ chút? Ngày mai chúng ta liền phải xuất phát, tối nay đã muộn như vậy, mẫu thân sẽ đến không? Nàng yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ tới. Lâm Bất Tiện không hiểu, vì sao khẳng định như vậy? Vân An cười nói, rất đơn giản a, như nàng loại này tiểu bằng hữu tự lập tự cường chưa hề biết nũng nịu là gì, đột nhiên cùng gia trưởng đưa ra yêu cầu, cho dù là quá phận một chút, gia trưởng cũng rất có thể sẽ đáp ứng. Huống chi là như nàng loại này muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ nũng nịu rồi. Mẫu thân nàng là đánh trong đáy lòng thương yêu nàng, coi như chậm thêm một canh giờ, chỉ cần Từ Nghi đem lời đưa đến, mẫu thân nhất định sẽ tới. Lâm Bất Tiện bị Vân An nói mặt có chút đỏ, thật là đạo lý này, nhưng Vân An cái kia tiểu bằng hữu, xưng hô, ít nhiều khiến Lâm Bất Tiện có chút thẹn thùng. Lâm Bất Tiện đã 21 tuổi, thỏa thỏa hợp lý nương niên kỷ, nơi nào vẫn là cái gì tiểu bằng hữu, chỉ sợ phóng tầm mắt toàn bộ Yến Quốc, cũng chỉ có Vân An một người có thể tự nhiên như thế xưng hô nàng là tiểu bằng hữu, xấu hổ về xấu hổ. Đồng thời Lâm Bất Tiện trong lòng cũng sinh ra một cổ ngọt ngào tư vị, loại này được người lơ đãng che chở cảm giác, thật là. Nếu là mẫu thân có thế đến, tối nay cũng chỉ có thể vất vả nàng. Đến sương phòng ngủ, Lâm Bất Tiện đỏ mặt nói, hảo, dù sao đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, nàng cùng mẫu thân thật tốt trò chuyện, nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Ừm. Vân An lại giống không yên lòng, đi đến trước mặt Lâm Bất Tiện, hai tay khoác lên trên vai của nàng, nhìn chăm chú vào mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy tình trạng mẫu thân còn không có lớn tuổi đến chịu không được một chút đả kích, xin nàng tin tưởng mẫu thân, có nhiều thứ không cần tô son rác phấn, cho mẫu thân hiện ra chân thật nhất liền tốt. Biết. Quả không ngoài Vân An suy đoán, Lâm phu nhân đến, từ trang phục bên trên nhìn là nằm ngủ về sau lại đứng dậy, lại không khó coi ra Lâm phu nhân rất vui vẻ, Vân An thỉnh An rời đi. Từ Nghi cho phòng ngủ đổi một bộ hoàn toàn mới ga giường đệm chăn, mẫu nữ hai người nằm dài trên giường, Lâm Bất Tiện cũng bị một thứ gì đó cho xúc động, hướng Lâm phu nhân bên kia xê dịch, chủ động ôm Lâm phu nhân cánh tay, kêu một tiếng, mẫu thân. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa phủ, Lâm phu nhân kéo tay Lâm Bất Tiện, thấp giọng dặn dò thứ gì, dưới yêu cầu của Lâm phu nhân, đi theo nhân duyên mở rộng mấy người, trừ Từ Nghi, Quái Hề, cùng Vân An tứ đại hộ vệ bên ngoài, Lâm phu nhân còn cho Lâm Bất Tiện thu xếp hai vị nguyên bản thuộc về nàng thiếp thân nha hoàn, cùng trong phủ Bạch Thúy Tâm Bạch đại phu, mặt khác Lâm phu nhân còn lấy danh nghĩa cá nhân cho Lý Thanh Sơn phu nhân, Trữ Vương điện hạ mẫu thân, chuẩn bị hai phần lễ vật, đổ đầy. Xếp dài hai chiếc xe ngựa. Mẫu thân, không còn sớm, hôm nay gió lớn, ngài cũng trở về đi. Lâm phu nhân hốc mắt ửng đỏ, kéo tay Lâm Bất Tiện giao đến Vân An trên tay, nói ra, An Nhi, đứa nhỏ này ngươi phải chiếu cố thật tốt. Vân An nháy mắt hiểu ý, trong lòng cũng có chút khó chịu, dư quang đảo qua Lâm Bất Tiện, nhẹ gật đầu, mẫu thân xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nương tử. Ừm, ngươi là một cái hảo hài tử, mẫu thân yên tâm. Còn có. Lâm phu nhân nói từ ống tay áo lấy ra hai dạng đồ vật, đưa cho Vân An, nói ra, trong cẩm nang. Là ta trước đó tại Thanh Hư Quan cầu đến bắt đầu 24 đạo linh phù, một mực phụng dưới thiên tôn, rất linh nghiệm. Ngươi thiếp thân mang tốt. Còn có cái này trong hộp gỗ là mấy trương sinh con phương thuốc, bổ thân thể rất hữu dụng, ngươi khẳng định có thể cần dùng đến, có rảnh các ngươi cố gắng nhìn xem. Vân An cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hai tay tiếp nhận Lâm phu nhân tặng cùng, Lâm phu nhân vui mừng cười, nói ra, đi thôi, chớ lầm canh giờ. Vâng, mẫu thân bảo trọng. Vân An lần này không có cưỡi ngựa, trừ đánh xe Mạnh Quảng Uy bên ngoài, những người khác được Vân An an trí đến trên xe ngựa của hắn. Trong xe chỉ có nàng cùng Lâm Bất Tiện hai người, xe ngựa thúc đẩy, Vân An thuận thế đem Lâm Bất Tiện ôm vào trong ngực, dùng vẻn vẹn hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, muốn khóc liền khóc, ta không cười nàng. Lâm Bất Tiện thân thể cứng đờ, liền hô hấp đều đi theo trì trệ, cứ như vậy giằng co đại khái mấy hơi thở lâu, rốt cục chịu nửa xoay thân thể lại, đem mặt chôn ở trên bờ vai Vân An, trầm thấp sụt sùi khóc, Vân An ôm bả vai thon gầy Lâm Bất Tiện, đầu tiên là khóe miệng nhẹ cười, sau đó liền đi theo đỏ cả vành mắt, Lâm Bất Tiện thúc thích cực độ khắc chế, mỗi một âm thanh ức chế không nổi, rò rỉ ra đến khóc nức nở, đều thẳng tắp đâm Vân An đáy lòng. Mẫu thân mới là thương tâm nhất, cực khổ nhất người kia. Lâm Bất Tiện nắm chặt Vân An ống tay áo, bi thương nói, Vân An không biết nên an ủi ra sao,
lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đối với xưa nay tỉnh táo lại thông tuệ Diệt Khê mà nói, nào có nàng không rõ đạo lý. Thời khắc này nàng có lẽ cần chỉ là một cái rộng mở ôm ấp, một người an toàn lắng nghe đi. Xe ngựa đột nhiên ngừng, chuyện gì xảy ra? Vân An hỏi. Dạ, nhanh đến cửa thành, phía trước đều là xếp hàng chờ ra khỏi thành, giống như phải tiếp nhận tra xét. Biết, kiên nhẫn chờ một chút là được. Vâng. Vân An xốc lên cửa sổ xe nhìn thoáng qua, phía trước đội ngũ còn rất dài, móc ra khăn lụa vì Lâm Bất Tiện xoa xoa nước mắt, dụ dỗ nói, một hồi quan binh khẳng định phải kiểm tra xe ngựa, đem nước mắt lau lau. Ừm. Lâm Bất Tiện lau xong nước mắt đem khăn lụa đưa cho Vân An, người sau lại dùng khăn lụa thấm ướt trà trong ấm nước, gấp thành mảnh dài sau áp lên trên mắt Lâm Bất Tiện, chườm lạnh một chút, nếu không sưng đỏ. Tạ ơn. Vân An đột nhiên nghĩ đến một vật, có lẽ có thể chuyển di một chút Lâm Bất Tiện lực chú ý, xuất ra Lâm phu nhân cho hộp gỗ, cười nói, đến, để ta xem một chút ta mẫu thân cho mở cái gì sinh con bí phương. Vân An nhìn đồ trên tay, nụ cười trên mặt từ ngưng kết đến biến mất. Mẫu thân ngài. Chương 188. Vân An nhìn một xấp đồ vật trên tay, thật lâu không nói gì, này chỗ nào là đơn thuốc sinh con. Rõ ràng là một xấp ngân phiếu cùng. Một tấm tựa như là khế đất, Lâm Bất Tiện thấy Vân An không có âm thanh, cầm xuống khăn lụa dán trên mắt, nghiêng thân tới. Đây là ngân phiếu, còn có cái này. Là cái gì? Giống khế đất lại có chút không giống, nàng xem một chút. Lâm Bất Tiện cầm qua kia một xấp đồ vật từng cái lướt qua, là một xấp mệnh giá 1 vạn lượng ngân phiếu, chừng 20 tấm hơn, còn một trương là có phần nhiều năm rồi vải dầu giấy, phía trên chữ viết hơi có chút mơ hồ chẳng qua cũng không ảnh hưởng đọc. Lâm Bất Tiện đảo qua đầu khoảng bên trên thời gian thế mà so tuổi của nàng còn muốn lớn, nhìn nhìn chữ trên khế sách, Lâm Bất Tiện không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đây là mẫu thân. Hồi môn. Cái gì? Vân An giật mình không nhỏ, phân biệt lấy nội dung trên khế sách, tựa như là một địa phương gọi Ngạc Châu, 100 mẫu khế đất. Mẫu thân đem thứ quý giá như thế giao cho ta làm cái gì? Lâm Bất Tiện mím môi, trong lòng mơ hồ có đáp án. Nàng cầm qua hộp gỗ cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở bên trong tìm được một cái tường kép, kéo ra sau từ bên trong lấy ra xuề tay ra chưởng lớn như vậy, gãy đôi giấy viết thư, trong thư viết đến, chớ có lo lắng, những ngân phiếu này là mẫu thân những năm này thể mình tiền, không có trải qua trong phủ khoản. Dùng làm các ngươi An gia chi dụng. Làm phiếu ghi tạc An Nhi danh nghĩa, ngày sau nếu có lui thương còn nông cơ hội, vẫn có thể xem là một đầu ổn thỏa đường lui, ngọc trúc nơi đó một trương tư ấn khuôn mẫu. Sau này vãng lai thư phàm là đề cập chuyện quan trọng, như không có tư ấn tất vì nghĩ một đằng nói một nẻo, chớ có dễ tin. Con ta trân trọng, xem hết Lâm phu nhân tin, thật vất vả ngừng lại nước mắt Lâm Bất Tiện một lần nữa che miệng lại, nước mắt lại có vỡ đê chi thế, Vân An cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ông chầm Lâm Bất Tiện khẽ vuốt trấn an, trong đầu hiện lên, như đi vạn lý mẫu lo lắng, lời nói, không khỏi cũng tưởng niệm lên ở xa trái đất người nhà. Đừng khóc, cũng nhanh kiểm tra đến chúng ta. Vạn nhất cái nào quan binh nói huyên thuyên đến tri phủ chỗ đó, sợ rằng sẽ rút dây động rừng, chúng ta cũng không phải sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, Lưu Di Nương nếu là sinh nữ nhi, chúng ta rất nhanh liền có thế đoàn tụ. Lâm Bất Tiện hít mũi một cái, đem ngân phiếu cùng lam phiếu đều trang trở lại trong hộp gỗ, đẩy lên trước mặt Vân An, nói ra, đây là mẫu thân đưa cho nàng, nàng thả trong không gian cất kỹ. Vân An cũng không khách khí, dù sao nàng chính là Diệt Khê, mà lại mình không gian an toàn nhất, đem hộp gỗ trước thu được trong ngực. Vân An hỏi Lâm Bất Tiện, lam phiếu là cái gì? Là một loại khế đất không ký danh, trương khế đất này so tuổi của ta đều lớn hơn, hẳn là ông ngoại để lại cho mẫu thân, đường lui, bây giờ mẫu thân lại đem nó truyền cho nàng. Đường lui? Ta không phải rất rõ ràng. Lâm Bất Tiện nhẹ giọng giải thích nói, dựa theo đại yên luật giả sử, thương nhân trừ tổ trạch, mộ tổ, từ đường bên ngoài là không thể nắm giữ đất cày khế đất. Lam phiếu là một loại không ký danh khế đất, phủ nha nào thiếu bạc, liền sẽ vạch ra một khối vô chủ, đinh bên trên lam cọc, lại dùng trải qua đặc thù gia công dầu dây cỏ quay lại, đo đạc đào được lớn nhỏ, tại trên địa đồ đánh dấu rõ ràng vị trí, làm thành lam phiếu bán đi. Lại cụ thể một điểm nói, lam phiếu chỉ là một tờ giấy khế ước, ngươi cần cầm lam phiếu đến nha môn đi đổi thành thành khế đất mới có thể sử dụng, không ít trên tay thương nhân đều có lam phiếu, nhưng bị quản chế tại thương nhân không thể nắm giữ đất cày luật pháp, những lam phiếu này đa số treo giá thương phẩm. Nhưng giống mẫu thân trương này mẫu số như thế lớn lam phiếu, rất hiếm thấy. Yến quốc thổ địa không thể mua bán. Đúng, nông dân thổ địa có thể thừa kế, nhưng không cho phép tư nhân mua bán. Số đồng ruộng các nhà nông hộ là dựa theo đầu người nhận lãnh, như ngẫm lại có được vượt qua người trong nhà đinh đất cày, cũng phải thông qua mua lam phiếu phương thức. Công cùng thương hai tầng bách tính này,
liền quan phủ phân phối cơ sở thổ địa đều không có. Chỉ có thể từ quan phủ trên tay mua lam phiếu, công nhân lam phiếu cũng có thể dùng làm đất cày, thương nhân trong tay lam phiếu lại chỉ có thể dùng làm mộ tổ, tổ trạch, tu kiến phòng ốc ở lại sử dụng. Nghe xong Lâm Bất Tiện giải thích, Vân An minh bạch, Lâm phu nhân cho nàng 100 mẫu khế đất, là khế đất chưa ký danh chưa kích hoạt, nếu như có một ngày mình cùng Lâm Bất Tiện có thế thoát ly thương tịch nhập nông tịch, liền dùng lam phiếu này đi quan phủ đổi đồng ruộng. Lắc mình biến hóa biến thành tiểu địa chủ, thân phận trong sạch, quan phủ cũng sẽ không níu lấy các nàng không thả, mà lại lam phiếu này tính chất chưa ký danh, có thể lẩn tránh không cho phép tự mình mua bán ruộng đồng điều ước, thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, kém nhất cũng có thể đổi một bút bạc. Về phần Lâm phu nhân vì cái gì không đem lam phiếu cho thân nữ nhi mà là lựa chọn cho tế tự, tự nhiên có đối Vân An tín nhiệm cùng phó thác, lại có chính là ra ngoài đề phòng cẩn thận suy. Xét, trình độ lớn nhất cùng Lâm Uy cùng Lâm Thị nhất tộc làm cắt đứt, Vân An ôm Lâm Bất Tiện, giấu trong lòng Lâm phu nhân phong phú tặng cùng, cảm giác được đầu vai của mình là triểu nặng trách nhiệm, chờ đại khái nửa canh giờ mới đến phiên Vân An xe ngựa của các nàng, điều tra rất nghiêm, xe tọa hạ mặt cùng trong xe ngựa tất cả cái rương đều bị yêu cầu xốc lên, nhưng trong rương trang phần lớn là vật quý giá, trừ để binh sĩ mở rộng tầm mắt bên ngoài cũng không cái khác thu hoạch, binh lính thủ. Thành còn cố ý đem hung phạm chân dung dơ lên bên cạnh mặt Vân An làm so sánh, Vân An mỉm cười đối mặt, không gặp một vẻ bối rối, binh sĩ thấy thế ngượng ngùng thu hồi chân dung đưa tay thả người, Lâm Bất Tiện nói không sai, Chung Tiêu Đình hoàn toàn chính xác hoài nghi Vân An, chỉ tiếc ngày ấy trên đường thật nhiều bách tính đều nhìn thấy hung phạm dung mạo, cùng Vân An không thể nào là một người, hắn nghĩ vu oan đều không có cách nào. Trở ra cửa thành, Vân An mệnh lệnh đội ngũ tăng thêm tốc độ tiến lên, đã chậm trễ gần nửa ngày, không thể chậm nữa ung dung, lạc thành một việc này, làm cho Vân An cùng Lâm Bất Tiện tâm tình đều rất nặng nề, lại không có nhàn hạ thoải mái chủng loại kia đi Điến Châu, có chút sự tình Vân An cùng Lâm Bất Tiện ngầm hiểu lẫn nhau, Lâm phu nhân ý tứ, hiển nhiên là để các nàng ra ngoài sông ra thuộc về mình thiên địa, sự thật chứng minh, cho dù đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, nhưng nếu cây không thuộc về mình khó tránh khỏi sẽ có bị động một ngày, một đoàn người đi cả ngày lẫn đêm hơn 10 ngày, đi vào Ung Châu, nơi này, phảng phất là phồn hoa cùng tình thơ ý họa sau cùng một trạm, nghe Chu Lục nói, ra Ung Châu lại hướng Tây, thổ địa liền biến dị thường càng cỗi, nhân văn phong tục cùng Trung Nguyên khác biệt quá nhiều, có nhiều chỗ càng là dân phong bưu hãn, sa phỉ hoành hành. Chẳng qua Ung Châu cũng là một cái buôn bán trọng trấn, tất cả muốn xuất quan thương khách cũng sẽ ở Ung Châu dừng lại, mua rất nhiều nhu yếu phẩm vì xuất quan, ra khỏi thành, làm chuẩn bị, trên đường Vân An tìm một nhà tiêu cục, thỉnh tiêu sư đem tin nàng viết cho Lý Nguyên ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành, trong thư Vân An bàn giao Ngọc Tim Tim mất tích từ đầu đến cuối, phụ bên trên một đám hạ nhân trong nhà theo thủ ấn căn cứ chính xác từ, cũng vụng trộm xé một tấm lạc thành phủ nha gián. Tiếp tìm người bố cáo cùng nhau đặt ở trong thư. Vân An đối Lý Nguyên biểu đạt thật sâu dây dứt, về sau lại nói cho Lý Nguyên lạc thành tình hình gần đây, ví dụ như sự tình Chung Tiêu Đình bị bên đường hành hung, Ngọc Tim Tim dù sao cũng là tại thời điểm Vân An cùng Lâm Bất Tiện rời đi lạc thành biến mất, coi như Lý Nguyên sẽ có chút cảm xúc cũng trách không đến Vân An cùng Lâm Bất Tiện trên đầu, nhập thành, Vân An nhảy cẩn mở ra thiết bị thu hình lại, đi nhanh hơn 10 ngày mỗi người đều rất mệt mỏi, duy chỉ có Vân An một người hăng hái. Đặt vào xe ngựa không ngồi, ngựa cao to cũng không cưỡi, lựa chọn đi bộ, Lâm Bất Tiện xốc lên cửa sổ xe, nhìn thấy Vân An đi bên cạnh xe ngựa, nhìn xem nàng kia chuyên chú vừa vui sướng bộ dáng, Lâm Bất Tiện im lặng cười, từ lần trước đi Điến Châu cùng Vân An cưỡi ngựa sóng vai mà đi, Lâm Bất Tiện liền phát hiện Vân An có năng lực đặc thù, rõ ràng là giống nhau như đúc cảnh trí, nhưng nàng luôn luôn có thể phát hiện mỹ hảo người khác không cách nào phát giác. Tin tưởng giờ phút này cũng là như thế đi, nàng nhất định là nhìn thấy phong cảnh gì bọn hắn đều không có phát giác, nếu không cũng sẽ không cao hứng như hài tử. Nhìn mặt Vân An hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, Lâm Bất Tiện không khỏi có chút ao ước nghĩ đến, thật muốn nhìn xem trong mắt Vân An phong cảnh đến tột cùng là một bức tranh như thế nào a. Dạ, phu nhân. Chu Lục dục ngựa dơ roi, từ đằng xa chạy tới. Suy. Chu Lục kéo một phát dây cương, lưu loát lật xuống lưng ngựa, dạ, phu nhân, ngủ lại khách điếm tìm xong. Ngay ở phía trước ba con phố, gọi Ung Quan khách điếm, cũng là xảo, trong khách điếm vừa vặn liền thừa 5 gian phòng, một gian phòng trên gia cùng phu nhân ở, còn lại 4 gian. Chúng ta 4 người hán tử chen một chút, trong gian phòng bày cái đại thông lát thành nằm ngủ, còn lại 3 gian phòng mấy vị cô nương phân, hẳn là đủ ở, trong khách điếm còn có cường tráng tiểu nhị, chuyên môn đám khách nhân trong giữ đồ quân nhu. Chu Lục đi đến trước mặt Vân An, thấp giọng nói ra, mặc dù chuyện này tiểu nhân cũng không có chứng cớ xác thật, chẳng qua trước đó liền nghe không ít bằng hữu trên đường nói, căn Ung Quan khách điếm này có quan gia bối cảnh, tựa như là cụ, ân. Cùng có được khối này đất phong vị kia điện hạ có quan hệ,
Ung Châu Thành là trung nguyên cuối cùng một tòa thành trì, lại hướng Tây chính là quan ngoại, ngư long hỗn tạp vô cùng, chúng ta mang theo nhiều như vậy đồ quân nhu. Ở địa phương khác chưa hẳn an toàn. Tiểu nhân lúc trước mặc dù cũng áp tiêu, nhưng là rất ít đến bên này, chẳng qua tiểu nhân nghe nói, ở đây các phương nhân mã đều muốn cho vị điện hạ kia ba phần mặt mũi, nếu không. Nói đến chỗ này Chu Lục lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chỉ là Ung Quan khách điếm này tiền phòng đắc dọa người, gia cùng phu nhân phòng trên một đêm muốn một kim, chính là chúng ta mấy gian phòng, một đêm một gian cũng phải một lượng bạc, nơi này còn không tính cơm nước, một ngày ba bữa đều muốn đơn điểm, đơn tính, cũng may hỗ trợ trong giữ đồ quân nhu là không lấy tiền, gia đừng trách tiểu nhân tự tác chủ trương a. Vân An không khỏi cười ra tiếng, thỏa mãn nói ra, ngươi làm vô cùng hảo. Rất cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta suy xét chu toàn nhất, sau này gặp lại cùng loại sự tình đều dựa theo hôm nay dáng vẻ xử lý. Có ngươi dạng này trợ thủ hầu ở bên người, ta thật tiết kiệm không ít tâm. Vân An vỗ vỗ Chu Lục bả vai, đi, phía trước dẫn đường. Chu Lục không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt càng là không che giấu chút nào mừng rỡ chi tình, vâng. Tiểu nhân sau này sẽ càng thêm dụng tâm. Hảo. Chu Lục cười không ngậm mồm vào được, trong lòng càng là bành trướng, hắn cũng coi là người thấy qua việc đời. Lúc trước áp tiêu thời điểm gặp qua một chút khách khí hữu lễ, nhưng chưa bao giờ từng có bất cứ người nào nói với hắn mấy câu nói như vậy, không che giấu chút nào biểu đạt tán dương cùng tán đồng, một cái có thế đối, bán mình nô, nói ra, có ngươi dạng này trợ thủ hầu ở bên người, chủ tử, ai không nguyện ý thuần phục đâu. Chương 189. Vân An cùng Lâm Bất Tiện một đoàn người, dưới sự dẫn dắt của Chu Lục nhập khách điếm lại cũng không có tiếp nhận đến thịnh tình, giống khách điếm khác sở thụ. Trưởng quỷ đứng tại phía sau quầy gãy bàn tính chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hướng phía Vân An nhẹ gật đầu liền lại không biểu thị, mà điếm tiểu nhị cũng chỉ là quét Vân An bọn hắn một chút, giật xuống đầu vai chỉ toàn vải, hỏi, mấy vị gia, là ăn cơm trước vẫn là nghỉ ngơi trước? Ăn cơm trước đi, chúng ta vừa vặn cũng đói. Vân An đáp, là ở đại sảnh ăn, vẫn là làm tốt đưa đến trong phòng. Vân An đối bốn tên hộ vệ nói ra, bốn người các ngươi vẫn tại đại đường ăn đi, chọn tốt điểm. Trên đường đi vất vả, còn lại đều làm tốt đưa đến trong phòng, ta cùng nương tử một gian phòng, bốn người các ngươi một gian, Bạch đại phu mình một gian, còn lại bốn vị cô nương hai hai một gian, làm bốn phần bưng lên. Vâng. Bốn vị hộ vệ hiển nhiên đã thành thói quen Vân An an bài như vậy, bọn hắn chỉ coi Vân An cùng phu nhân tình cảm vô cùng tốt, ăn cơm cũng là muốn cùng nhau, từ sẽ không cảm thấy Vân An là nắm chủ nhân dáng vẻ không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Huống hồ Vân An không tại bọn hắn cũng càng tự tại một chút. Vân An vịnh Lâm Bất Tiện đang chuẩn bị lên lầu, dẫm chân xuống, hỏi, đồ quân nhu có thể giao cho quý cửa hàng phụ trách trông giữ. Cái này hiển nhiên, gia xin yên tâm, tiệm chúng ta bên trong tiểu nhị mỗi một người đều là cao thủ, đồ quân nhu đặt ở chúng ta nơi này đảm bảo, ngài cứ việc yên tâm. Vậy liền xin nhờ. Vân An mỉm cười đáp, ngược lại lại đối bốn tên hộ vệ nói ra, đồ quân nhu cũng có người chuyên đảm bảo, tối nay các người liền hảo hảo buông lỏng một chút, muốn uống rượu liền thoải mái uống, ta cùng nương tử cũng dự định chỉnh đốn mấy ngày lại làm chính sự, ngày mai các người ngủ lấy cả ngày cũng không ai quản. Bốn người đại hỉ, cao hứng trả lời, tạ ơn gia, tạ phu nhân. Vân An cùng Lâm Bất Tiện trở về phòng, cửa phòng đẩy mở liền để người hai mắt tỏa sáng, cổng đứng thẳng một đạo bình phong, mặt bình phong dùng chính là rất có đặc sản da dê Ung Châu, phía trên dùng màu tuyến thêu một bức họa. Một tòa một nửa thành trì ẩn trong biển cát, gió lớn gợi lên cồn cát, một vòng mặt trời đỏ treo ở thiên không. Vân An trở tay kéo cửa lên, gọi thẳng hợp với tình hình, xích lại gần bình phong dùng tay mò sờ, lại dùng mũi ngửi ngửi, một điểm tanh nồng cũng không, lại vẫn mang theo nhàn nhạt mùi đàn hương. Vân An dùng ngón tay trỏ phát họa ra hình dáng vòng mặt trời đỏ kia, trong đầu hiện lên một nhóm thơ cùng trước mắt mặt bình phong này rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, liền bật thốt lên tụng nói, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Lâm Bất Tiện cùng Vân An đứng sóng vai, tường tận xem xét một phen trước mắt bình phong, cười nói, trực từ này, có thể xưng vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem trong sa mạc mờ mịt bốc hơi nhiệt khí đều cho viết ra, là nàng biểu lộ cảm xúc đâu. Vẫn là, lại dẫn tiên hiền. Vân An hắc hắc, cười một tiếng, đương nhiên là trích dẫn, đây là Vương Duy Đại Thi Nhân một câu trong Sử Chí Tắc Thượng, ta lần trước không phải nói qua cho nàng sao. Khi từ loại hình thức này văn học sáng tác, đến chúng ta thời đại kia, mọi người đã rất ít khi dùng, sau này nàng phàm là nghe được ta lối ra thành thơ, tuyệt đối đều là đạo văn. Lâm Bất Tiện lắc đầu bất đắc dĩ, rã rích giận Vân An một chút, cười nói, thẳng thắn là chuyện tốt, nhưng nàng cái này không hiểu tự hào đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu. Thơ cũng không phải nàng viết, làm thơ người cũng không phải tổ tiên của nàng. Ai, tại chúng ta Trung Hoa gia phổ biến trong nhận thức biết,
Chúng ta toàn bộ dân tộc chính là một đại gia đình, 5.000 năm văn minh một mạch tương thừa, ta có thể đem nước ta tiên hiền kinh điển cầm tới trước mặt nàng khoe khoang một phen, liền đầy đủ ta kiêu ngạo, người bên ngoài có cái gì đáng phải. Nàng biết liền tốt. Liền nàng luôn luôn có đạo lý, vô lý cũng phải biện ba phần. Tuy là nói như vậy, Lâm Bất Tiện đáy mắt lại đều là ôn nhu, không có nửa phần ghét bỏ, càng không một chút trách móc nặng nề. Vân An không có quay đầu, cũng đi theo im lặng câu lên khóe miệng, một cái hô hấp qua đi, Vân An ôm lấy Lâm Bất Tiện ngón tay, hai người liền tự nhiên 10 ngón đang xen lên, mặc dù đối ăn ý, một từ hai người chưa hề chính thức đề cập qua, nhưng ăn ý sớm trong lúc vô tình đã hình thành, liền giả sử như giờ này khắc này, các nàng không cần giao lưu, liền có thể biết trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì. Vân An không cần xem xét Lâm Bất Tiện biểu lộ cùng ánh mắt, liền có thể vững tin Lâm Bất Tiện tuyệt không ác ý, mà Lâm Bất Tiện cũng có thể nói thoải mái, mảy may không cần lo lắng Vân An có thể hay không hiểu lầm, sinh khí. Vân An trong lòng nhộn nhạo, nàng bỗng nhiên phát hiện, mình cùng Lâm Bất Tiện ở chung hình thức. Giống như tình lữ, Vân An dùng ánh mắt còn lại liếc liếc người bên cạnh, thầm nghĩ, nàng có thể hay không cũng cùng mình có một dạng cảm giác đâu. Hẳn là rất không có khả năng đi. Thời đại này người làm sao có thể sử dụng tiêu chuẩn của mình để cân nhắc a? Nói không chừng Diệt Khê căn bản cũng không biết cái gì là tình yêu đâu, coi như biết một chút cũng không nhất định sẽ tiếp nhận nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ chuyện này a. Dù sao nàng như vậy bảo thủ, nói không chừng người ta đem mình làm tỷ muội, không phải có một câu như vậy a? Tỷ muội cả đời cùng đi. Nghĩ tới đây, Vân An đột nhiên cảm giác trong lòng của mình bị đâm một cây gai, cái này không thể được. Mình nhưng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cùng Lâm Bất Tiện trở thành hảo tỷ muội, mặc dù mình không phải cố nhân, nhưng cũng biết đào viên tam kết nghĩa, loại chuyện này, tuyệt đại đa số cổ nhân là vô cùng coi trọng huynh đệ, tỷ muội, tình nghĩa, coi như không có quan hệ máu mủ, một số thời khắc lại so thân còn thân hơn. Vân An đột nhiên đánh rung một cái, nàng đột nhiên phát hiện cho tới nay, Lâm Bất Tiện đối với mình tốt đều có chút quá mức, chẳng lẽ nàng đã đem mình làm tỷ muội rồi. Vân An phát ra từ linh hồn cự tuyệt cái này khai triển, nàng có thể tại Lâm Bất Tiện không thể tiếp nhận nữ tình, hoặc là ngây thơ, thời điểm, lấy thân phận bằng hữu lặng im chờ đợi bên cạnh Lâm Bất Tiện, nhưng đây bất quá là tạm thời. Đợi đến cuộc sống của các nàng ổn định, hoặc là Vân An cảm thấy Lâm Bất Tiện chuẩn bị kỹ càng, tầng giấy cửa sổ này là nhất định phải bị chọc rách. Diệt Khê. Ân. Lâm Bất Tiện hơi kinh ngạc, cái này người làm sao vậy, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt. Làm sao một cái chớp mắt lại đột nhiên biến nghiêm túc như vậy rồi? Tới tới tới, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng. Vân An kéo tay Lâm Bất Tiện vòng qua bình phong đi vào bên trong, căn phòng này một đêm liền phải 1-2 hoàng kim, giá cả không ít. Nhưng thật đi vào bên trong xem xét, cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần quý đạo lý. Đầu tiên là gian phòng liền so với bình thường khách điếm phòng chữ thiên còn rộng rãi hơn không ít, hơn nữa còn một mặt tường đều là cửa sổ, lấy ánh sáng cũng rất tốt. Gian phòng bên trong còn cách xuất một thư phòng không gian, bên trong văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ, thêm nữa gian phòng bên trong bộ bày biện, bố trí đều rất có ung châu đặc sắc, đổi lại ngày xưa Vân An nhất định phải thật tốt thưởng thức. Một phen, nói không chừng sẽ còn mở ra camera tích lũy một chút tài liệu, nhưng hôm nay Vân An hoàn toàn không có công phu làm những việc này, trực tiếp đem Lâm Bất Tiện đặt tại bọc lấy da hổ ghế ngồi tròn bên trên, chính nàng thì ngồi xuống đối diện Lâm Bất Tiện, nghiêm mặt nói, ta hỏi nàng một vấn đề, nàng thành thật trả lời ta. Hảo. Lâm Bất Tiện cũng theo nghiêm túc lên, trong đầu hiện lên mấy phỏng đoán liên quan tới Vân An vì sao đột nhiên như thế. Nàng thấy Vân An muốn nói lại thôi, Lâm Bất Tiện ôn nhu nói, nàng muốn hỏi cái gì liền cứ việc nói, chỉ cần ta có thể trả lời, nhất định trả lời. Vân An đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, thoáng qua lại đem ý nghĩ này áp xuống tới, Vân An cảm thấy chí ít cũng đến đợi đến tiểu Lâm phủ dựng lên. Hoặc là chí ít có thể đoán được Lâm phủ nguy cơ trong vòng mấy năm sẽ không tái diễn, lại cùng Lâm Bất Tiện thật tốt nói chuyện, chuyện này tương đối tốt, ít nhất phải trước cho Lâm Bất Tiện kiến tạo một cái tương đối công bằng hoàn cảnh. Bây giờ Lâm Bất Tiện có thể nói, bốn bề thọ địch, mình trong lúc mấu chốt này đưa ra kết giao, cùng uy hiếp lại có gì khác biệt đâu. Vân An nghĩ, cho dù Diệt Khê hẳn là không sẽ cho là như vậy, nhưng vạn nhất, nói là vạn nhất, Lâm Bất Tiện cự tuyệt mình, lấy tính cách của nàng nhất định sẽ cùng mình triệt để phân rõ giới hạn, cái này cùng tự đoạn một tay lại có gì khác biệt? Không được, tuyệt không thể như thế, không chịu trách nhiệm, ích kỷ như thế. Vân An hít sâu một hơi, dứt khoát từ bỏ cơ hội tốt này. Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Bất Tiện, hỏi, nàng không có đem ta xem như tỷ muội gì, các loại hình a? Lâm Bất Tiện trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh lại, chợt nhìn Vân An vấn đề này có chút buồn cười, nhưng Lâm Bất Tiện hiểu rõ Vân An,
người này ngày bình thường mặc dù tùy tính chút, nhưng thời điểm nàng nghiêm túc, cũng so với thường nhân càng đầu nhập, Vân An đã có thế thật tình như thế hỏi thăm mình, chứng minh nàng thật nhiều quan tâm chuyện này, kia lại là cái gì? Để nàng để ý như vậy đâu, Lâm Bất Tiện rơi vào trầm tư, mấy hơi thở trầm mặc, để Vân An cảm giác vô cùng dày vò, thông minh như Lâm Bất Tiện, tự nhiên sẽ không để cho Vân An chờ quá lâu, chỉ thấy gia nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, thật sâu nhìn Vân An một chút, ánh mắt kia phản phất thẩm thấu quá Vân An ánh mắt, thẳng tới đáy lòng, Vân An sau khi say rượu, chân tình bộc lộ, quanh quẩn tại trong đầu Lâm Bất Tiện, lại về nhìn giờ phút này vấn đề này, liền không khó phát hiện Vân An ý nghĩ cùng ý. Đồ, Lâm Bất Tiện không khỏi mỉm cười, Vân An phần này, tiểu nữ tử, tâm tư, tại Lâm Bất Tiện xem ra, tựa như là một tiểu thú vừa ra đời không lâu, mở ra kia ướt sũng tối đen hai mắt, tò mò dò xét hết thảy chung quanh, là như thế mềm mại lại cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Bất Tiện đột nhiên có chút đau lòng, vì Vân An phần tâm tư này. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, liền càng thêm muốn che chở, Lâm Bất Tiện liễm nụ cười, đồng dạng trịnh trọng nói, không có, ta chưa từng có đem nàng trở thành tỷ muội, lúc trước không có, sau này cũng sẽ không. Trả lời im bặt mà dừng, Lâm Bất Tiện đáy lòng lại đột nhiên thăng ra một cổ phức tạp cảm xúc, có chút bận tâm, lại có chút chờ mong, nếu là, Vân An truy vấn. Ai ngờ Vân An lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa như là gỡ tuyến da ảnh búp bê, mềm hoạt hướng trên mặt bàn một nằm sấp, cái cằm chi ở trên bàn, hai tay tự nhiên rũ xuống, hai cái chân cũng đạp thẳng. Không phải liền tốt, không phải liền tốt. Đạt được đáp án này, Vân An hiển nhiên đã vừa lòng thỏa ý, tại Vân An nhìn không thấy góc độ, Lâm Bất Tiện hàm răng xẹt qua môi dưới, lại là im ắng thở dài. Bạn đang nghe truyện từ TL Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 190. Trữ Vương Cao Hoài, cha hắn Tĩnh Vương chính là huynh đệ cùng mẫu của đương triều bệ hạ, Tĩnh Vương hoan thệ Cao Hoài tập nhận cha vị, bệ hạ chiếu cố Cao Hoài cơ khổ, đặc biệt phá lệ ban thưởng vẫn tập một chữ thân vương, đổi phong hào vì Trữ, đất phong từ Tĩnh Vương thời kỳ Hoài Châu một vùng, nên phong đến Lũng, trên bản đồ Yến Quốc, Lũng là Lương Châu, Ung Châu, hai đại châu phủ cùng với xung quanh bộ phận khu vực gọi chung, nghe nói đã từng lão Tĩnh gia chết bởi đi quá giới hạn. Hai chữ, có phiên bản nói là lão Vương gia không nghĩ liên lụy vợ, tử, lựa chọn bản thân kết thúc, cũng có phiên bản truyền thuyết, lão Vương gia trung thành tuyệt đối lại bị tiểu nhân tự dưng mưu hại, bệ hạ lầm tin sàm ngôn vốn định đem Vương phủ một mạch giam giữ ra rõ, kết quả lão Vương gia tính tình cương liệt, tại bệ hạ tự mình chủ trì trên hội thẩm đập đầu chết tại ngự giai phía dưới. Bệ hạ vừa sợ vừa hối hận hạ lệnh phóng thích Vương phủ một mạch, về sau 5 tháng bên trong, bệ hạ đối Trữ Vương Cao Hoài cháu ruột này rất nhiều yêu thương, đền bù, chẳng qua quan hệ này lấy hoàng gia tân bí, không ai dám cầm tới trên mặt bàn đến nói, nhưng Trữ Vương từ lão Tĩnh Vương hoang thệ sau chịu vinh sủng, đúng là người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Trữ Vương đất phong mặc dù từ ban đầu nơi phồn hoa đổi phong đến biên thùy, nhưng đất phong lớn nhỏ so lúc trước mở rộng gần 10 lần. Mà lại Cao Hoài còn ủng hạng nhất khác một chữ thân vương đều không cụ bị quyền lợi, tiết độ quyền. Lực, có lẽ là trải qua gian nan vất vả tẩy lễ, nghe nói Trữ Vương Cao Hoài tuyệt không ỷ sủng mà kiêu, một thân 10 phần chú ý cẩn thận, hết thảy lớn nhỏ ngày lễ, Trữ Vương đều sẽ phái sứ giả mang lấy thư của mình cùng lễ vật vào kinh thành cho bệ hạ thỉnh an, thời gian lâu dài hoàng đế cũng càng thêm yêu thương đứa cháu này, ngẫu nhiên sẽ còn phá lệ triệu hắn vào kinh ở. Cũng đem lúc trước thời điểm Tĩnh Vương còn là hoàng tử tại kinh thành phủ đệ cùng nhau ban cho Trữ Vương, dùng làm nó. Vào kinh thành đặt chân chi địa, Trữ Vương ân sủng nhất thời có 102, liền nội đình các hoàng tử nhìn thấy Trữ Vương, đều muốn lễ nhượng 3 phần, ra Lương Châu lại hướng Tây Nam đi, chính là Tây Hải chi địa, cũng là Yến Quốc cùng phiên ba người đường bộ chỗ giao giới, từ Vĩnh Nhạc công chúa vị hôn phu Chu đại tướng quân phụ trách trấn giữ, muốn từ Trung Nguyên đến Tây Hải chỉ có Lũng địa đầu này thông lộ, trái lại cũng là như thế. Trong vô hình Trữ Vương sở thuộc đất phong, lại thành một đạo cách xa nhau triều đình cùng Tây Hải cửa ải, tuy nói năm đó bệ hạ có thế cuối cùng đoạt được đại bảo, Tĩnh Vương, Vĩnh Nhạc công chúa một nhà không thể bỏ qua công lao, nhưng bây giờ thế cục này tự hồ có chút trở nên tế nhị, nguyên Lạc Thành tri phủ Lý Thanh Sơn là Trữ Vương Cao Hoài thân dượng, từng tại Lạc Thành đảm nhiệm hơn 10 năm tri phủ, nhị hoàng tử ngồi đông cung về sau, làm trước mấy món sự tình chính là y theo luật lệ đem Lý Thanh Sơn điều nhiệm, mà Lý Thanh Sơn nhậm chức địa chính là Trữ Vương Cao Hoài đất phong, Ung Châu. Lâm Bất Tiện cùng Vân An một đoàn người đến Ung Châu ngày thứ hai, Vân An liền thỉnh Lâm Bất Tiện viết thay viết một phong bái thiếp, phong tốt sát tính cả Trữ Vương Cao Hoài ban cho khối kia tiểu lệnh bài cùng một chỗ giao cho Chu Lục, mệnh hắn đem bái thiếp đệ trình đến Trữ Vương phủ, thiên gia quý tộc cũng không phải người gì đều có thể nhìn thấy, cho dù là đưa bái thiếp cũng nhất định phải có được Trữ Vương ban cho lệnh bài, hoặc là tự thân có quan giai hoặc là tước vị có thể bái kiến Trữ Vương. Chu Lục đưa xong bái thiếp trở về, gặp mặt Vân An trả lại lệnh bài,
mấy chuyến muốn nói lại thôi. Vân An nhìn ra Chu Lục một bụng lời nói muốn nói, cười nói, muốn nói cái gì liền nói, nhìn ngươi cái này vào đầu bứt tai. Chu Lục hướng Vân An trước mặt xê dịch, dường như còn đắm chìm trong một loại nào đó chấn kinh cùng trong hưng phấn không có hoàn toàn hoàn hồn, liếm môi một cái, hỏi, gia, lúc trước làm sao không có nghe ngài nói qua. Ngài cùng Trữ Vương Điện Hạ vậy mà cũng có bạn cũ. Vân An chống cái cằm, thờ ơ đáp, tính từng có vài lần duyên phận đi, hôn sự ta cùng nương tử vẫn là Trữ Vương chủ cưới, về sau ta đi qua một chuyến kinh thành bởi vì lại có chút gặp nhau, lệnh bài này cũng là lúc kia kết xuống, lúc kia mấy người các ngươi còn không có trở thành ta hộ vệ, cũng không phải cái gì khó lường sự tình, ta cũng không thể gặp người cứ nói đi. Vân An lại nghĩ tới thanh bội kiếm kia bị Lâm Bất Cúc đoạt đi cầm cố, đoán chừng cũng muốn không trở lại, Vân An cũng không có ý định muốn trở về. Nghe được Vân An nói như vậy, kiến thức rộng rãi Chu Lục cũng không đành lòng kinh dị nói, đây chính là phiên vương bên trong nhất phải thịnh sủng Trữ Vương Điện Hạ, bao nhiêu người tranh cướp giành giật, nằm mộng cũng nhớ lọc mắt xanh được vị điện hạ này, kết quả là lại ngay cả đế giày nhi đều sờ không tới một chút, ngài trên tay có lão nhân gia. Ông ta ban cho lệnh bài, làm sao cảm giác ngài cũng không thèm để ý đâu. Vân An ước lượng trên tay lệnh bài, cười nói, chẳng qua là một khối tử vật thôi, có gì có thể đáng giá kiêu ngạo tự hào. Người và người tình cảm đều là thông qua ở chung tích lũy xuống, có lẽ thời điểm người ta Trữ Vương thưởng khối này lệnh bài chỉ là bởi vì tâm tình tốt, tiện tay liền vứt ra đây. Ta muốn thật lấy nó làm cái lệnh tiễn. Ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, tâm bình tĩnh đối đãi là được, có điều đã đi vào Trữ Vương đất phong đương nhiên phải đi bái kiến một phen. Vân An thăm dò lên lệnh bài, khuyên bảo Chu Lục ra ngoài không muốn tiết lộ việc này, cuối cùng dùng giọng điệu trò đùa nói ra, nói không chừng những đại nhân vật này, ngày bình thường nhìn quen đối bọn hắn tất cung tất kính, ngẫu nhiên gặp được điểm khác biệt, còn cảm thấy rất mới mẻ đâu. Chu Lục giống như từ trong lời nói Vân An bắt đến cái gì, tinh tế nghĩ chi lại cảm thấy không có gì, nhưng trực giác nói cho hắn, trước mắt người trẻ tuổi này so với mình nhỏ hơn vài tuổi, cũng không giống như mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Hạ đối đầu bái thiếp, đặc biệt là vượt ngang rất nhiều giai cấp loại này, không thể dùng một loại bái thiếp để cân nhắc, gặp mặt thời gian vẫn là muốn Trữ Vương nói tính, dù là đối phương cùng ngày buổi sáng tùy tiện đuổi người tới thông truyền, Vân An cũng phải lập tức mặc chỉnh tề, mang lên lễ vật hỏa tốc tiến về. Trong quá trình chờ đợi Trữ Vương triệu kiến, Vân An ngược lại đi bái kiến Lý Thanh Sơn trưởng tử, Lý Việt. Vân An phái Chu Lục hỏi thăm một chút, Lý Thanh Sơn đến Ung Châu về sau tiếp tục cáo ốm không ra, cho nên hắn hai đứa con trai Lý Khôi cùng Lý Việt còn tại hầu tật giả, một mực chưa có trở về kinh. Yến quốc chú trọng hiếu đạo, trừ đinh ưu 3 năm quy định bên ngoài, nếu là cao đường song thân sinh bệnh là có thể xin phép nghỉ hầu hạ, thậm chí liền cụ thể ngày nghỉ tiêu chuẩn đều không có. Tương truyền tiền triều có vị quan kinh thành từng thỉnh dài đến 8 năm hầu tật giả, triều đình mặc dù tìm người tạm thời thay thế chức vụ của hắn, nhưng bổng lộc cũng không có ngừng phát. Thẳng đến 8 năm sau vị kia quan kinh thành phụ thân qua đời, người này lại thủ 3 năm đinh ưu, cuối cùng mỏi mệt thành tật, chết tại đinh ưu bên trong. Người này sự tích còn bị ghi lại ở Yến quốc trong Hiếu Kinh, cho nên Lý Thanh Sơn hai đứa con trai chẳng qua mới mấy tháng, không chỉ có không lâu lắm, đợi đến bọn hắn hồi kinh nói không chừng sẽ còn đạt được ngợi khen. Lý Việt sảng khoái phó ước, mặc dù quần áo một mạc nhưng từ hắn nhẹ nhõm trên nét mặt, Vân An kết luận Lý Thanh Sơn cái gọi là bệnh tình bên trong có ẩn tình, chỉ là Vân An có chút không rõ ràng cho lắm, Lý Thanh Sơn đã đi tới Trữ Vương đất phong vì sao còn muốn tiếp tục giả bệnh đâu? Hắn đến cùng là tại kiên kỵ cái gì? Lý đại ca, hồi lâu không gặp, đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Làm phiền hiền đệ nhớ nhung, ngu huynh hết thảy mạnh khỏe. Vân An từ trong ngực xuất ra một phong màu đỏ thiếp mời, đưa cho Lý Việt, nói ra, đây là danh mục quà tặng, lễ vật tiểu đệ đã phái người đưa đến phủ thượng. Ai? Hiền đệ làm gì khách khí như thế? Đại ca hiểu lầm, đây là trước khi đi mẫu thân mệnh ta mang đến, chuyển hiện lên cho lệnh đường, đây cũng là mẫu thân một phen tâm ý, đã là trưởng bối chi mệnh, Hoài Cốc vạn không dám từ, tại cái này thay mẫu thân tạ ơn. Lý Việt am hiểu vòng quanh, làm trò bí hiểm, Vân An sớm đã từng gặp qua, cũng may Vân An cung đấu kịch xem không ít, đi vào chỗ này lại bị Lâm Bất Tiện thật tốt rèn luyện một phen, kiên nhẫn tăng lên không ít, ngồi ở đằng kia bồi tiếp Lý Việt đánh thái cực, đã không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, cũng không có rụt rè. Nói gần nửa canh giờ, Lý Việt lời nói xoay chuyển, hỏi, hiền đệ cùng Không Cốc nhưng có liên lạc. Ngày trước vừa cùng Không Cốc thông qua thư, Không Cốc đối lần này ân khoa rất có lòng tin, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể vinh quy quê cũ. Lý Việt thán một tiếng, buồn bã nói, lão tam đồng môn phần lớn tại Lạc Thành, nếu là hắn thật có thể trúng tuyển, lớn như thế việc vui lại vô cớ bạn cùng vui, ai? Cũng không biết quê quán phụ lão được chứ. Vân An trừng mắt nhìn, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng gọi thẳng, khá lắm,
thầm nghĩ, không hổ là tòng tứ phẩm quan kinh thành a, chính là cùng người bình thường không giống. Ngươi nói ngươi muốn dò xét Lạc Thành tin tức, ngươi liền trực tiếp hỏi thôi, còn quê quán phụ lão vừa vặn rất tốt. Vân An có chút muốn cười, xem ra cái này người bác quái cũng chỉ có thể mình tới làm, chẳng qua cũng đừng trách ta mang theo hàng lậu. Trước khi ta đi, Lạc Thành ra một kiện đại sự. Ồ, chuyện gì? Nghe nói tân nhiệm tri phủ Trung đại nhân bị một tên khất cái bên đường hành hung, tên khất cái kia giống như còn luôn miệng kêu cẩu quan tham quan loại hình, hành hung xong liền chạy. Lý Việt mặt không đổi sắc, nói ra có oan khuất đều có thể đánh trống kêu oan, bên đường ẩu đã mệnh quan triều đình thế nhưng là trọng tội, theo ta thấy chẳng qua là điêu dân thôi. Đây là cớ gì? Trung đại nhân bây giờ thân phận khác biệt, nhất định là đầy cõi lòng khát vọng muốn làm ra một phen công lao sự nghiệp đến, như thế nào bị như thế cực nhỏ lợi nhỏ hãm ở. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Việt cười hòa ái, nhìn như vì Trung Tiêu Đình giải thích, Vân An lại nghe ra hắn ý ở ngoài lời, đây rõ ràng là đang nhắc nhở nàng, Trung Tiêu Đình, hoàng thân quốc thích, thân phận, thế nhưng là mình chẳng qua là một cái mặt lưu thương nhân, lại là tế tự nhập chuế vào phủ, cho dù Lâm phủ lại giàu có, đặt ở sĩ tộc trước mặt tính là cái gì, trên người mình đến cùng có giá trị lợi dụng gì, đáng giá Lý Việt như thế đại phí trắc trở đâu. Vân An trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát tương kế tự kế, nhìn Lý Việt trong hồ lô đến tục cùng bán thuốc gì đây, thuận tiện cũng thấu chút đầu gió cho hắn. Ai nói không phải đâu. Nhị hoàng tử điện hạ ngồi đông cung, Trung đại nhân thành hoàng thân quốc thích, những cái này cực nhỏ lợi nhỏ há lại hắn có thế để ý. Giống tiểu đệ loại này bất nhập lưu, càng là liền đầu cũng không dám duỗi một chút. Nghe hiền đệ lời này, chẳng lẽ có lời gì khó nói? Thực không dám giấu giếm. Nói ra, mong rằng đại ca thay tiểu đệ giữ bí mật. Cái này hiển nhiên. Kỳ thật, tiểu đệ lần này mang theo nội tử cùng tế nhuyễn không xa ngàn dặm đi vào Ung Châu, là vì tránh đầu sóng ngọn gió, là bởi vì tiểu đệ trước đó cùng Trung đại nhân có chút hiểu lầm, hắn hiện tại thành Thanh Thiên Quan phụ mẫu, tiểu đệ sợ bị thu sau tính sổ, chạy tới Ung Châu trước tránh một hồi, nếu là thế cục không ổn, còn muốn thỉnh Lý đại ca hỗ trợ tìm kiếm một nơi an thân. Dù sao Lý Khôi cũng không thể đi kiểm chứng, trước tiên đem lời nói thả ra, vạn nhất Lưu Di nương sinh nhi tử, cũng tốt có cái không đột ngột đường lui. Chương 191. Vân An cùng Lý Việt nói đủ một canh giờ, trừ bỏ hơn phân nửa đánh thái cực thời gian, hai người vẫn là trao đổi một chút hữu dụng tin tức, ví dụ như Lý Việt đối Vân An quyết định chuyển đến Ung Châu sự tình biểu thị tán thành cùng hoan nghênh, còn lấy nam tử hán đại trượng phu làm kiến công lập nghiệp, luận điểm ám chỉ Vân An hẳn là thoát ly Lâm phủ thành lập thuộc về mình gia nghiệp, tranh thủ sớm cho kịp lột thân phận ở rễ. Lý Việt lần nữa lấy Lý phủ trưởng tử thân phận cho thấy bọn hắn Lý gia tịnh không để ý Vân An đi qua, hy vọng ngày sau có thế nhiều đi lại thái độ. Mà Vân An mượn Lý Việt cũng uyển chuyển nói cho Lý Việt, nàng cũng không nghĩ về Lạc Thành, mà lại Lâm bất tiện hiện tại rất nghe nàng. Đáng tiếc Lâm phủ cây lớn rễ sâu, nếu như Lý phủ nguyện ý cho nàng một chút phù hộ, nàng ngược lại là có thể thử một lần thoát ly Lâm phủ tự lập môn hộ. Hai người đều không có hoàn toàn nói rõ, dừng lại tại giai đoạn ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng Lý Việt từ biệt ra tới, Vân An trực tiếp về khách điếm. Vân An đem nội dung nói chuyện gần như còn nguyên cùng Lâm bất tiện giảng thuật một lần. Vân An nói ra, thông qua hai lần tiếp xúc, ta cảm thấy Lý Việt người này rất cẩn thận, lại thêm đối ta cũng không hề hoàn toàn yên tâm, chỉ là cùng hắn làm trò bí hiểm liền đánh gần nửa canh giờ, có thể tiết lộ cho ta nhiều như vậy đã rất không dễ dàng, nàng thấy thế nào? Lâm bất tiện gật đầu, đáp, hai nhà chúng ta mặc dù là thế giao, nhưng Lý đại ca lớn tuổi hơn ta rất nhiều, ngày bình thường giao chi rất ít, ta tin tưởng phán đoán của nàng. Tự lập môn hộ ta thả ra, trong lòng nàng có cái đo đếm, vạn nhất lúc nào cần đối đáp, đừng nói để lọt liền tốt. Tiếp xuống đến tột cùng đi con đường nào vẫn là nhìn Lưu Di nương bên kia. Ta minh bạch. Vân An nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đề nghị, hôm nay khí trời tốt, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Được. Ung Châu cũng không giống như Điến Châu mở thả buôn bán thành trì, Yến Quốc trên đường bộ cùng phiên bang buôn bán từ xưa đến nay, phỏng đoán cẩn thận cũng có trăm năm lịch sử, cả tòa Ung Châu nội thành khắp nơi đều hữu thụ phiên bang ảnh hưởng lưu lại xuống tới vết tích, bao quát trên đường kiến trúc, bách tính trang phục, cùng đối nữ tử trói buộc trình độ. Điến Châu nam nhân phần lớn ra biển đánh cá, nữ tử cũng không thể không đi ra gia môn gánh chịu một chút trách nhiệm xã hội, mà Ung Châu trên đường nữ tử càng nhiều, mặc dù phần lớn vây quanh khăn quàng cổ, nhưng ở Vân An xem ra đây càng giống một loại thông khí các trang bị. Ung Châu bão cát rất lớn, thời điểm dương các ngày qua lâm, che khuất bầu trời gọi người khó mà mở mắt, nam nữ già trẻ đều sẽ đeo lên khăn quàng cổ che chắn, cho dù hôm nay ánh nắng tuy tốt, nhưng cũng có bão cát,
Vân An cùng Lâm bất tiện ra khách điếm, tùy tiện tại bên đường quán nhỏ mua hai khối khăn quàng cổ đeo lên, sau đó liền tùy tiện chọn. Phương hướng đi đến, Vân An chỉ bên đường kiến trúc nóc nhà, nói ra, nương tử, nàng biết vì sao nóc nhà ở Ung Châu rất tròn nhuận, gần như không có góc cạnh gì không? Vì cái gì? Lâm bất tiện hỏi. Đây là một loại trí tuệ, cũng là một kết quả thuận theo tự nhiên, nàng cảm thụ một chút gió ở Ung Châu, cho dù thời điểm thiên không trong xanh gió nơi này có phải là cũng rất cứng. Phá ở trên mặt có cảm giác, thậm chí đau nhức ý. Ừm, là có chút. Chúng ta cảm giác được đau đớn cùng khó chịu có thể mang khăn quàng cổ hoặc là dứt khoát trốn ở trong nhà, thế nhưng là những kiến trúc này có thể làm sao đâu. Gió lâu dài thổi tới trên những mái hiên này, chậm rãi một chút góc cạnh rõ ràng địa phương liền sẽ bị phong hóa rất nghiêm trọng, xuất hiện tình huống vỡ vụn cùng bong ra từng màng, dần dà. Nóc nhà liền lại không có góc cạnh, muốn tránh loại tình huống này, vậy liền dứt khoát đem nóc nhà tu thành hình tròn, có thể trình độ lớn nhất tránh phong hóa. Lâm bất tiện nghĩ, nói ra, trong dòng suối nhỏ đá cuội hình dạng đều không khác mấy, là một đạo lý a. Vân An trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, thành khẩn khen, nương tử, nàng thật thông minh. Lâm bất tiện cũng đi theo tách ra nụ cười, gương mặt của nàng có chút đỏ, chẳng qua bị vây khăn che lại người bên ngoài không nhìn thấy. Vân An tiếp tục hào hứng dạt dào nói ra, kỳ thật chúng ta trong sinh hoạt gặp phải rất nhiều hiện tượng hoặc là biến hóa, đều là một môn học vấn, tại chúng ta chỗ ấy, nếu không gọi vật lý học hoặc là liền gọi hóa học, đương nhiên còn có một ít người nghiên cứu hành vi cùng tâm lý học vấn, trong miệng các nàng cái gọi là thuận theo thiên thời, kỳ thật chính là tôn trọng một loại quy luật nào đó khoa học cùng tự nhiên, ta ở đây, mỗi khi đến một chỗ đều cảm thấy hảo có ý tứ. Rõ ràng một ít ngành học còn không có thành lập, nhưng là luôn luôn có thể nhìn thấy dân chúng đã đem bọn chúng lợi dụng đến trong sinh hoạt, có thể thấy được thông qua quan sát cùng tổng kết, hoặc là từ thế hệ trước chỗ ấy học được tri thức cùng kinh nghiệm, là đại đa số ngành học lý luận cơ sở. Lâm bất tiện nói khẽ, cái này chính là cặp mắt mỹ hảo của nàng phát hiện a. Cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nàng đối sự vật góc độ rất đặc biệt. Vân An nhoẻn miệng cười, đáp, ta chẳng qua là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Có đôi khi thật muốn mang nàng đến ta sinh hoạt qua địa phương nhìn một chút, dẫn nàng đi gặp cha mẹ ta, tỷ ta còn có đệ đệ ta. Thật xin lỗi. Vân An quay đầu nhìn Lâm bất tiện, trong đôi mắt không gặp một tia nặng nề, cũng không có loại cảm xúc Lâm bất tiện tưởng tượng kia, chỉ là như thường nói, có gì mà nói xin lỗi. Ta lưu tại nơi này mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Cha mẹ ta cũng không phải chỉ có ta một đứa con, bọn hắn sẽ lý giải. Chờ làm xong một trận này, nàng còn phải theo giúp ta đi một chuyến, ta định cho cha mẹ ta viết một phong thư đặt ở trong máy phát xạ, đợi đến 3 năm kỳ hạn ngày ấy, máy phát xạ sẽ đem tin của ta mang về đến quê hương của ta, cha mẹ ta nhìn qua ta tin, sẽ tha thứ ta. Liên quan tới ta lưu tại chuyện nơi đây, là ta tự nguyện, nàng không nên cảm thấy thật có lỗi, cũng không nên cảm thấy có gánh nặng gì trong lòng, được chứ? Thật. Tạ ơn. Vân An cùng Lâm bất tiện đến Ung Châu ngày thứ 10. Rốt cục toại nguyện đạt được trữ vương Cao Hoài triệu kiến. Sáng sớm, Lâm bất tiện cùng Vân An ngay đang ăn điểm tâm, điếm tiểu nhị liền đi lên gõ cửa truyền lời nói, Vân đại gia, có người tìm ngươi. Vân An cùng Lâm bất tiện liếc nhau, hai người suy đoán nhất trí, Vân An nuốt xuống thức ăn trong miệng, đáp, liền đến, thỉnh hắn chờ một lát. Vâng. Vân An để đũa xuống đối Lâm bất tiện nói ra, hẳn là trữ vương sai người đến, ta đi xuống xem một chút. Ân. Nàng trước đổi thân y phục, một hồi chúng ta cùng đi. Hảo. Vân An đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh đi vào chính sảnh. Trước quầy đứng thẳng một vị nam tử một tay đỡ tại trên quầy, đang cùng trưởng quỹ phía sau quầy nói chuyện phiếm. Nhìn hai người thần sắc quan hệ hẳn là rất quen biết. Trưởng quỹ nhìn thấy Vân An, nhắc nhở nam tử. Hai người kết thúc trò chuyện, Vân An đi đến trước mặt nam tử, hướng đối phương chắp tay, tại hạ Vân An, chưa thỉnh giáo. Chỉ là tiện danh không đáng nhắc đến. Ngày trước gia chủ thu được Vân gia đưa tới bái thiếp, hôm nay bị nhân phụng chủ nhân chi mệnh, thỉnh Vân gia cùng phu nhân quá phủ một lần. Hảo, đợi ta trở về trên lầu đổi thân y phục, lập tức tới ngay. Xe ngựa đã dừng ở cửa khách điếm, Vân gia trực tiếp ra tới là được. Tạ ơn. Vân An hướng người kia ôm quyền, ngược lại đối trưởng quỹ nói, phiền phức đem đồ quân nhu ta trước đó lưu giữ ở đây trang đến trong xe ngựa, một hồi theo phía ngoài xe ngựa cùng nhau đi. Trưởng quỹ mỉm cười, cái này bắt đầu đi làm. Vân An đưa tay hướng trên quầy nhẹ nhàng khấu hai lần, quay người rời đi, trưởng quỹ này ngược lại là không che giấu chút nào mình lệ thuộc vào trữ vương phủ sự thật. Vân An dừng ở cửa gian phòng, gõ vang cửa phòng, nương tử, ta có thể vào không? Tiến vào. Đạt được cho phép, Vân An mới đẩy cửa đi vào. Lâm bất tiện cơ bản đã thay xong quần áo,
đang đánh cuối cùng một kiện áo khoác dây lưng, Vân An nói ra, là Trữ Vương thị vệ, ta cũng đổi thân y phục chúng ta cùng đi. Vân An mở ra trước từ trong không gian xuất ra túi tơ ngỗng, bên trong ba viên bảo thạch, nghĩ nghĩ lại đem thiết phiến trong nơi hẻo lánh đem ra, thanh này là công nghệ trái đất, lần này thấy Trữ Vương, là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tốt nhất là có thể đem đấu giá hội suy nghĩ cùng Trữ Vương quyết định xuống. Vân An từ trong tủ quần áo xuất ra hai bộ y phục, nâng tại thân thể hai bên, Diệt Khê, ta xuyên bộ kia tương đối tốt. Bên trái bộ kia ổn trọng, bên phải thanh lịch, nàng chọn hai kiện này đều rất thỏa đáng, nàng thích kia một bộ. Vân An nhìn lướt qua Lâm Bất Tiện trên người y phục, quả quyết đem màu đen ném vào đi, chọn trường sam màu sắc gần giống với y phục của Lâm Bất Tiện, thay xong về sau lại khoác bên ngoài bộ một kiện ngoại bào màu xanh lam. Đi thôi. Đi tới cửa, lầu dưới xe ngựa cũng sắp xếp gọn, Vân An đỡ Lâm Bất Tiện lên xe ngựa, sau đó tiêu sái nhảy tới, sau khi ngồi xuống xe ngựa mở, hướng phía Trữ Vương phủ chạy tới, xe ngựa dừng ở cửa sau Trữ Vương phủ, một là Vân An bọn hắn cấp bậc không đủ, hai là giống vọng tộc sĩ tộc hoặc là hoàng thân phủ đệ, vì biểu cẩn thận, phủ đệ cửa chính là không tùy tiện rộng mở, xe ngựa dừng hẳn, Vân An dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, quay người đi đỡ Lâm Bất Tiện, nương tử, chậm một chút. Tạ ơn tướng công. Vân gia, tứ tiểu thư. Mời vào bên trong. Nghe được xưng hô thế này, Vân An nhíu mày hung tợn trừng thị vệ một chút, tức giận nghĩ đến, người này cái gì mau bệnh. Cặp vợ chồng một khối tới bái phỏng, nào có giống hắn xưng hô như vậy, thị vệ nhìn thấy Vân An quăng tới ánh mắt, ngược lại có nỗi khổ không nói được, liên quan tới Lâm Bất Tiện cùng Vân An xưng hô, thị vệ cũng rất khó khăn, đổi lại người bên ngoài trực tiếp xưng hô gia cùng phu nhân chính là, nhưng Vân An hết lần này tới lần khác là vạn người không được một người ở rể. Đường đường nam nhi bỏ qua tôn nghiêm đi nhà khác ở rể, cầm tới chỗ nào nói đều là đàm tiếu, dựa theo phép tắc thị vệ hẳn là lấy Lâm Bất Tiện làm chủ, xưng hô Lâm tứ tiểu thư, gọi Vân An tứ cô gia, chẳng qua tế tử ở rể này lại là thượng khách nhà mình chủ nhân, thị vệ trên đường xuất phát đi khách điếm suy nghĩ, đến khách điếm còn thỉnh giáo khách điếm trưởng quỷ, mới phát giác được các gọi các, ai cũng không đắc tội, đi qua thị vệ, Vân An phát ra hừ lạnh một tiếng, ôm nhu đối Lâm Bất Tiện nói ra, nương tử, cẩn thận bậc thang. Lâm Bất Tiện cũng đại khái hiểu thị vệ bận tâm, hiểu rõ hơn Vân An vì sao không vui, nhìn Vân An bộ dáng không thể phát tác lại không muốn làm vô sự phát sinh xoắn xuýt, có chút buồn cười. Chương 192. Nhập viện tử đổi thành nha hoàng thay hai người dẫn đường, đi đại khái 50 bước, Lâm Bất Tiện mới nhéo nhéo tay Vân An, ôm nhu an ủi, thị vệ cũng là không có cách nào, hắn lựa chọn như thế xưng hô với chúng ta, cũng là suy nghĩ qua mới quyết định, ngươi liền không nên tức giận, có được hay không? Vân An hừ nhẹ nói, tại trong lòng ngươi ta liền nhỏ mọn như vậy a. Lâm Bất Tiện khóe miệng nhẹ cười, trả lời, kia đến không phải, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi một hồi thấy điện hạ, đem chuyện này xem như râu ria chuyện phiếm cho nói. Vương phủ không thể so bên ngoài. Cái này to như vậy người trong phủ đệ, quyền sinh sát đều giữ tại một người trong tay. Lâm Bất Tiện cho tới bây giờ không có hoài nghi lòng dạ Vân An, vừa rồi cái chuyện nhỏ loại kia nàng phát tác tại chỗ qua, liền biến thành một trận gió trong lòng nàng tán. Thế nhưng chính vì vậy, rất dễ dàng bị nàng xem như bực tức, vạn nhất thị vệ bởi vì Vân An vô tâm xảy ra chuyện gì, khổ sở, ấy nấy cũng tuyệt thiếu không được nàng. Quả nhiên, Vân An nghe xong Lâm Bất Tiện về sau, nghiêm túc gật gật đầu, ta ghi nhớ, tạ ơn nương tử. Hai vị quý khách, thỉnh đến. Nha hoàng đem Vân An cùng Lâm Bất Tiện đưa đến chính sảnh, Vân An dương mắt xem xét, thầm nghĩ, xem ra bái thiếp không có phí công đưa, cuối cùng là tiếp đãi tại chính sảnh vinh hạnh đặc biệt. Nương tử tới. Vân An kéo tay Lâm Bất Tiện, mười bậc mà lên, thị vệ canh giữ ở cổng đẩy ra chính sảnh môn. Hai vị, thỉnh đi. Trong chính sảnh, Trữ Vương chính đứng chắp tay, nghe được thanh âm xoay người, đến rồi. Vân An lúc này mới cùng Lâm Bất Tiện buông tay ra, vẫy lên dưới vạt áo bày thăm viếng nói, thảo dân Vân An tham kiến Trữ Vương điện hạ. Lâm Bất Tiện cũng được một cái thật sâu vạn phúc lễ, dân phụ Lâm thị, tham kiến điện hạ. Trữ Vương dạo bước ngồi vào chủ vị, được rồi. Đứng lên đi. Tạ điện hạ. Ngồi. Tạ điện hạ. Trữ Vương một tay chống gương mặt dò xét Vân An, cười nói, nhanh như vậy liền đến rồi. Hồi điện hạ, từ lần trước sau này trở về, thảo dân từ Huyền Nhất đạo trưởng chỗ ấy nghe thật nhiều Tây Bắc bao la hùng vĩ cảnh sắc, thực sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thật vất vả kề đến thời tiết ấm lại liền không kịp chờ đợi mang theo nương tử đến. Trữ Vương cao hoài khẽ cười một tiếng, tùy ý nói ra, thật nghĩ như vậy đến. Bản vương làm sao nghe nói ngươi đi trước một chuyến Điến Châu đâu. Ở xa Ung Châu Trữ Vương lại đối Vân An cùng Lâm Bất Tiện hành trình như thế rõ ràng. Đây là biến cố hai người bọn họ trước khi đến không có thảo luận.
thời điểm Vân An suy tư, Lâm Bất Tiện không để ý, vượt qua, chủ động đáp, là bởi vì tướng công hắn đáp ứng bồi dân phụ đến Điến Châu đi thăm người thân. Cao Hoài nhàn nhạt quét Lâm Bất Tiện một chút, không còn níu lấy đề tài này, ngược lại nói ra, ngày trước bản vương mới sính, cưới, một phòng thiếp thiếp, muốn gặp ngươi một lần. Ngươi đi qua đó đi, người tới. Vâng, vương gia. Cao Hoài giơ lên cái cằm, thản nhiên nói, mang nàng đến Lê Viện đi. Vâng. Thỉnh đi. Thị vệ giơ lên cánh tay, đối Lâm Bất Tiện nói, Vân An há to miệng, thoáng nhìn Lâm Bất Tiện ánh mắt cảnh cáo chỉ có thể im ngay, Lâm Bất Tiện đứng dậy, hướng Trữ Vương thi lễ một cái, dân phụ xin được cáo lui trước. Ừm. Vân An đưa mắt nhìn Lâm Bất Tiện ra chính sảnh, đối Trữ Vương Cao Hoài vừa mới lý do thoái thác, Vân An cho rằng chỉ là vì đẩy ra nhà mình Diệt Khê lấy cớ thôi, đường đường vương phủ thiếp thất làm sao có thể nhận biết nhà các nàng Diệt Khê đâu. Lâm Bất Tiện theo thị vệ đi tới hậu viện, suy nghĩ lại cùng Vân An hoàn toàn khác biệt, hai người dù sao cách thời không khác biệt, suy nghĩ vấn đề góc độ tự nhiên khác biệt, Lâm Bất Tiện cho rằng là cao quý Trữ Vương, không cần thiết lừa gạt một thương hộ chi nữ, hắn muốn để mình lui ra, nói thẳng chính là, lại có chính là, Lâm Bất Tiện lưu ý đến Trữ Vương đối vị này, thiếp thiếp sử dụng tìm từ, một cái, sính, tự, cùng thiếp thiếp danh hiệu này, đủ có thể nói hết thảy, cùng là, thiếp, thiếp thiếp cùng cơ thiếp lại có cách biệt một trời, thiếp thiếp bình thường là chính thê của hồi môn nha đầu, theo chính thê cùng nhau gả tới, có chính thức thân phận cùng tương đối cao quyền lên tiếng. Trữ Vương điện hạ vị này thiếp thiếp hiển nhiên không phải của hồi môn, từ cái này, sính, tự cũng biết. Vị cô nương này nhập phủ lúc Trữ Vương điện hạ là hạ sính lễ, cái này liền coi như là cho vị cô nương này một cái chính thức thân phận, mà cơ thiếp phần lớn là mua được hoặc là người khác tặng, chủ gia không thích cũng có thể đưa cho người khác, tới chỉ kém một chữ thiếp thiếp là sẽ không bị giao dịch hoặc là trao đổi, thậm chí có chút dòng dõi, thiếp thiếp cùng bình thê, chỗ hưởng thụ đãi ngộ không sai biệt lắm. Trữ Vương điện hạ, thiếp thiếp thân phận tự nhiên càng khác biệt. Vương Phi không phải nàng loại này thương hộ chi nữ có tư cách nhìn thấy, vị này thiếp thiếp nói không chừng chính là Lâm Bất Tiện tại Trữ Vương phủ hậu viện có thể nhìn thấy, thân phận người cao quý nhất, Trữ Vương điện hạ đến cùng ý muốn như thế nào? Đến. Quá cái này đạo cổng vòng chính là Lê Viện, trừ vương gia bên ngoài nam tử đều không được đi vào, tiểu nhân không có cách nào dẫn đường, ngươi một mực đi lên phía trước tùy tiện tìm nha hoàng, để nàng dẫn ngươi đi thấy Ngọc Phu Nhân là được. Hiển nhiên, phục thị tại Trữ Vương cận thân thị vệ liền so thủ vệ thị vệ thông minh nhiều, từ đầu tới đuôi người này cũng không có cho Lâm Bất Tiện một cái xưng hô, Lâm Bất Tiện lại rất vui vẻ, chuyện Vân An ở rễ tứ hải đều biết, dựa theo phép tắc người ngoài muốn gọi mình tiểu thư, xưng hô Vân An vì cô gia, thị vệ này sở dĩ không có như vậy xưng hô mình, chắc là nhìn chung đến Vân An cảm thụ, bây giờ Vân An lắc mình biến hóa thành Trữ Vương phủ thượng khách, tin tức này không bao lâu liền có thể truyền ra, sau này xem ai còn dám khinh thị nàng. Lâm Bất Tiện đắm chìm trong đối Vân An sau này mưu đồ, xem nhẹ thị vệ đối kia đằng thiếp xưng hô, thẳng đến tiếng viện tử, nha hoàng thấy Lâm Bất Tiện lạ mắt, lại chải lấy búi tóc thành hôn nữ tử, chủ động tiến lên hỏi thăm. Phu nhân, có gì phân phó? Dân phụ Lâm thị, hôm nay theo tướng công bái kiến vương phủ, điện hạ mệnh dân phụ tới nơi đây bái kiến. Ngọc phu nhân. Lâm Bất Tiện nhíu mày, cái này phong hào. A, thỉnh đi theo nô tỳ. Đa tạ. Nha hoàng đem Lâm Bất Tiện đưa đến trước một chỗ ngoại phòng, trong phòng truyền ra ung dung tiếng đàn, cho nô tỳ đi thông truyền một tiếng. Thỉnh. Nha hoàng bẩm báo trở về, thỉnh Lâm Bất Tiện đi vào, từ cửa hông nhập ngoại phòng, phòng ngủ, vòng qua bình phong, còn không có thấy rõ trong phòng bày biện, trước nghe được Long Tiên Hương kỳ dị hương khí, truyền thuyết Long Tiên Hương 10 phần trân quý, chính là ngự dụng chi vật, Lâm Bất Tiện cũng chỉ là may mắn ngửi qua một lần. Chẳng ngờ hôm nay lại Trữ Vương phủ một vị thiếp thiếp trong ngoại phòng nghe được, xem ra vị này Ngọc phu nhân, từ góc độ nào đó đến nói cùng Trữ Vương điện hạ đồng dạng được sủng ái a, một bộ hồng nhạt, đập vào mi mắt, Lâm Bất Tiện hành lễ tham kiến, dân phụ Lâm thị, tham kiến Ngọc phu nhân. Ngọc phu nhân ứng thanh quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một trận làn gió thơm, phốc đến trước mặt Lâm Bất Tiện, đỡ lấy Lâm Bất Tiện cánh tay ôm nhu nói, từ biệt mấy ngày, tứ tiểu thư hết thảy mạnh khỏe. Lâm Bất Tiện giật mình trong lòng, dương mắt. Thâm thúy trong đôi mắt ánh vào một vòng thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy kia Ngọc phu nhân, đôi mắt đẹp trong mong này, cười duyên dáng, chính là đã từng danh chấn bát phương, sau lại oanh liệt hoàng lương, lại đến mai danh ẩn tích không biết tung tích, Ngọc tim tim. Ngọc cô nương. Là ta, tứ tiểu thư. Được chứ. Ngọc tim tim đổi kiểu tóc, lúc trước tự do rối tung ở sau óc, ba búi tóc đen bị đều cuộn tại đỉnh đầu, lộ ra trắng loãng mảnh khảnh cổ, tại Lâm Bất Tiện trong trí nhớ. Người trước mắt này 10 phần thiên vị màu đỏ,
giờ phút này trên thân lại chỉ mặc một bộ hồng nhạt, cho dù là nhập trữ vương phủ, để thiếp thiếp cũng chỉ là thiếp thiếp, nàng về sau quãng đời còn lại cùng màu đỏ chót vô duyên, kia xinh đẹp, nóng bỏng màu đỏ. Rốt cuộc thiêu đốt không dậy. Dân phụ hết thảy mạnh khỏe, làm phiền phu nhân mong nhớ. Ngọc Tiêm Tiêm nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên kéo tay Lâm Bất Tiện đi vào trong, căn này ngọa phòng lại tu sửa cùng gian phòng Lạc Thành Tây Uyển chỗ kia không khác chút nào, một đạo trúc chế mặt trăng cửa về sau, đặt vào bàn trà và bàn cờ. Các người tất cả đi xuống, ta cùng tứ tiểu thư bằng hữu cũ gặp lại, có lời muốn nói. Vâng. Nha hoàng phụng mệnh rời khỏi gian phòng, Ngọc Tiêm Tiêm dẫn đầu cởi giày, khoanh chân ngồi vào chủ vị, dựng lên một cái thỉnh thủ thế tứ tiểu thư. Lâm Bất Tiện cũng yên lặng cởi giày, chậm rãi, ưu nhã kỵ ngồi xuống. Vân An không tại, Lâm Bất Tiện lại khôi phục lại đoan trang trong mắt người ngoài kia, ít lời, vừa vặn thương cửa khuê tú, trừ Vân An trong mắt mọi người, Lâm Bất Tiện từ trước đều là dạng này, giơ tay nhấc chân đều vừa đúng, quả nhiên cùng họa đồng dạng cảnh đẹp ý vui, nửa phần không nhiều, nửa phần không ít. Vân An thường nói, Lâm Bất Tiện trên thân là có vận, tựa như màu cam dưới ánh đèn, pha lê tủ trưng bày bên trong. Nhữ lò, đem ưu nhã, lộng lẫy cùng giản dị hoàng mỹ hòa thành một thể, trong lúc vô hình phóng xuất ra đặc biệt vận để người không dời mắt nổi. Mỹ nhân ở xương, không tại gia, đại khái liền như Lâm Bất Tiện như vậy đi, cho dù nàng không có túi gia thân mỹ lệ này, tin tưởng đồng dạng có thể xếp vào mỹ nhân liệt kê. Ngọc Tiêm Tiêm dường như cũng bị Lâm Bất Tiện hấp dẫn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lâm Bất Tiện hồi lâu, mới im lặng cười. Ngọc phu nhân, vừa mới ta cũng nói, người ta có thể tính làm bằng hữu cũ, chỗ này lại không có ngoại nhân, đừng mở miệng một tiếng, phu nhân, gọi ta, tựa như lúc trước đồng dạng, ta bảo ngươi, tứ tiểu thư, ngươi gọi ta, Ngọc cô nương, được chứ? Lâm Bất Tiện trầm ngâm giây lát, gật đầu đáp ứng. Ngọc Tiêm Tiêm rất vui vẻ, một cái xốc lên bên cạnh cái nắp vải nước nhỏ, từ bên trong múc mấy gáo nước đến nước trong bình, lại đem ấm nước ngồi xuống bùn lô bên trên. Hôm qua vừa được một bánh đỉnh tốt lão bạch trà, vương gia nói là từ một gốc ngàn năm cây trà già trên thân hái tiêm trà, trải qua danh tượng chi thủ chế thành, lại trần giấu 8 năm, xem như nhất bảo, chúng ta nếm thử. Đa tạ. Đừng câu nệ, thấy người ta rất vui vẻ. Lâm Bất Tiện không nói nữa, Ngọc Tiêm Tiêm cũng an tĩnh lại, nước trong bình rất nhanh sôi, đầu tiên là toát ra sương trắng, sau đó truyền ra dễ nghe, bay nhảy âm thanh. Ngọc Tiêm Tiêm cực nghiêm túc dùng thứ nhất pha trà thanh tẩy qua đồ uống trà, đem thứ hai ngâm đẩy lên Lâm Bất Tiện trước mặt, nếm thử. Lâm Bất Tiện lại nhìn chằm chằm cái chén, không nhúc nhích. Ngọc Tiêm Tiêm hiểu ý, hỏi, tứ tiểu thư có phải là có vấn đề gì muốn hỏi ta? Ân. Nói đi, có thể trả lời, ta đều sẽ trả lời ngươi. Ngọc, cô nương làm sao ở chỗ này? Ta tự mình tới. Lạc Thành cách nơi này ngàn dặm, cô nương lại như thế nào? Ngọc Tiêm Tiêm môi son khẽ mở, phun ra bốn chữ, nữ phẫn nam trang. Chương 193. Lâm Bất Tiện tim đình trệ, lại cảm nhận được rõ ràng một loại đau khổ, không biết bắt đầu từ khi nào, Vân An thân phận chân thật thành một cây đao treo trong lòng Lâm Bất Tiện, vạn nhất Vân An thân phận vô ý tiết lộ, dựa theo Yến quốc luật pháp, lấy nữ tử chi thân cưới thê tử Vân An, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Lâm Bất Tiện phát thệ phải bảo vệ cả đời bí mật, bốn chữ này, Lâm Bất Tiện ngày bình thường tuyệt sẽ không mở miệng nói ra, thậm chí liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Lâm Bất Tiện không giống Vân An như thế, không tim không phổi, có đôi khi còn mang theo mình cùng một chỗ nữ phẫn nam trang. Lâm Bất Tiện rất sợ, nữ phẫn nam trang, bốn chữ này bị bên cạnh mình người nghe qua, tạo thành một loại nào đó nhắc nhở. Tại dạng trường hợp này, bốn chữ này bị thần bí Ngọc Tiêm Tiêm nói ra, Lâm Bất Tiện bối rối đến đau khổ. Chẳng qua nàng dù sao cũng là người trên thương trường lịch luyện qua hơn 3 năm, chịu đựng tim đau nhất ý, trên mặt biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ là quét Ngọc Tiêm Tiêm một chút, ngạc nhiên nói, Ngọc cô nương thật can đảm. Nữ phẫn nam trang từ trước đến nay đều là chuyện kinh thế hải tục, mình như thế nên không sai. Quá khen, ta cũng là tình thế bức bách. Một giới nữ lưu tại bên ngoài nửa bước khó đi, bất đắc dĩ. Lâm Bất Tiện cảm giác Ngọc Tiêm Tiêm cũng không phải là có ám chỉ gì khác, thoáng yên tâm, sau đó không để lại dấu vết dời đi đề tài, hỏi, cho dân phụ cả gan hỏi một câu. Hảo. Ngọc cô nương vì sao không từ mà biệt? Lại là như thế nào trở thành Ngọc phu nhân? Ngọc Tiêm Tiêm trầm mặc một lát, nhìn Lâm Bất Tiện hỏi ngược lại, vấn đề này. Đến tột cùng là tứ tiểu thư lòng có hoang mang, vẫn là thay người bên ngoài hỏi đây. Ngọc Tiêm Tiêm trong miệng người bên ngoài này, chỉ rốt cuộc là người nào? Là Lý Nguyên, vẫn là Vân An? Có lẽ người khác biệt lập trường nghe được vấn đề này, sẽ có khác biệt đáp án đi. Dân phụ cùng Ngọc cô nương quen biết một trận, cô nương đột nhiên đi không từ giả,
dân phụ chẳng lẽ không nên hỏi thăm sao? Ngọc Tiêm Tiêm yếu ớt nói, phàm là Trữ Vương Điện Hạ muốn có được, vô luận là vật cũng tốt, người cũng được, liền không có hắn không chiếm được. Về phần ta vì sao không từ mà biệt? Kết quả này đối ngươi cùng Vân gia mà nói, chẳng lẽ không phải lý tưởng nhất sao? Quả thật, xuất phát từ một góc độ thương nhân lợi lớn, Lâm Bất Tiện cũng cảm thấy dưới mắt phát triển đối nàng cùng Vân An mà nói là có lợi nhất. Đối với chuyện này Lâm Bất Tiện tôn trọng Vân An quyết định, chưa có tỏ thái độ, nhưng không biểu lộ thái độ không có nghĩa là đồng ý. Lâm Bất Tiện vẫn luôn cảm thấy Ngọc Tiêm Tiêm thân phận đặc thù lại quá mức bắt mắt, không quá thích hợp trở thành tiểu Lâm phủ bên trong một viên. Mặc dù Lâm Bất Tiện thừa nhận Ngọc Tiêm Tiêm ưu tú, tại Yến Quốc, lựa chọn người tiêu chuẩn không thể giống Vân An đồng dạng, chỉ chọn hiền chọn ưu tú. Còn có nhiều vấn đề nhất định phải suy tính. Ngọc Tiêm Tiêm rời đi Lâm Bất Tiện là thở dài một hơi, không phải lấy Lý Nguyên cá tính, ngày khác ổn thỏa cưới Ngọc Tiêm Tiêm vì chính thê, Lý Thanh Sơn sẽ thích con dâu này sao? Cho dù Lý Thanh Sơn lại bởi vì bất mà được lại, nhi tử yên lặng lui một bước, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không giận lây sang Vân An thu nhận, trợ giúp Lý Nguyên thúc đẩy cọc hôn nhân này đâu? Lâm Bất Tiện thu hồi suy nghĩ, từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, chỉ là có chút ngoài ý định, dân phụ còn tưởng rằng Ngọc cô nương cao chạy xa bay. Ngọc Tiêm Tiêm dùng trúc kẹp lấy Lâm Bất Tiện chén trà, đem bên trong có chút lạnh trà khuynh đảo ở một bên trong chậu gỗ, sau đó lại vì Lâm Bất Tiện tục một chén, đem cái chén đẩy đến trước mặt Lâm Bất Tiện. Ngọc Tiêm Tiêm thản nhiên nói, trái phải đều là không muốn gả, không bằng chọn một tốt, trà sẵn còn nóng uống mới có tư vị. Một bên khác, túi tơ ngỗng chứa bảo thạch bị đặt trên bàn nhỏ bên cạnh Trữ Vương, có chút tùy ý cùng vắng vẻ, Trữ Vương vuốt vuốt trong tay hắc thiết phiến, có phần yêu thích không nỡ rời tay ý vị. Không sai không sai. Thế gian hiếm thấy. Không biết điện hạ ý như thế nào. Vân An hướng Trữ Vương chắp tay, hỏi Trữ Vương thủ đoạn hất lên, ba, một tiếng, thiết phiến phát ra đặc thù tiếng vang, Trữ Vương thuận thế để thiết phiến tại đầu ngón tay của mình chuyển hai vòng, tan mất phía trên lực đạo, sau đó mới nắm ở trong tay, Trữ Vương nói, quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen, theo bản vương nhìn, ngươi cũng sắp trở thành một xảo trá thương nhân. Vương gia quá khen. Vân An thản nhiên nói, bản vương nhưng không có đang khích lệ ngươi. Vân An nhíu mày, ra vẻ ngạc nhiên nói, thật sao? Thảo dân thế nào cảm giác cái này cùng ta mà nói là lớn lao khích lệ đâu? Thương nhân mặc dù đặt ở trong mắt sĩ tộc là hạ phẩm giai tầng, nhưng đặt ở trong mắt ta xuất thân là một tên khất cái chính là hào môn quý nhân, dù sao thảo dân thân phận lúc trước, liền hạ cửu lưu đều không chen vào được đâu. Trữ Vương cười một trận, đáp, ngươi nghĩ như vậy ngược lại là cũng không sai. Vương gia, đấu giá hội một chuyện chẳng qua là ngài nhất tay liền có thể thúc đẩy, như ngài có thể đáp ứng, thảo dân trừ dân lên chiếc phiến này ra, lễ tạ thần đem đấu giá hội đoạt được lợi nhuận cùng vương gia chia 3-7 thành, ta 7. Thảo dân 7, vương gia 3. Trữ Vương lại bị Vân An cho khí cười, nói ra, không ngờ bản vương một tay thúc đẩy sự tình như thế, lại chỉ có thể cầm cái số lẻ. 3 thành đã không ít, nếu là lập kế hoạch thỏa đáng, đấu giá đoạt được chính là một số lượng kinh người. Huống hồ chuyện này vương gia căn bản không cần lộ diện, chỉ cần thoáng thả ra một tiết phong thanh là được, còn lại nguy hiểm đều từ tiểu nhân một người gánh chịu, cho dù ngày sau xảy ra biến cố gì, thảo dân tin tưởng vương gia đại khái có thể nói không biết thảo dân, không biết được việc này. Gánh chịu mấy phần nguy hiểm liền lấy mấy phần lợi nhuận, thảo dân cảm thấy như thế chia đã là cho thêm vương gia. Ha ha ha, đã cảm thấy không công bằng, vì cái gì còn muốn như thế vân? Vân An chi tiết đáp, bởi vì ta cảm thấy, cho thiếu vương gia chưa hẳn đồng ý, tính ngươi thẳng thắn. Trước mặt vương gia, không cần thiết nói láo. Mua bán này ở bản vương mà nói cũng là không phải việc khó gì, chỉ là vì sao muốn giúp ngươi. Lại nói bản vương có được lũng địa tiết độ quyền lực, không thiếu bạc. Vân An rũ xuống đôi mắt, vấn đề này sớm tại mấy ngày trước Vân An liền đã cùng Lâm Bất Tiện thương thảo quá, tốt nhất đáp án sớm đã thuộc lầu, nhưng thật đến muốn lúc nói khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, chỉ thấy Vân An hít một hơi lại chậm rãi phun ra, đáp. Đây là tự nhiên, theo tiểu nhân biết, điện hạ là thiên hạ này tất cả phiên vương bên trong, duy nhất có tiết độ quyền lực. Lại thêm vương gia thịnh sủng hậu đãi, tự nhiên không thể lại thiếu bạc dùng. Chỉ là, thảo dân lo lắng vương gia có một ngày sẽ miệng ăn núi lở, nhiều trữ hàng một chút, mới có thể đứng ở thế bất bại. Trữ Vương sắc mặt bá, một chút biến u ám lên, hắn híp híp mắt, nhìn chằm chằm Vân An nhìn rất lâu, mới trầm giọng nói tiếp. Vâng, thảo dân tuân mệnh. Vân An quy củ thi lễ một cái, tiếp tục nói, đã vương gia muốn nghe, kia thảo dân liền biết gì nói nấy. Theo thảo dân kiến giải vụng về, vương gia bây giờ có được vinh hoa phú quý, đều quyết tại bên trên. Nói câu đại nghịch bất đạo, vương gia nhưng có quá chết theo dự định.
làm càn. Vân An nhịp tim cũng loạn tần suất, lại tiếp tục bình tĩnh nói, người có sớm tối có lẽ, anh Hiếu Hiền Bưng Duệ, thái tử điện hạ như thế nào? Cuối cùng không phải là tiện nghi nhà mình huynh đệ. Điện hạ thanh niên tài tuấn, lại cơ trí vô song, mặc dù Thảo Dân hôm nay nói lời có chút khó nghe, nhưng có chút sự tình. Tin tưởng điện hạ đã sớm cân nhắc qua rất nhiều lần. Điện hạ là bệ hạ cháu ruột không giả, nhưng thay đổi về sau liền lại xa một tầng. Thảo Dân nghe nói quý phi nương nương dòng dõi thịnh vượng, thái tử gia đặt vào đồng bào thân huynh đệ không đỡ, vì sao muốn nâng đỡ điện hạ đâu? Huống hồ từ Lý Tri phủ sự tình nhìn lại, vị này tân thái tử đối điện hạ ngài, dường như cũng không phải như vậy quá hữu hảo. Điện hạ như không có chết theo dự định, lại có thể nào bảo đảm sẽ không miệng ăn núi lở? Trữ Vương điện hạ hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay lời nói, câu câu đều là rơi đầu. Thảo Dân luôn luôn không biết sâu cạn, nếu là vương gia thật để ý, chỉ sợ cùng vương gia lần thứ nhất gặp mặt Thảo Dân liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Thảo Dân cần gì phải che giấu? Thảo Dân thấp cổ bé họng, ti tiện chi thân, chưa hề mưu toan rung chuyển vương gia mảy may, lại nhập thương tịch vĩnh viễn không thể vào sĩ, càng không mưu đồ, Thảo Dân nói lời chữ chữ thực tình, xin vương gia minh giám. Vậy ngươi cảm thấy, bản vương tiếp xuống vừa làm như thế nào? Ngồi trở lại đi, ngồi xuống nói. Tạ vương gia. Vân An lui trở về trên vị trí của mình, hai tay khoác lên trên đùi, ngón tay cong cong, suy tư thật lâu mới mở miệng đáp, đoạt bích một đường, mọi loại hung hiểm. Thảo Dân cảm thấy tân thái tử cử động lần này vô luận là sao sơn chấn hổ cũng tốt, ném đá dò đường cũng được. Vương gia đều không nên ra mặt, càng không nên tỏ thái độ, thậm chí phải tận lực rời xa kinh thành. Lý Tri phủ liên nhiệm Lạc Thành Tri phủ hơn 10 năm đích thật là vi chế, bệ hạ không nói không ai sẽ sách, nhưng thái tử lại không thể ngồi yên không lý đến, thái tử cũng là dựa theo phép tắc làm việc, như vương gia ra mặt. Ngược lại rơi hạ phong. Thảo Dân trước đó chưa từng nghe qua bệ hạ long thể bất an tin tức, lại tại nhị hoàng tử ngồi đông cung sau đột nhiên đem giám quốc quyền lực giao cho thái tử, nói không chừng bệ hạ cũng muốn nhờ vào đó quan sát thứ gì, vương gia liền càng không nên có chỗ biểu hiện, duy trì hiện trạng mới là tốt nhất. Vân An nhìn một chút Trữ Vương, nhàn nhạt ném ra một câu, nói ra, từ trước hoàng vị truyền thừa, với quốc gia xã tắc mà nói chính là thiên thu vạn đại cam đoan, nhưng đối với mỗi một thời đại đế vương mà nói, cảm giác đều là phức tạp. Một đoạn thật dài trầm mặc qua đi, Vân An tiếp tục nói, điện hạ cùng Thảo Dân khác biệt, như bóp chết Thảo Dân chỉ giống bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, muốn diệt trừ điện hạ. Tựa như chém ngã một viên trăm năm cổ thụ, phí sức không nói, còn muốn tùy thời đề phòng đại thụ khuynh đảo về sau có thể hay không nện vào chính mình. Dưới mắt điện hạ đại khái có thể dựa vào mối quan hệ huyết thống duy trì trạng thái bình thường, nhưng nếu muốn cây lớn không ngã, từ giờ phút này bắt đầu, điện hạ liền nên bắt đầu chuẩn bị, muốn đem bộ rễ trải rộng đến mỗi một góc, rắc rối khó gỡ, hình thành cục diện lớn mà không thể đổ, muốn để tân quân minh bạch, nếu là thanh trừ Trữ Vương phủ, toàn bộ xã tắc đều muốn trung chuyển, tại triều phải có quyền thần, trọng thần, hoặc là học trò khắp thiên hạ lão thần bị vương gia nói chuyện vang. Xin hộ, tại dân gian vương gia cũng phải đem nắm lấy để triều đình kiên kỵ lực lượng, mặc dù đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng làm một cái đâm vào trong lòng của người khác chạm vào tức đau tồn tại, cũng so mặt người nắm, sinh tử phú quý đều do trời mạnh. Chương 194. Trữ Vương nhìn chằm chằm Vân An, tựa như một con diều hâu khóa chặt con mồi, tùy thời chuẩn bị bay nhào xuống, đem con mồi một kích mất mạng, tựa như Trữ Vương vừa mới nói, Vân An hôm nay nói lời, tùy tiện sách ra tới một câu đều đầy đủ bị định tội, lại bất luận khác, chính là vọng nghị triều chính, đầu này, liền đủ Vân An uống một bình, nhưng Vân An đâu, tại Trữ Vương Cao Hoài xem ra, Vân An biểu hiện có thể coi là quỷ dị, Cao Hoài gặp qua nhiều, trình lên khuyên ngăn chi sĩ, cùng loại. Vân An loại này, nhưng những người kia phần lớn lúc mở màn hoặc tự nhiên hào phóng, hoặc dõng dạc, thẳng đến Trữ Vương lập tức chọc thủng những người kia tâm tư, điểm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Khả năng từ trong mắt của bọn hắn nhìn ra bối rối, khẩn trương, cầu xin tha thứ, khuất phục, nhưng Vân An biểu hiện cùng những cái kia trình lên khuyên ngăn chi sĩ, biểu hiện hoàn toàn tương phản, nói chuyện ngay từ đầu, Trữ Vương Cao Hoài còn vẫn có thế từ Vân An trong mắt nhìn thấy kiên kỵ, lo lắng cùng khiêm tốn cảm xúc, theo nói chuyện xâm nhập, người này không chỉ có không có bối rối, ngược lại biểu hiện càng lúc càng lớn mật, tựa như giờ phút này, Trữ Vương nhìn chằm chằm Vân vào. Mắt An, đọc được lại chỉ là bình tĩnh, trong chốc lát Cao Hoài có chút hoảng hốt. Phản phất trở lại thời điểm mới gặp Vân An, tại Lũng Đông Nam Lâm Phủ, Lâm Tứ Tiểu Thư 20 thọ yến, lúc đó Vân An vẫn là tên cất cái, lại ủng một phần khí phách phóng tầm mắt toàn bộ yến quốc cũng không có nhiều người có thế có, chỉ là tiện tịch tên cất cái lại dám cùng hoàng tộc phiên vương đối mặt, khiêu chiến.
Ngày xưa tên Khất Cái thân ảnh cùng Vân An bây giờ dần dần trùng hợp, Trữ Vương rất nhanh liền tìm được hai lần khác biệt. Ngày xưa Vân An biểu hiện ra chính là không sợ còn từng tia phẫn nộ. Hôm nay Vân An cả người đều ổn xuống tới, biểu hiện ra chính là bình tĩnh cùng bằng phẳng. Trữ Vương thu hồi thận trọng ánh mắt, hỏi, như ngươi lời nói, ngươi đã không thể vào sĩ lại không cách nào rung chuyển bản vương chút nào. Vậy vì sao phải ngàn dặm xa xôi đến Ung Châu, cố ý cùng bản vương nói lời nói này? Vân An không chút nghĩ ngợi nói, Thảo Dân tự nhiên cũng có mưu đồ, chỉ là cùng những người vương gia ngày bình thường gặp kia có chút sai lệch thôi. Thảo Dân hy vọng một ngày vương gia cây lớn rễ sâu, có thể cầu được dưới bóng cây một chỗ cắm dùi, bảo trụ người trong lòng. Một thế thái bình. Cao Hoài nao nao, tiếp theo phát ra một trận cười to, Vân An a Vân An, bản vương nhớ không lầm, lúc trước cửa hôn sự này ngươi thà rằng bị mất đầu cũng không nguyện ý tiếp nhận, bây giờ vậy mà vì bọn hắn một nhà làm được loại tình trạng này, cái này Lâm Tứ tiểu thư đến tột cùng có mị lực gì? Thọ Yến Thảo Dân thất lễ, cự tuyệt cọc hôn sự này cùng nhà ta nương tử cũng không trực tiếp quan hệ. Ta là buồn bực không cốt tự tiện chủ trương, ta coi hắn là bằng hữu hắn lại kéo ta tới cho đủ số, thứ hai là ta xuất thân ti tiện không nghĩ lầm người ta chung thân, cho nên mới liều chết không theo. Thảo Dân lúc trước không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, suýt nữa bỏ lỡ một cọc nhân duyên tốt, đa tạ vương gia thúc đẩy ta cùng nhà ta nương tử việc hôn sự này. A, à, ngươi còn rất giảng đạo nghĩa. Tạ ơn vương gia khích lệ. Trữ Vương Cao Hoài run run thủ đoạn, để thiết phiến tại giữa ngón tay mình chuyển vài vòng, sau đó đem chiếc phiến phóng tới trên bàn nhỏ, cầm qua phía trên túi tơ ngỗng, lấy ra viên kia hồng bảo thạch chói mắt tinh tế xem tường tận. Tạm thời, tính ngươi nói có chút đạo lý. Chẳng qua có một chút ngươi dường như không nghĩ rõ ràng liền đến. Thỉnh vương gia chỉ giáo. Vân An không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi làm sao không suy nghĩ bản vương vì sao bỏ gần tìm xa, lũng địa bên trong thương nhân, thương đội nhiều vô số kể, mà lại bọn hắn gần như đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở chỗ này, bản vương không chọn bọn hắn, tại sao phải chọn ngươi? Vân An khẽ cười một tiếng, trả lời, ta có thể cho vương gia mang tới, không chỉ là vàng bạc tài bảo. Vân An điểm một cái mình huyệt thái dương, tiếp tục nói, Thảo Dân xuất thân là tên Khất Cái, kỳ quái quái người gặp nhiều, kỳ quái quái suy nghĩ cũng liền nhiều, liền lấy đấu giá hội, chuyện này đến nói, Thảo Dân chẳng lẽ không phải người thứ nhất cùng vương gia đưa ra loại này sướng nghị sao? Trừ vàng bạc, Thảo Dân còn có thể cho vương gia mang đến người bên ngoài không có lý niệm. Lý niệm? Ách, chính là quỷ mưu. Từ Trữ Vương phủ ra tới Vân An một thân nhẹ nhõm, phản phất một tảng đá lớn đặt ở trong lòng nhiều ngày đột nhiên bị đẩy ra, hơn nữa còn phát hiện phía dưới tảng đá mọc ra một cây nhỏ miêu, giòn giòn non nớt. Khiến người kinh hỉ, nói chuyện nửa đoạn sau, có thể nói là phi thường vui sướng, Trữ Vương Cao Hoài nhiều lần nhắc tới lý niệm, quỷ mưu nhiều lần, sau đó đáp ứng Vân An đề nghị, đạt thành chung nhận thức về sau, hai người liền có giống nhau mục đích, nói chuyện nội dung liền nhẹ nhõm nhiều. Lâm Bất Tiện bên kia tự hồ có chút không giống nhau lắm, trên xe ngựa về khách điếm, Vân An áp vào bên cạnh Lâm Bất Tiện, dùng vẻn vẹn hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, làm sao rồi? Cảm giác nàng không vui, có phải là Vương Phi khi dễ nàng rồi? Lâm Bất Tiện than nhẹ một tiếng, cải chính, không phải Vương Phi, là thiếp thiếp. Chẳng qua dù sao cũng là người Vương Phủ, có thể tôn một tiếng phu nhân, Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân. Ừm, vị này Ngọc Phu Nhân xem như hai chúng ta người quen. Vân An nháy mắt trợn tròn tròng mắt, suýt nữa tuôn ra nói tục, thật vất vả nhịn xuống. Gầm nhẹ nói, Ngọc Tim Tim. Lâm Bất Tiện nhẹ gật đầu, giơ ngón trỏ lên dán tại trên môi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Hảo. Xe ngựa dừng ở khách điếm môn, Vân An nhảy xuống xe ngựa đỡ Lâm Bất Tiện cũng xuống xe ngựa, hai người kéo tay nhanh bước đi vào, trở lại khách phòng, đóng cửa rơi khóa, Vân An không kịp chờ đợi hỏi, nàng nói Trữ Vương tiểu thiếp. Là Ngọc Tim Tim. Ừm, chuyện đã xảy ra là như vậy. Lâm Bất Tiện đem Ngọc Tim Tim cùng nàng nói lại thuật lại cho Vân An. Người sau nghe xong trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói như vậy. Ngọc Tim Tim là bởi vì không muốn gả cho Lý Nguyên mới chạy trốn. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, là như vậy. Nữ phẫn nam trang, ngàn dặm xa xôi từ Lạc Thành chạy đến Ung Châu, sau đó thành Trữ Vương tiểu thiếp. Ân. Nàng cảm thấy tin được không? Vân An hỏi Lâm Bất Tiện. Toàn bộ sự kiện đều lộ ra ly kỳ, nhưng lại là sự thật. Vân An tâm tình phức tạp. Nàng cảm thấy mình giống như là một tên đồng lõa, rõ ràng hy vọng Ngọc Tim Tim có thể sống thành cuộc đời khác nhau, nhưng không có suy xét chu toàn. Có lẽ trong mắt Ngọc Tim Tim mình chỉ là giúp Lý Nguyên chiếu cố một vị hôn thê mà thôi, nhưng người ta Ngọc Tim Tim căn bản đối Lý Nguyên liền không có gì hay. Đồng thời Vân An lại cảm thấy mình có chút thật xin lỗi Lý Nguyên người bằng hữu này, Trữ Vương là Lý Nguyên biểu ca.
Ngọc Tim Tim lắc mình biến hóa thành Lý Nguyên tẩu tử, cái này khiến Lý Nguyên như thế nào xử sự, coi như Lý Nguyên trên thân có thật nhiều thời đại này nam tử bệnh chung, nhưng Vân An có thể nhìn ra Lý Nguyên vì Ngọc Tim Tim sở tác ra thay đổi, trả giá cùng hy sinh. Chuyện này là sao a? Lâm Bất Tiện bắt lấy tay Vân An, ôm nhu an ủi, đó cũng không phải lỗi của nàng, mặc kệ có ẩn tình hoặc là nguyên nhân gì, ta tin tưởng Ngọc Phu Nhân là có quyền lựa chọn, đã nàng làm ra lựa chọn như vậy. Liền cùng nàng lại vô can hệ, có lẽ thời điểm Lý Tam ca ca vừa biết chuyện này khó tránh khỏi sẽ thương tâm sinh khí, nhưng hắn là người thông minh. Sẽ không làm sự tình giận chó đánh mèo loại này. Ai, ta chỉ là... Đây cũng quá kỳ quái đi. Ngọc Tim Tim làm như thế. Nàng nói nàng không muốn gả cho Lý Nguyên, vậy nàng cứ nói thẳng đi, dù là nàng nói cho ta cũng có thể giúp nàng khuyên nhủ. Diệt Khê, nàng là không thấy được. Ăn Tết lúc ấy Lý Nguyên đến nhà Ngọc Tim Tim, hai người hổ động gọi là thân mật, ta còn tưởng rằng cọc việc hôn nhân này thành nửa nha, nàng nói Ngọc Tim Tim đến cùng nghĩ như thế nào. Nàng từ Phiêu Miểu Lâu ra tới về sau, Lý Nguyên đổi không ít, đã không còn ép buộc nàng. Ta không tin nàng nhìn đoán không ra, nàng nếu là không thích Lý Nguyên cũng đừng treo người ta, coi như, ta, đi. Nàng bởi vì không muốn gả cho Lý Nguyên mình rời đi, vậy nàng quay đầu liền gả cho người ta biểu ca, chuyện này là sao a? Người bình thường có thể làm ra loại sự tình này sao? Nàng trước đừng nóng giận, chuyện này xác thực lộ ra kỳ quặc, chẳng qua nàng xem nhẹ một chuyện. Cái gì? Ngọc Tim Tim nhập Trữ Vương phủ là tại Lý Tri phủ điều nhiệm Ung Châu về sau mới phát sinh, nàng còn nhớ rõ Trữ Vương điện hạ nói thế nào sao? Hắn nói, hắn gần đây xính một phòng thiếp thiếp. Nếu là xính đến, dù không thể giống cưới chính thê như thế oanh động, nhưng ít nhất cũng phải có bà mối, bái thiếp, lễ hỏi, muốn bày rượu tịch. Coi như chỉ bày 2-3 bàn, coi như Lý Tri phủ là trưởng bối, vãn bối nạp thiếp không trình diện, nhưng hắn hai đứa con trai Lý Việt, Lý Khôi là nhất định phải tới. Bọn hắn sẽ không biết Ngọc Tim Tim sao? Lại không biết Ngọc Tim Tim cùng nhà mình đệ đệ nguồn gốc sao? Chuyện này bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, Lý Tam ca ca lại dựa vào cái gì trách cứ nàng đây? Cái này Ngọc Tim Tim, thật là quá kỳ quái. Vân An dùng một câu nói như vậy, kết thúc trận này trò chuyện. Mấy ngày về sau, Ung Châu Thành đột nhiên náo nhiệt, một đội tiếng tăm lừng lẫy thương khách từ Đại Mạc chỗ sâu trở lại Ung Châu. Tới cùng nhau trở về còn một đoạn ly kỳ truyền thuyết, khi đội thương lữ đại đương gia mang về một quyển trục, nghe nói là một ngày thương đội ở trong sa mạc lạc đường, đột nhiên thổi lên cuồng phong, đem cát đất đưa đến trên trời, che khuất bầu trời, bọn hắn tất cả mọi người suýt nữa bị chôn sống. Sau khi tỉnh lại phát hiện một khối phế tích, trong phế tích có chút rải rác xương người đầu, trong đó một cổ xương người trong tay, nắm chặt quyển trục gia cừu này. Quyển trục bên trong ghi lại: hắc, phía sau tiểu nhân cũng không biết, nghe nói là một bộ dấu bảo đồ. Hiện tại Ung Châu trong thành tất cả khách điếm, trà lâu, tử quán đều muốn truyền điên. Lâm Bất Tiện cùng Vân An nghe xong Chu Lục giảng thuật, nhìn nhau cười một tiếng. Chu Lục tiếp tục nói, nghe nói kia trong bảo tàng chính là một bảo khố của Hoàng đế Phiên Bang đã hủy diệt. Trong bảo khố đầu bảo bối nhiều vô số kể, chẳng qua mang về quyển trục vị kia đại đương gia, đem tin tức này thả ra hậu nhân liền không gặp, gia cùng phu nhân có hứng thú hay không? Muốn hay không tiểu nhân lại đi tìm hiểu tìm hiểu? Nương tử, nàng có hứng thú không? Vân An hỏi Lâm Bất Tiện. Đã là một cọc kỳ văn, nghe một chút đến tiếp sau cũng tốt. Vậy ngươi liền đi hỏi thăm một chút đi. Vân An đối Chu Lục nói. Vâng, tiểu nhân sẽ tiếp tục để ý, một khi có tin tức mới, lập tức trở về đến bẩm báo. Vân An, đi thôi. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Hết phần 14. Bye bye các vũ nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, Tri El Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.